chương 135 trên ngọn núi, mọi người đều cảm nhận rõ uy áp linh lực từ thế giới tuyết trắng kia tràn ra, thần sắc khẽ chấn động, cặp mắt nóng cháy háo hức. Đi, tìm chỗ ẩn thân, đừng động tới những tài vật quý giá ở khu này, đợi cho chỗ này náo nhiệt lên đã mục trần bình tĩnh thấp giọng điều động mọi người. Ừm, mấy người sở kỳ, diệp khinh linh điều tán thành mục trần dẫn đầu nhảy ra đón lấy gió tuyết, hòa vào thế giới trắng xóa, hảo thủ hai băng lần lượt lặng lẽ theo sát. Một đường đi tới xâm nhập vào băng tuyết, bọn họ thấy rõ cái lạnh thấu xương, dù cho linh khí thiên địa nồng đậm, không ít dị vật chân quý mọc lên khắp nơi, thế nhưng không có bóng dáng dấu hiệu của bất kỳ linh thú nào khác. Thiên thú có ý thức lãnh địa cực mạnh, linh thú tầm thường căn bản không dám bén mảng đến địa bàn bị nó chiếm cứ. Mục Trần vô thanh vô tức đi tới, đến khi tiếp cận được sâu hơn, càng bị áp lực rõ ràng đè nén. Thỉnh thoảng những âm thanh kinh hoàng vang lên chấn động thiên địa. Bất quá đối với hiện tượng này Mục Trần vẫn rất bình tĩnh. Dù sao trước kia tận mắt nhìn thấy sự khủng bố đáng sợ của Cửu U Tước còn dữ dội hơn, Hắc Viêm càn quét đất trời, ngang nhiên đối chiến với uy lực thiên không, cảnh tượng hoành tráng oai hùng hắn vẫn còn nhớ rõ. So với Cửu U Tước, băng huyền linh dao vẫn còn kém nhiều. Dù sao thiên thú này cũng mới có thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ, dù có cơ duyên tiến hóa cũng chưa chắc có thể được xếp hạng ở thiên bảng vạn thú lục, trở thành thần thú. Còn Cửu U Tước thì có thể nếu nó may mắn phá vỡ được trói buộc hiện tại thoát linh hóa thần sẽ trở thành sinh vật cường đại bậc nhất trong đại thiên thế giới được rồi đừng đi tiếp nữa mục trần bất chợt dừng lại hắn tìm thấy một khe núi khá bí mật vừa vặn nằm giữa hai tòa núi tầm nhìn ra trước cũng trống trải phóng mắt nhìn thì có thể thấy ngay một chút cảnh tượng trung tâm khu vực băng tuyết kia Đến nơi này rồi uy áp linh lực có thể nói là vô cùng cường thịnh, áp lực khiến hào thủ hai bang cũng cảm thấy khó hành động, nếu còn tiếp tục đi tới, e rằng sẽ dễ dàng bị băng huyền linh giao phát hiện ra, đến lúc đó e rằng cơ hội bỏ chạy cũng không có. Sở kỳ, Diệp khinh Linh cũng không phản bác gì, họ dù có khả năng chịu được uy áp này, nhưng cũng không dại để cho con quái thú kia phát hiện. Còn bây giờ, thì chờ đợi cuộc vui sắp tới đi. Mục Trần ngẩng lên nhìn vào sâu trong gió tuyết bên kia, lẩm bẩm như nó với cái bóng mờ ảo khổng lồ không biết từ khi nào, Bắc Thương giới lại trở nên náo nhiệt khi với một tin tức lan nhanh như gió, nói rằng ở một vùng núi phía tây bắc kia có một khu vực rộng lớn phủ đầy băng tuyết, bên trong đó là một thiên thú băng huyền linh giao bị trọng thương, có người phát hiện lãnh địa mà băng huyền linh giao chiếm cứ còn có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng. Kẻ này dì tai kẻ kia, thế lực này quan hệ với thế lực nọ bàn tính kế hoạch, tất cả như tích nước trong ly, đến lúc đầy đã tràn ra ảo ạt, khiến cho hầu như ai ai trong Bắc Thương giới cũng đều biết nghe nói Hàn Băng Cốc có một con Băng Huyền Linh Giao đang trọng thương hấp hối. Băng Huyền Linh Giao đang trấn thủ một gốc Băng Thần Thụ, Băng Thần Quả Linh khí đậm đặc cũng đủ cho cường giả thần phách cảnh lập tức đột phá. Rất nhiều thế lực và cường giả khắp nơi đều đang tiến tới Hàn Băng Cốc rồi, chúng ta còn không đi sao? Đủ mọi loại tiếng đồn lan truyền nhanh chóng, vô số người chẳng biết từ đất đai nào mọc lên, tạo thành một làn sóng người khổng lồ đen đặc những khoảng rừng núi rầm rộ tiến về Hàn Băng Cốc tin tức đó cũng chẳng thể nào chừa ra những thế lực và cường giả hàng đầu, bọn họ cũng nao nao trông về phương trời Tây Bắc xa xôi băng huyền linh giao. Thiên thú cấp độ này vừa đủ để lòng tham trong họ phá tan lý trí. Triệu Tập Nhân Mã tiến tới Hàn Băng Cốc. Những thế lực cực mạnh, những cường giả cao cường nhất cũng âm thầm tiến lên. Hàn Băng Cốc hứa hẹn sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất tiếp theo của đợt khảo nghiệm Bắc Thương Linh viện năm nay. Hàn Băng Cốc. Trong một khe núi đâu đó, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, sau lưng hắn là Diệp Khinh Linh. Sở Kỳ và những tay đấm lão luyện của Diệp Sở Song Bang cũng ngồi xếp bằng, linh lực hùng hồn chống đỡ cái giá rét lạnh buốt của tuyết phong thổi tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem ra tin tức đã thuận lợi truyền ra Mục Trần đột nhiên mở miệng, hắn có thể nhận thấy rõ mấy ngày nay đã có vài dao động linh lực kha khá xuất hiện ở khu vực băng tuyết bên ngoài. Sở Kỳ và mấy người kia cũng gật gù, họ cũng thừa sức cảm nhận được. Bất quá còn phải từ từ. Số người này còn lâu mới đủ. Mục Trần mỉm cười, thì thầm nham hiểm thời gian lại lặng lẽ trôi qua lại thêm một ngày nữa kết thúc ngày hôm sau thế giới băng tuyết yên tĩnh cơ hồ bùng nổ sự tĩnh lặng trong giá rét bị phá vỡ bằng những tiếng huyên náo mãnh liệt những dấu chân tiến vào núi tuyết dày đặc vô cùng những tiếng xé gió mang theo những bóng người mạnh mẽ đông đảo náo động di chuyển như đàn kiến đang ào ào tràn lên xâm chiếm đánh lui cả gió tuyết lạnh lẽo những đoàn người cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong mục trần ẩn thân ở một nơi bí mật trên núi tuyết nhìn thấy rõ từng đạo bóng ảnh lướt qua tuyết trắng không ít kẻ có khí thức mạnh bạo những kẻ đó tiến vào sâu trong băng tuyết rất háo hức với băng huyền linh giao thế nhưng không ai là kẻ ngu xuẩn bọn họ hiểu rõ bản thân và băng huyền linh giao tranh lệch lớn ra sao chẳng ai khở dại dùng sức một mình mà khiêu chiến thiên thú e rằng chỉ một chảo của nó đã có thể giết chết cường giả thần phách cảnh do vậy hầu như toàn bộ những thế lực và cường giả đều dừng chân ở một danh giới xác định cùng đợi vô số những kẻ tham lam khác như đàn sói đói đen đặc kéo tới mà sự chờ đợi này cũng không quá lâu chỉ khoảng đến buổi trưa hôm đó mục trần rung động trợn mắt khi nhìn thấy đàn người đông đúc lúc nhúc vô thiên cái địa di chuyển qua bên này ước lượng sơ sơ cũng đã hơn vạn người cường giả thần phách cảnh có lẽ cũng cả trăm còn đông hơn toàn bộ số cường giả thần phách cảnh ở bắc linh cảnh gom lại bắc thương linh viện thật là Mục Trần cảm thán thốt lên, chừng này cũng chỉ là một phần Bắc Thương Giới mà thôi, lượng người đã khủng bố đến như vậy, không biết tất cả những địa vực của Bắc Thương Giới đều gom là một thì như thế nào nữa. Lực hấp dẫn của ngũ đại viện thật khiến người ta run sợ. Bây giờ thì chờ trò vui mở màn thôi. Mục Trần thở ra luồng khí lạnh như băng, hơi thở vừa ra khỏi mồm đã trắng xóa như muốn hóa cứng, khuôn mặt Tuấn Tú tươi cười mong chờ, động tĩnh bên này đã quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ kinh động băng huyền linh dao, nó mà không nổi khùng thì cũng lạ lắm. Lượng người tới đây quả thật là đồ sộ. Phương Trung sợ hãi than thở, khó mà tin được tràng cảnh này là do chính họ đứng sau giật dây. "Chúng ta khi nào thì ra tay?" Sở Kỳ hỏi. "Đừng vội." Mục Trần lắc đầu, không phải chỉ có chúng ta mới nghĩ ra được chuyện Tọa Sơn quan hổ đấu, cường giả ở đây không ít, loại suy nghĩ mưu lợi như thế cũng không phải hiếm gặp. Sở Kỳ tán thành, trai cò cắn nhau ngư ông hưởng lợi, ai mà chẳng biết có điều chỗ này ngư ông nhiều quá, phải xem bản lĩnh của ngư ông nào có thể đứng cuối cùng đây. Một khu vực trắng xóa đã bị phá tan bởi vô số người là người, những cái đầu lúc nhúc với tiếng ồn ào huyên náo vang đi rất xa, gió tuyết lạnh lẽo cũng bị đẩy lui không ít. Lượng người tụ họp ở đây càng lúc càng đông, chật kín khắp nơi, nhưng vẫn chưa có ai dám chủ động đi sâu vào trong, tất cả đều chờ đợi Băng Huyền Linh giao xuất hiện. Thình lình một tiếng giống kinh thiên động địa phá tan những tiếng ồn, khí thế hung ác tràn ngập phẫn nộ hẳn nhiên linh dao bị quấy dày đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ bắt đầu nhận ra những khí tức nhân loại kiến hôi dám xâm phạm lãnh địa của nó gờ rách tiếng giống hình thành sóng âm trùng kích lan tới phong tuyết đầy trời như lưỡi đao bén nhọn bay ra khiến một số kẻ không may bị đánh trúng cắt thịt máu me đầy người vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ cơ thể mọi người cẩn thận súc sinh kia muốn ra đây rồi những tiếng hét hỗn loạn gào lên linh lực đủ loại bùng nổ đủ màu sặc sỡ âm um, ầm um. băng tuyết như dung chuyển khắp nơi phong tuyết từ trong nơi trắng xóa kia gào thét thổi ra một cơn lốc tuyết khổng lồ cả nghìn trượng xuất hiện gầm rú cuồn cuộn cuốn lấy mọi thứ thanh thế kinh thiên khiến người ta sợ hãi run rẩy tuyết phong bạo cấp tốc quét tới chỉ vài giây liền xuất hiện cách đám đông nhân loại đen đặc không xa bất thình lình tuyết phong bạo bị xé rách bởi một đôi cánh phủ đầy bông tuyết khổng lồ cái bóng to lớn duỗi ra trên cao gờ rách tiếng gào thét cường đại dị thường uy áp tràn ngập thiên địa tuyết phong bạo tan nát hóa thành vô số phong tuyết nhận bắn xuống một con quái thú hiện ra trong gió tuyết khiến cho đông đảo nhân loại kia phải trợn mắt một sinh vật tuyệt đẹp thân hình uốn lượn như rồng khổng lồ to lớn khoác lên thân một lớp băng giáp trong suốt rực rỡ lấp lánh trong cái miệng to dữ tợn là hàn khí bức người cặp mắt băng lam vĩ đại lạnh lùng nhìn vào đàn kiến hôi lúc nhúc hai cánh khổng lồ chậm rãi vỗ lên gió tuyết gào thét Huyền náo trở nên lặng ngắt, dù cho họ đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bất quá chính mắt nhìn thấy sự xuất hiện của một thiên thú, rung động trong tim khiến họ run rẩy như cầy sấy. Đó là băng huyền linh giao sao. Mục Trần nhìn con quái thú choán hết một khoảng không rộng lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng đôi mắt cực kỳ vui mừng, vì hắn thấy rõ con băng huyền linh giao này thực lực vẫn chỉ mới ở cấp độ dung thiên cảnh sơ kỳ. Trình độ này vừa vặn trong khả năng. Đại tiệc bắt đầu. Mục Trần thì thào, băng huyền linh giao bên kia phẫn nộ gầm rú, miệng to há lớn, hàn băng như mưa đá ảo ạt chút xuống đàn người bên dưới. Thiên thú đã tiên hạ thủ vi cường. Chương 136 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn băng trắng tinh chút xuống như lũ, như một ngọn thác khổng lồ từ trời cao đổ xuống, mang theo linh lực kinh khủng ầm ầm tuôn đổ, vùi lấp từng mảng lớn những con người bên dưới. Ôi, cứu ta! Không, những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang vọng, bất quá hàn băng cuốn qua, không có cảnh tượng máu mê văng tung tóe, thay chất đầy đồng. Những kẻ bị hàn băng cuốn lấy đột nhiên bộc phát ra hào quang bao bọc toàn bộ cơ thể, một tiếng bụp, chiếu rồi biến mất hoàn toàn. Mục Trần nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà ngẩn người giật mình. Hắn thấy rõ ngay khi hào quang xuất hiện, ấn ký trên mi tâm những người đó đột ngột vỡ nát, chính nó hóa thành hào quang mang họ đi mất ấn ký này còn có thể bảo vệ những người lâm vào hiểm cảnh sắp phải chết lúc vỡ nát linh lực ẩn giấu trong đó liền chuyển họ đi ra ngoài dù vậy họ cũng đã bị loại diệp khinh linh bên cạnh giải thích cho hắn mục trần gật đầu thì ra ấn ký còn có tác dụng đáng kinh ngạc này việc rèn luyện ở bắc thương giới khác xa linh lộ dù có thể vận dụng linh lực cường đại nhưng không thể nào tàn khốc bằng ở bên kia chẳng ai quản ngươi sống chết ra sao ngoại trừ bản thân đừng bao giờ dựa vào ai cả ha <Haha>, ha, những người tham gia linh lộ đều được chọn lựa đặc biệt, phải trải qua sàng lọc kinh người hơn hẳn, nếu áp dụng phương thức đó ở Bắc Thương Giới, e rằng phân nửa số người kia sẽ phải táng mạng trong này, trả giá lớn như thế ta nghĩ Bắc Thương Linh Viện cũng khó mà nói chuyện. Phương Trung cười nói, tuy ngũ đại viện thực lực rất mạnh, ở đại thiên thế giới tiếng tăm lẫy lừng, nhưng nếu chỉ tuyển chọn đệ tử mà để chết nhiều quá thì họ tộc phụ huynh của đám tiểu tử kia có lẽ sẽ oán hận mà giấy lên một hồi máu tanh trăng. Dù không chết người, nhưng bên dưới bị loại cũng thật thảm trọng. Trong đám đó còn có cả hai thằng thần phách cảnh sơ kỳ xui xẻo. Sở Kỳ cũng góp lời vào, thực lực cỡ đó đứng giữa môn người cũng là ngôi sao sáng, tài năng lẫy lừng, muốn họ ở trong này tăng cấp ấn ký lên cấp 5 cũng chẳng phải khó khăn gì, vậy mà tất cả lại đổ sông đổ biển bị loại chỉ trong tích tắc. Tiếp tục xem đi, băng huyền linh giao vẫn còn toàn thịnh sung mãn, bọn kia còn ăn hành dài dài. Mục Trần cười, ngẩng lên nhìn con quái thú uốn lượn trên không trung kia những người may mắn đứng trên những nhánh cây trong rừng núi cũng bị công kích vừa nãy của băng huyền linh giao chấn kinh hoảng sợ lúc này mới run rẩy biết tranh lệch thực lực với thiên thú dung thiên cảnh lớn đến bao nhiêu trình độ cỡ đó có thể giết chết bất kỳ ai trong số họ một cách tức thì tất cả cường giả thần phách cảnh chúng ta đồng loạt ra tay linh luân cảnh lui ra sau tập trung linh lực bắn phá từ xa nhanh trong đám người thình lình có tiếng quát của một kẻ hùng tài thao lực nào đó nhờ có hắn mà đám người bên dưới nhanh chóng tổ chức lại trận hình mệnh lệnh liên tiếp được các thủ lĩnh truyền ra những kẻ nhận được danh ngạch của bắc thương linh viện có mấy ai tầm thường chỉ cần một tiếng quát liền đâu đấy phóng ra cường giả bay lên không trung linh lực hùng hồn bùng nổ trói lòa đủ màu sắc cả trăm quang ảnh xuất hiện cùng một phương linh lực hùng hậu bốc cao chẳng kém thiên thú rách, băng huyền linh giao nhìn thấy đông đảo cường giả hội tụ đôi mắt làm lợi hại toát ra vẻ hung tàn rít gào lại bắn ra một loạt hàn băng trắng tinh ra tay cả trăm cường giả thần phách cảnh nhất tề quát lớn đủ mọi loại công kích cùng lúc bộc phát hào quang đầy trời từng đạo công kích mạnh mẽ cường hãn phô thiên cái địa bắn tới luồng hàn băng đùng đùng công kích vang trời dậy đất của hai phe và chạm vào nhau giữa không trung khí lãng bùng phát ngập trời như pháo hoa rực rỡ băng tuyết bị những luồng pháo hoa đủ màu ngăn cản tuyết trắng bên dưới mặt đất bị phá nát lún sâu xuống mấy thước phong tuyết thổi tới công kích của hai phe chậm rãi tan đi hàn băng của băng huyền linh giao đã bị bọn họ mạnh mẽ chặn đứng Người đông thế mạnh, Mục Trần tán thưởng hô lên. Chiến lực của trăm tên thần phách cảnh khiến cho băng huyền linh giao cũng thấy khó nhai. Công kích, một tiếng quát lệnh vang linh giữa không, cả vạn người thực lực linh luân cảnh cũng đồng loạt hét to, tiếng vang chấn động cả thiên địa. Rầm rầm, vô số những công kích từ bên dưới bắn lên cao, phong tuyết ngập trời bị bắn tan nát nổ tung. Hào quang bảy sắc cầu vòng xuyên phá trường không, mạnh mẽ đánh lên thân thể khổng lồ của băng huyền linh giao. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng đối mặt công kích của cả vạn người liên thủ, băng huyền linh giao đã bị đẩy lui cả trăm trượng, thân thể bọc kín băng giáp trong suốt đã xuất hiện những vết nứt kinh hoàng. Gờ thân thể đau đớn khiến nó phẫn nộ cực kỳ, gào lên hung ác, hai cánh phong tuyết vỗ mạnh. Linh lực điên cuồng thổi ra, phong tuyết ngưng tụ, tạo thành vô số băng thương ngập tràn dao động đáng sợ. Băng huyền linh giao đã chân chính nổi cơn cuồng sát. Véo 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 véo. Đôi cánh khổng lồ phất tới, vô số băng thương phóng đi, xé toang không khí ảo ảo chút xuống như mưa vào những tốc người bên dưới. Đối diện công kích dữ dội đó, đoàn người kia cũng biến sắc, thúc đẩy linh lực trong cơ thể lên đến mức tận cùng, điên cuồng phóng ra công kích chống đỡ. Bùm bùm bùm, băng thương ngập trời bắn tới, trang cảnh cực kỳ hùng vĩ. Chiếu chiếu, dưới công kích kín kẽ dữ dội đó, không ít người xui xẻo bị băng thương đánh trúng, ấn ký trên trán nháy mắt liến vỡ nát, hóa thành hào quang đẩy họ ra ngoài. Khu vực này bị vòng chiến kinh thiên nơi đây tạo ra khí lãng tràn ngập, phong tuyết khắp nơi. Mục Trần đứng trong khe núi, nhìn chiến sự gay cấn bên kia, gương mặt cũng không giấu nổi rung động. Cảnh tượng này thật giống một trận chiến tranh quy mô, chiến tranh giữa vạn người và thiên thú. Mục Trần bước lên vài bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm chiến đấu bên kia, bàn tay bất giác đặt lên vách núi phủ tuyết. Hừ thình lình hắn cao mày lại, nhìn lại băng tuyết nơi vách núi mà bàn tay mình vừa chạm vào, dường như đang có dấu hiệu bị tan đi, lại có khí nóng tản mát ra. Do đại chiến bên kia khiến nó nóng lên sao? Mục chân nhìn chằm chằm vào băng tuyết đang yên lặng tan biến, mặt nhăn mày nhỏ, nhưng cũng không chú ý nhiều lắm, lại tập trung chú ý vào đại chiến đang đến hồi gay cấn. Hai phe đối chiến liên tục, mỗi công kích cường đại từ băng huyền linh giao đều bị con người dựa vào ưu thế số đông mạnh mẽ cản lại tuy tổn thất không ít nhưng cũng không mấy suy xuyển lại còn có thể áp chế phần nào với hung uy của băng huyền linh giao chiến đấu liên tục ở cường độ cao tuy băng huyền linh giao thực lực siêu việt hơn hẳn mỗi người ở đây nhưng lượng linh lực nó có vẫn không thể nhiều bằng số lượng người liên thủ cùng một chỗ ở đây chiến đấu rằng co càng kéo dài thì càng bất lợi cho nó mà với linh trí của nó hiện tại cũng dễ dàng nhận thấy được trong số những con người kia còn có những tên gian xảo ẩn nấp một bên thực lực bọn họ không tệ chút nào, hẳn nhiên đang chờ đợi nó tiêu hao mệt mỏi sẽ cấp tốc ra tay. Do đó, nó không được phép để tình huống tiêu hao quá lớn xuất hiện, nếu không, gờ rách. Băng huyền linh giao gào thét hung ác, hai cánh đập mạnh, băng giáp trong suốt bộc phát hào quang mãnh liệt, nó mặc kệ công kích linh lực đầy trời mà liều mạng sông lên. ầm, um, Mạnh mẽ chịu đựng công kích vô thiên cái địa, nó lao tới biển người trùng điệp, hai cánh vỗ điên cuồng, cái đuôi khổng lồ quét ngang, đỉnh núi bị nó chạm phải cũng nháy mắt sụp đổ chiếu chiếu vô số người bị hào quang trên cái đuôi của nó quét chúng liền bị ấn ký bộc phát hào quang truyền tống rời đi vô số người vội vàng phân tán người đông nghẹt như châu chấu nhảy nhót chớp động rời khỏi vùng nguy hiểm toàn lực tiến công làm thịt xúc sinh này sát cùng lên nào đủ loại tiếng gầm gừ gào thét vang lên trong núi rừng đồng đội bên cạnh bị đánh nát ấn ký không ít người đỏ mắt giận dữ cùng loạn thúc đẩy linh lực hung hăng công kích thân thể khổng lồ của băng huyền linh giao song phương đều thôi động sát khí đỏ mắt Mục Trần chép miệng than thở, may mắn mọi người có ấn ký bảo vệ, bằng không nơi này đã máu chảy thành sông, có lẽ cái danh hiệu huyết họa giả lại lần nữa mang lên người hắn ở đây. Băng Huyền Linh Giao đã tiêu hao rất nhiều rồi. Diệp Khinh Linh nhìn con quái thú trên không trung, trải qua chiến đấu từ nãy giờ, băng giáp trên người nó tan nát nhiều chỗ, mơ hồ đục ngầu đi, hẳn nhiên tiêu hao của nó rất khổng lồ. Tập trung một chút, để Băng Huyền Linh Giao tiêu hao thêm chút nữa, những tên ẩn thân cũng sắp ra tay rồi. Mục Trần nhìn qua vòng chiến, những kẻ ẩn nấp tất nhiên đều là cường giả, bọn họ xúc lực liên hợp mà nói, có lẽ băng huyền linh giao sẽ lập tức trọng thương. Ừ, Diệp Kinh Linh, Phương Trung, Sở Kỳ đều đáp lời, linh lực trong cơ thể lập tức được thôi động xúc thế đợi phát. Mục Trần cũng vận chuyển linh lực, nhưng thình lình hai mắt hắn đứng tròng, long lên sòng sọc, bàn tay nắm chặt lại. Cảm giác nóng cháy càng lúc càng rõ ràng, dường như không phải vì chiến đấu mà tạo thành như thế hai mắt lóe sáng, Mục Trần ngồi xuống, tay áo phất qua lớp tuyết, liền thấy lớp bên dưới cùng đang bị hòa tan thành nước, lộ ra lớp đá cứng nóng bỏng. Làm sao vậy? Sở Kỳ ngạc nhiên nhìn hành động kỳ quái của Mục Trần. Hắn cau mày, đột nhiên cảm thấy quái lạ, dưới lòng đất dường như có một luồng lực nóng cháy đang cấp tốc dâng lên. Có biến cố, tạm thời đừng ra tay. Mục Trần trầm giọng nói. Cả đám tròn mắt nhìn nhau, ai cũng nghi hoặc, bất quá thấy Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không ai dám nói gì. Mục Trần đặt bàn tay chạm vào đá cứng nóng bỏng, nhìn ra mặt đất đang phủ đầy tuyết trắng, bất chợt trợn trừng, mảnh đất bên đó đột ngột đỏ bừng lên. Ầm. Um. Núi non rung chuyển như động đất, bên phía xa xa kia đột nhiên đất đá văng ra tung tóe, một cột dung nham nóng chảy khổng lồ bắn lên cả trăm trượng, lao thẳng lên trời. Chương 137 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé nham thạch nóng chảy sông lên tận trời như cơn mưa lửa bao trùm thiên không đổ xuống giá tuyết là tà chạm vào hóa thành sương mù dày đặc bốc hơi dày đặc sao lại thế này đó là cái gì dường như có gì đó từ lòng đất chui lên biến cố bất thình lình khiến chúng nhân sợ hãi vội vàng nhìn qua mảnh đất bị nổ tung ra một cái lỗ bên đó băng tuyết đang nhanh chóng tan chảy đất đá trở nên đỏ bừng nhiệt độ khu vực này cấp tốc tăng cao chuyện gì xảy ra bên khe núi diệp khinh linh cũng kinh ngạc nghi vấn tin tức của chúng ta có lẽ thiếu sót, ở đây không chỉ có một linh thú thiên giai, mà là... Hai, Mục Trần trầm giọng chắc chắn. Sở kỳ biến sắc, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Linh thú thiên giai này hẳn là sinh sống trong lòng đất, khó trách chúng ta không thể phát hiện. Mục Trần nhìn qua cái khe nứt đang phun trào dung nham nóng chảy e rằng nó đã sớm nhận biết được cuộc chiến trên mặt đất nhưng vẫn ẩn thân không ra, đợi đến khi xong phương tiêu hao cạn sạch. Ha ha, con súc sinh này thật biết tính toán đám người ngây dại nhìn nhau, thì ra tính làm ngư ông không chỉ có đám người ở đây, ngay cả linh thú thiên giai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu, linh thú thiên giai đến trình độ này, trí tuệ cũng không kém nhân loại bao nhiêu. Bây giờ làm sao? Phương Trung khổ não hỏi. Một con linh thú thiên giai còn có thể chờ cơ hội nhân lực đông đúc mà đắc thủ, nhưng nếu hai con một lượt, thì thật không thể dỡn chơi chút nào, đám người ở đây hoàn toàn không thể là đối thủ. Cứ bình tĩnh, Mục Trần nheo mắt, dù đều là linh thú thiên giai, nhưng không nhất thiết chúng nó sẽ liên thủ với nhau. Hơn nữa ta thấy có vẻ như chúng đối địch với nhau đúng hơn, mục tiêu của con linh thú trong dung nham kia chủ yếu chính là băng huyền linh giao. Đúng vậy, mấy con linh thú thiên giai cũng muốn ăn thịt lẫn nhau để tăng cường thực lực, chiếm đoạt huyết mạch cường đại, giúp chúng nó tiến hóa. Có lẽ hai con này mới chân chính là đối thủ của nhau. Phương Trung hai mắt sáng rực. Diệp Khinh Linh liếc nhìn qua, sắc mặt vui mừng, nói vậy thì cơ hội đắc thủ chẳng phải sẽ càng cao hơn sao. Mục Trần lại không thể lạc quan như thế, tình huống hiện tại khá đặc biệt, phải xem cục diện tiếp diễn thế nào mới có thể ra quyết định. Cứ nhìn trước đã. Hắn lại nhìn vào cái khe nứt rực lửa đầy dung nham kia, dường như có một sinh vật khổng lồ đang trồi lên. Sinh vật nọ nhanh chóng chui lên, một tiếng ầm ầm va chạm vào đất đá bên dưới băng tuyết, núi đá rung chuyển, nham thạch phun trào, sinh vật khổng lồ với uy áp linh lực dữ dội phá đất chui lên, đất đá rung chuyển, run rẩy, vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn dòng dung nham nóng chảy, một cự thú đỏ rực cao vài trăm trượng đang chậm rãi bò tới. Cự thú đỏ rực kia thuộc loài bò sát, hình dáng như kỳ đà, toàn thân có lửa cháy hừng hực, nham thạch nóng chảy dường như từ trong cơ thể nó trào ra, không ngừng rơi xuống làm băng tuyết tan chảy. Trên cái đầu dữ tận của nó có một cái sừng lửa dường như được ngưng tụ từ nham thạch, mơ hồ có một sức nóng khủng bố phát ra, thiêu cháy không khí. Đây là vô số người đều tập trung chú ý vào sinh vật chui ra từ dung nham kia ánh mắt hoảng sợ địa tâm viêm long tích địa bảng bài danh thứ 70. mục trần chậm rãi báo danh cho sinh vật vừa xuất hiện diệp khinh linh cũng trở nên nghiêm trọng địa tâm viêm long tích không hề yếu hơn băng huyền linh giao chút nào trời ạ à, lại là một linh thú thiên giai làm sao bây giờ mau bỏ đi mau bỏ đi đám người bên kia hẳn nhiên cũng nhận biết được sinh vật có uy áp linh lực kinh người cũng đều hoảng sợ cúng cuồng Hoảng loạn nhanh chóng lây lan, đối mặt băng huyền linh giao bọn họ còn nhờ vào nhân số áp đảo mà vững lòng chiến đấu, nhưng hiện tại lại rơi vào tuyệt vọng không cùng. Hai con linh thú thiên giai, cục diện chỉ có thể là một bên tàn sát. Người người đông nghẹt núi đồi kinh hoàng nhảy lui, chiến ý đã hoàn toàn tan rã. Địa Tâm Viêm Long tích đạp đất chấn động núi đồi tiến tới cùng với nham thạch nóng chảy, cái đuôi nham thạch to lớn vung lên liền khiến cho một mảng núi đá sụp đổ, âm um, âm um, lở núi đổ xuống hung hăng đè lên một đám người khiến bọn họ bị phá ấn ký mà biến mất nhìn thấy hung uy của địa tâm viêm long tích đoàn người càng thêm sợ hãi thi nhau chạy trốn băng huyền linh dao cũng ngưng công kích con người cặp mắt lam vĩ đại cảnh giác nhìn chằm chằm địa tâm viêm long tích nó biết đối thủ cũ này nhất định sẽ xuất hiện gz băng huyền linh dao gào lên đe dọa địa tâm viêm long tích linh lực tuôn ra tuyết phong như đào ào ạt công kích đối thủ bất quá địa tâm viêm long tích chẳng tỏ ra quan tâm tới tuyết phong sắc bén kia thân hình to lớn khổng lồ tràn ngập nham thạch nóng chảy tùy ý để cho vô số lưỡi tuyết phong với uy lực thừa đủ xé nát cường giả thần phách cảnh đánh lên người ngay khi chạm đến được cơ thể nó tuyết phong hoàn toàn bị nham thạch cực nóng hòa tan mất băng huyền linh giao thấy không thể ngăn cản bước tiến của địa tâm viêm long tích càng thêm phẫn nộ cái miệng to lớn há ra hàn băng như thác nước trút xuống hàn băng đi qua chỗ nào nơi đó liền bị đóng băng cứng ngắc địa tâm viêm long tích rốt cuộc khựng lại cái sừng rực lửa trên đầu sáng chói, dung nham hỏa trụ kinh thiên phun ra ngạnh đấu với hàn băng. Phừng, hàn băng và dung nham công kích lẫn nhau, đất đá dưới chân chúng nó tan nát, linh lực kinh người bắn ra khí lãng phá hủy mọi thứ. Đám người vừa hoảng loạn tháo chạy liền sừng sờ dừng lại, hai con linh thú thiên giai này lại giải quyết nhau trước. Gờ rách, băng huyền linh giao phẫn nộ gào lên, hai cánh đập mạnh, thân hình khổng lồ như băng tinh tông mạnh vào địa tâm viêm long tích. Thân thể khổng lồ nặng nề kinh khủng cũng chính là vũ khí có lực sát thương lợi hại nhất của chúng nó. Đối mặt băng huyền linh giao trùng kích, địa tâm viêm long tích cũng không lùi lại chút nào, dung nham nóng chảy tràn ra đất, cũng hung hăng lao tới tông thẳng vào đối phương. Ầm. Um, hai con quái thú khổng lồ húc nhau, hàn băng và dung nham văng ra tung tóe hai con linh thú thiên gia quần thảo đánh nhau, hàn băng và dung nham tuôn ra không ngớt, ăn mòn đối phương. Thế giới băng tuyết trắng xóa khi trước đã bị phá tan hoang, dung nham chảy qua khiến nó càng kinh khủng tất cả mọi người đều sững sờ đứng nhìn hai sinh vật khổng lồ quay cuồng khiến đất đá rung chuyển, máu tươi tuôn trào theo những vết thương khủng bố trên thân thể chúng nó, rơi xuống băng tuyết nhuộm thành một màu đỏ, nhưng rơi xuống dung nham chỉ kịp hóa thành một làn khói. Băng Huyền Linh giao dường như thất thế. Diệp Khinh Linh cất tiếng nhận xét, lúc nãy Băng Huyền Linh giao tiêu hao cực lớn, cũng có thương thế, mà con địa tâm viêm long tích gian xảo lại ẩn nấp xúc lực rồi phát động, dĩ giật đãi lao, Băng Huyền Linh giao không phải đối thủ. Mục Trần chậm rãi phân tích, chúng ta làm gì đây chờ mục trần nhanh gọn đáp lời tuy băng huyền linh giao tạm thời rơi xuống hạ phong nhưng thực lực chúng nó cũng ngang ngửa địa tâm viêm long tích muốn giết con kia e rằng trả giá không nhỏ lúc đó chính là cơ hội tốt nhất sở kỳ gật đầu hiện tại có lẽ không ít người cũng đang chờ đợi khoảnh khắc đó mà xông lên hai tinh phách linh thú thiên giai giá trị mê người ầm um, ầm um. đại địa run rẩy dữ dội hai con quái vật điên cuồng quay cuồng cắn xé chiến đấu thảm thiết dữ dội còn hơn đại chiến khi trước Bất quá thời gian dần trôi, băng huyền linh dao cũng dần dần không chống đỡ nổi, thân thể đầy những vết thương kinh khủng. Gờ băng huyền linh dao cũng biết rõ tình trạng bản thân, rít gào dữ dội, bất chợt tránh thoát một cú hút của địa tâm viêm long tích, lập tức răng đôi cánh khổng lồ bay vút ra xa, để lại một đường máu tươi tuôn xối xả. Nó muốn chạy trốn. Địa tâm viêm long tích cũng kêu lên, cơ hội ngàn năm một thở này nó đâu thể để cho băng huyền linh dao chạy thoát, bốn chân đạp đất, hóa thành một luồng hồng quang nóng cháy đuổi theo băng huyền linh dao. Hai con quái vật to lớn ầm ầm lao đi, để lại một đống hỗn độn. "Đuổi, đừng cho chúng nó chạy mất. Liệp sát hai linh thú thiên giai, có thể cho ta thăng cấp ấn ký cấp 8. Tinh phách thiên thú, luyện hóa được, thực lực thần phách cảnh sơ kỳ của ta thừa sức đả bại thần phách cảnh trung kỳ." "Đuổi theo đi." Đám đông ồn ào huyên náo trước cảnh tượng một đuổi một chạy của hai con linh thú thiên giai, bất chợt phục hồi tinh thần, vô số người nhảy ra nhanh chóng lao theo. Những tiếng xé gió vang lên đầy trời những cường giả dạ ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể ở lại, nhanh chóng phóng ra. Đi, theo sau. Mục Trần vung tay lên dẫn đầu đoàn người Diệp Sở Song Bang. Trước mắt là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Diệp Khinh Linh và mấy người kia cũng vội vàng bắt kịp. Mục Trần dẫn đoàn người nhanh chóng đi trước đám đông, con người đen lấy cũng hừng hực nhiệt huyết nhìn theo bóng quái thú xa xa. Ngay khi Mục Trần lao đi truy kích linh thú thiên giai, hắn không kịp để ý trong khí hải, cửu u tước vốn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong hoa lung ma đơ lơ cũng choàng tỉnh mở to hai mắt, hắc viêm lượn lờ xuất hiện, thần quang sáng ngời. Băng huyền linh giao, địa tâm viêm long tích A. Chương 138 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một khu rừng xanh mơn mởn, cây lá sung xuê, khung cảnh yên bình, thỉnh thoảng có tiếng linh thú vang lên trong rừng sâu, đầy sắc xuân tràn ngập sức sống. Đùng, một tiếng động dữ dội phá tan cảnh vật thơ mộng, đất đai rung chuyển, vô số linh thú chạy tứ tán hoảng loạn, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về phía xa xa, trên không trung là hai luồng sáng đỏ rực như lửa và xanh trong tinh khiết như băng đang cấp tốc bay tới. Mơ hồ trong hào quang trên cao kia là hai sinh vật khổng lồ đang điên cuồng, linh lực trùng kích như lốc xoáy thổi bùng lên khắp núi rừng, phá hủy rừng xanh một cách nhanh chóng. Gờ hai quái thú khổng lồ hung hăng đánh nhau sức đầu mẻ chán, máu me tràn ngập, nhưng cái đám linh thú vốn ngửi được mùi máu liền phát cuồng cũng run rẩy lẩy bẩy, không còn chút nào hung ác. Vì chúng nó cảm nhận uy áp kinh thiên từ hai quái thú đang giao tranh kia. Hai con quái vật một chạy một đuổi đánh nhau ì đùng. Sau lưng chúng không xa lắm là vô số những con người với tốc độ sấm chớp xé gió lao theo, đôi mắt rung động nhìn tràng cảnh phá hoại do chúng gây ra. Thật không hổ danh linh thú thiên giai, diệp khinh linh sợ hãi than thở chợt nói băng huyền linh giao thương thế càng ngày càng nặng có vẻ sắp chịu hết nổi mục trần gật đầu hắn cũng dễ dàng nhận ra băng huyền linh giao càng lúc càng yếu sau lưng không ít người đuổi theo toàn bộ đều là cường giả thần phách cảnh mục trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau tầng tầng lớp lớp bóng người nhảy nhót bay lượn hầu như toàn bộ đều có thực lực thần phách cảnh hơn nữa hắn còn cảm nhận được trong số đó còn có mấy kẻ che giấu rất tốt nhưng vẫn mơ hồ tản ra dao động linh lực cực kỳ lợi hại xem ra chỗ này có vài nhân vật khó giải quyết đây mục trần bất chợt một ý niệm truyền vào trí não khiến mục trần giật mình thần sắc nghiêm trọng đó là cửu u tước mục trần kinh ngạc hiển nhiên là không ngờ cửu u tước lại chủ động gọi hắn chuyện gì mục trần nhanh chóng trả lời băng huyền linh giao chuẩn bị dùng sát chiêu cuối cùng liều mạng với địa tâm viêm long tích khi đó cả hai chúng nó sẽ trọng thương người giảm áp chế của hoa lung Ma đơ lơ cho ta để ta xử chúng cửu u tước lập tức bày kế hoạch cho hắn ngươi muốn ra tay. Mục Trần cả kinh, chuyện lạ chi đây, cửu u tước chủ động giúp hắn. Hừ, ta ra tay dĩ nhiên phải có lợi, không nhiều lời với ngươi, ta không ra tay thì ngươi đừng mong đắc thủ. Cửu u tước quát lên, khi ta đánh chết chúng nó rồi lập tức lấy đi tinh phách linh thú, đồng thời thu luôn xác của chúng vào giới tử xuyến rồi lập tức bỏ trốn cho xa. Trong đám kiến sau lưng ngươi có ẩn nấp vài kẻ khó chơi, nhanh chóng chạy đi là thượng sách. Được. Mục Trần chẳng mấy do dự, vì cửu u tước hoàn toàn chí lý, chuyện này đã hấp dẫn biết bao nhiêu người đến lượng người còn vượt hơn cả dự kiến của hắn nếu có cửu u tước hỗ trợ thì cơ hội lại tăng cao hơn nhiều các vị lát nữa có biến cố gì xảy ra không cần lo lắng đến ta nếu có thể thì cứ đi về trước ta sẽ về sau mục trần ngẩng đầu cất tiếng nói với đám người đi chung diệp khinh linh và mấy người kia sửng sốt khi nghe lời nói kỳ quặc của hắn gương mặt mờ mịt nhưng cũng gật đầu lúc này cũng không có thời gian để hỏi Mục Trần chuyển tầm mắt về phía xa, linh lực của Băng Huyền Linh Giao đang nhanh chóng yếu đi, trong tiếng gào của nó cũng dễ nhận thấy sự suy yếu. Gờ rách! Đại địa đột nhiên chấn động, nhiệt độ không khí lại giảm mạnh, bông tuyết từ hư không hiện ra, Băng Huyền Linh Giao vốn đã suy yếu sau tiếng giống liền trở nên cuồng bạo, linh khí thiên địa bạo động, quả nhiên muốn liều mạng. Mục Trần nhận thấy biến cố, hai mắt giật giật, linh lực trong người vận chuyển cực nhanh, chuẩn bị ra tay. Gờ rách! Băng Huyền Linh giao thoát khỏi dây dưa với Địa Tâm Viêm Long Tích, hai cánh tung lên, điên cuồng kêu gào, đôi cánh đầy tuyết trắng của nó xuất hiện lớp lớp hoa văn sáng rực, máu tươi đỏ thấm chảy ra. Hoa văn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm. Địa Tâm Viêm Long Tích cũng đã nhận ra nguy hiểm, không tiếp tục lao tới mà nặng nề dậm chân xuống mặt đất, đất đai vỡ nát, tạo thành một cái khe với dung nham nóng chảy tuôn ra, nhanh chóng đốt cháy khu rừng. Vù vù đôi cánh khổng lồ của băng huyền linh giao càng lúc vỗ càng rồn rập linh khí thiên địa điên cuồng chuyển động tạo thành một quang cầu linh lực băng hàn trước mặt nó huyết văn tràn ngập bề mặt cỗ dao động cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ quang cầu khổng lồ khiến cho đám người đang đuổi theo nháy mắt biến sắc bùm băng huyền linh giao gào lên băng cầu ẩn chứa toàn bộ năng lực của nó bắn đi như khối vẫn thạch trắng tinh xuyên qua không gian hung hăng đập vào đầu địa tâm viêm long tích đối mặt một kích liều mạng của băng huyền linh giao Địa tâm viêm long tích cũng kêu lên dữ tợn, nham thạch nóng chảy tràn ngập cái sừng đỏ rực, dung nham ngập trời trào ra, trong cái khe dưới đất vừa bị nó phá nứt ra cũng bắn lên vô số luồng dung nham nóng chảy, hợp lại thành một hỏa trụ nham thạch cao cả mấy trăm trượng, gào thét đón đỡ băng cầu lạnh lẽo. Đùng đùng đùng. Hai công kích tối cường của hai linh thú thiên giai va chạm, hỏa trụ dung nham nháy mắt tan nát, hỏa diễm bùng phát, nham thạch rơi vỡ đầy trời rơi xuống là tả, băng cầu nghiền nát mọi thứ tiếp tục lao xuống bùng bổ trên đầu địa tâm viêm long tích, Bùm! Bạo phong tuyết kinh khủng không cách nào hình dung đột ngột xuất hiện, khiến cánh rừng vừa bị hỏa nham tàn phá hóa thành thế giới tuyết trắng. Ngay cả đám người phía xa kia có một khoảng cách lớn đến nơi này nhưng cũng khoảng hơn 10 cường giả thần phách cảnh bị cuốn bay, ấn ký nát tan, cả đám biến mất. Mục Trần vội dẫn đám người của mình nấp sau vách núi, tránh khỏi lực trùng kích dữ dội, bất quá hàn khí kinh người vẫn khiến linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm chạp. Mục Trần nhìn chiến trường, nơi băng tuyết tàn phá tứ tung dần dần tiêu tan đi, băng huyền linh giao trên cao yếu ớt rơi xuống, nện lên mặt đất khiến khu vực đó rung chuyển một chút. Cách băng huyền linh giao không xa, địa tâm viêm long tích vốn thân thể rực lửa cũng tắt ngúm, cái sừng đỏ rực cũng đã tắt lửa, xuất hiện những vết nứt dữ dội, hẳn nhiên cả hai đều trọng thương. Đại chiến kinh thiên bất chợt yên tĩnh, tất cả mọi người đều cẩn trọng quan sát hai con linh thú thiên giai trọng thương nằm đó, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng cũng vì linh khí trong người đang chậm chạp vận chuyển khiến cả đám chẳng ai hành động được. Mục Trần, đi. Cửu U tức quát lên ra lệnh cho Mục Trần, một luồng hắc viêm trong người hắn trào ra, đốt sạch hàn khí xâm nhập vào cơ thể hắn. Phốc. Mục Trần vừa lắc mình liền phóng đi, chớp mắt đã xuất hiện ở chiến trường băng hỏa tan nát, hắc viêm ngập tràn con người đen láy. Một tiếng hót thanh thúy hung tợn vang lên. Nghe tiếng kêu đó, Băng Huyền Linh Dao và Địa Tâm Viêm Long Tích thình lình tỏ ra vô cùng sợ hãi, trong đôi mắt mục trần hắc viêm càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt hóa thành hai chùm hắc viêm xuyên thủng không gian xèo băng huyền linh dao và địa tâm viêm long tích chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quang hiện lên rồi cảm nhận đau nhức khóc cơ thể hai luồng hắc viêm nọ xuyên phá toàn bộ các tầng phòng ngự của chúng chui vào cái đầu cứng rắn hai linh thú thiên dài bỗng chốc trở nên cứng ngắc sinh khí cấp tốc rút đi mau ra tay cửu u tước lại lần nữa la lên, bất quá lúc này nó vô cùng suy yếu, hẳn nhiên hai công kích vừa nãy đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Mục Trần lập tức lao tới, bàn tay hút lấy hai luồng hào quang một la một đỏ vào tay. Trong hai luồng hào quang đó là băng dao và viêm tích đang cuồng loạn dãy ruộng, sức mạnh chấn động khiến Mục Trần cầm không chắc. Hừ, Mục Trần giận dữ hừ một tiếng, hắc viêm trong lòng bàn tay xuất hiện, bọc lấy hai tinh phách. Hắn lắc mình một cái liền xuất hiện ngay chỗ thi thể khổng lồ của hai con linh thú thiên giai vung tay lên thu chúng vào giới tử xuyến. Giắc. Ngay khi hai cỗ thi thể chui vào giới tử xuyến, nó lập tức vang lên một tiếng nứt vỡ. Dù chỉ là cái xác chết nhưng vẫn còn có linh lực cường đại dao động trong đó, thu hết vào thì giới tử xuyến cũng khó chịu nổi. Mục Trần chạy đến nhặt xác, động tác nhanh nhẹn liền mạch khiến cho đám đông cường giả thần phách cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hành động. Muốn chết! Hành động đó của Mục Trần lập tức khiến cho đám cường giả thần phách cảnh vất vả truy kích nổi giận, gầm lên phóng tới. Giao tình phách ra đây! trong đám kia có ba người nhanh nhất, lập tức xuất hiện gần đó, quát lên dữ dội, ba luồng linh lực cường đại bùng nổ bao phủ mục trần. Ba người này đều có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Những cao thủ ẩn nấp cuối cùng đã chịu hiện thân. Chương 139 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Giữa không trung, ba bóng người lăng không mà đứng, linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra, thực lực chắc chắn là thần phách cảnh hậu kỳ, ba người đó đều đưa mắt lạnh lẽo nhìn mục trần phía trước bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay chém giết ngươi ăn cũng há mồm to quá đó chứ chúng ta nhiều người vì hai con linh thú thiên giai mà đuổi theo xa như vậy trả giá lớn như thế ngươi cũng dám một mình lấy hết tên thiếu niên gầy gầy ở giữa lạnh lùng gần giọng cười diễu mục trần chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ dã tâm lại không nhỏ không sợ chết hiểu sao mau mau giao ra tinh phách và thi thể linh thú có lẽ còn cho ngươi toàn vẹn rời đi người bên trái cũng quát lên người bên phải mặt lạnh như tiền hai đấm nắm chặt linh lực sắc bén chuyển động diệp khinh linh và mấy người kia cũng phục hồi lại nhìn thấy ba người giữa không cũng biến sắc tạ quan ngũ hổ tần chính đáng ghét sao đám này lại xuất hiện ở đây phương trung rên rỉ khiếp sợ ba người kia trong linh lộ danh tiếng cũng không nhỏ cuối cùng được đánh giá cấp chuẩn vương tuy kém cấp vương một chút nhưng cũng rất lợi hại đối diện ba kẻ này mục trần căn bản không thể hoàn thủ tạ quan hắn chính là huyết họa giả mục trần ta biết mặt hắn trên bầu trời đột nhiên có người quát lớn báo ra danh tiếng của mục trần gì mục trần tạ quan nghe thấy cũng ngẩn người nhìn mục trần khóe miệng lạnh lùng cười nhạo không ngờ huyết họa giả mục trần đại danh đỉnh đỉnh linh lộ bây giờ thực lực cũng chỉ có chừng đó đúng thật là nực cười còn nghe cái gì đủ sức đạt đánh giá cấp vương thật sự không biết phải nói làm sao mục trần liếc nhìn ba tên kia chẳng biết được tên nào nhưng có thể đạt đến thực lực thần phách cảnh hậu kỳ có lẽ trong linh lộ biểu hiện cũng khá tốt nhưng quả thật chưa gặp mấy tên này bao giờ cục diện hiện tại không tốt mục trần thầm đánh giá ba người này lợi hại còn có mười mấy tên thần phách cảnh phía sau trực chờ như sói đói đội hình cường hãn thế này thì ngay cả thiên thú cũng đủ sức đánh nhau một hồi hẳn nhiên bản thân hắn không thể chính diện giao chiến ngay cả sức mạnh cửu u tước cũng đã dùng để đánh chết hai con thiên thú kia trước hết phải trốn đi đã nếu luyện hóa được tinh phách rồi cũng không cần sợ bọn nó mục trần nháy mắt quyết định mục trần mau giao tinh phách ra đây bằng không ta không ngại loại trừ huyết họa ra khỏi nơi này tạ quan vươn tay ra quát hai tinh phách các ngươi tự chia đi mục trần vung tay lên hai luồng hào quang trong tay áo bắn ra thân hình như tia chớp bắn đi tạ quan bất giác phản xạ chụp lấy nhưng liền cảm thấy không ổn trong hai luồng sáng kia đúng là tinh phách nhưng so với linh thú thiên giai thì còn kém xa lắm hẳn nhiên đó chỉ là hai tinh phách linh thú tầm thường vô liêm sỉ muốn chết tạ quan lãnh lệ quát lên, lắc người bắn đi đuổi theo mục trần. Đuổi! Hắn dám độc chiếm hai tinh phách linh thú thiên giai, không được tha hắn. Mười mấy tên cường giả thần phách cảnh cũng quát lên giữ tợn nhất tề lao theo. Đám người diệp khinh linh nhìn thấy cũng sững sờ. Giờ làm sao? Mục trần bị truy đuổi sẽ rất nguy hiểm. Hai tinh phách linh thú thiên quá hấp dẫn, số người đuổi theo sẽ càng lúc càng đông, mà thực lực của hắn chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ. Phương Trung miếu máu, Sở Kỳ nhíu mày, dù cho Mục Trần bản lĩnh cỡ nào thì đối mặt đội hình khủng bố như thế cũng không có biện pháp. Theo sau quan sát, Diệp Khinh Linh khẽ cắn môi, tình hình Mục Trần hiện tại rất xấu, cứ thế bỏ về thì thật không yên lòng. Phương Trung và Sở Kỳ cũng chỉ biết thở dài, gật đầu. Ba người nhanh chóng đuổi theo. Mục Trần thúc đẩy tốc độ đến tận cùng. Sau lưng hắn, ba người kia cũng theo sát, phía sau nữa là đại đội cường giả thần phách cảnh. Màn truy đuổi quái dị xuất hiện trong Bắc Thương giới, tốc độ bọn họ ai nấy cũng đều nhanh cấp tốc, chỉ nửa canh giờ đã ra khỏi dãy núi. Động tĩnh của đại truy sát lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, từng đám người há mồm nhìn gần trăm tên thần phách cảnh điên cuồng chạy đuổi, dọa cho họ choáng váng mặt mày. Chuyện gì thế? Một đám dí một đứa. Tên kia chiếm lấy hai tinh phách linh thú thiên giai. Cái gì? Ha ha. Hai tinh phách linh thú thiên giai. Mau. Mau truyền tin về cho thủ lĩnh, tối khẩn cấp. Biến cố động trời xuất hiện nhanh chóng lan truyền với tốc độ kinh khủng tin tức khiến vô số người trở nên tham lam, chẳng biết cường giả thần phách cảnh ở đâu chui ra gia nhập vào đại quân truy đuổi kia. Tin tức Mục Trần chiếm hai đại tinh phách linh thú rồi bị điên cuồng đuổi giết nhanh chóng lan khắp Bắc Thương giới. Mục Trần cắn răng, hắn cảm thấy đám người phía sau càng lúc càng đông, khiến cho đường chạy không còn dám xuyên qua khu vực đông người nữa, vội vã tìm những nơi có ít dấu chân hành tẩu mà chạy. Dù vậy đại quân truy sát vẫn theo mãi không buông. Đáng ghét. Mục Trần gầm gừ nổi giận, chọc phải tổ kiến lừa rồi. Víu, đúng lúc đó hắn cảm thấy chấn động trong giới tử xuyến truyền ra đó là hai đạo tinh phách khiến hắn đang trải qua thiên tân vạn khổ phừng hắc viêm từ trong ngực mục trần bừng lên bọc lấy hai tinh phách ngang ngược chui vào cơ thể hắn tên khốn người muốn làm gì mục trần cả kinh phẫn nộ quát lên cửu u tước hút lấy hai tinh phách chui vào hoa lung hoa đơ lơ nụ cười xảo quyệt của nó truyền ra ta luyện hóa chúng nó người cứ chạy trước đi yên tâm ta sẽ cung cấp năng lực chạy trốn cho măm măm nó nói xong cũng không thèm đợi mục trần trả lời chợt há mò nuốt chúng vào người oanh linh lực dao động kinh người từ cửu u tước bạo phát ra con gà mắc dịch người dám chơi ta mục trần tức giận nghiến răng nghiến lợi cửu u tước đáng chết này nuốt sạch cả hai tinh phách linh thú chẳng chừa cho hắn chút nào ngươi chờ đó bất quá tuy tức khí nhưng mục trần biết lúc này không có thời gian xả giận vội vàng đẩy nhanh tốc độ chạy trốn tin tức mục trần mang theo hai tinh phách linh thú thiên giai bị đuổi giết lan truyền nhanh chóng quá mức hấp dẫn chỉ ngắn ngủi nửa ngày tin tức đó truyền vào cả khu trung tâm bắc thương giới bắc thương giới nội vi khu vực đông nam một ngọn núi lửa trụi lùi có vài trăm người xuất hiện trên ngọn núi đó ánh mắt lợi hại nhìn vào trung tâm quả núi nơi đó có một con độc nhãn cự viên đang gầm rú linh lực tràn ngập uy áp linh lực này không ngờ cũng là một linh thú thiên giai dung thiên cảnh sơ kỳ Bất quá lúc này độc nhãn cự viên đang bị một đường kiếm kinh hoàng để giấu trên người, vết thương chí mạng khiến nó đau đớn ngoắc ngoải, cả trăm người đứng trên ngọn núi liên tục phát động công kích để tiêu hao số linh lực còn sót lại của nó. Ở một vị trí cao trên đỉnh núi có hơn 10 người khí tức mạnh mẽ đứng nhìn xuống, đứng ở vị trí hàng đầu có 3 người hai nam một nữ. Hai gã nam tử một cao to một gầy còm, thần sắc tập trung quan sát độc nhãn cự viên đang yếu dần đi. Bên cạnh hai người đó, cô gái xinh đẹp diện váy đen, mái tóc trắng như suối bạc lấp lánh, biểu hiện của hai kẻ bên cạnh cũng chẳng khiến nàng để ý, đôi mắt lưu ly chỉ nhìn độc nhãn cự viên, cũng không mấy biến đổi. Với thần thái của nàng, những cường giả ở đây chẳng ai dám cho rằng nàng kiêu ngạo, bởi vì đường kiếm khiến con vượn kia trọng thương chính là nàng tặng cho. Ha ha, lạc ly, nếu lần này ngươi lấy được linh khí của con linh thú thiên giai này hẳn sẽ là người đầu tiên tăng cấp ấn ký lên cấp 9 đấy. Tên gầy còm nhìn qua bên này cười nói, hẳn là thế đôi mắt lưu ly yên tĩnh lời nói nhẹ nhàng chẳng mấy quan tâm tên kia cũng không tỏ ra kỳ quái có lẽ cũng biết tính tình của nàng bất chợt có vài tiếng động một bóng người vội vã nhảy tới tiến sát tên gầy còm hắn nói thủ lĩnh vừa nhận được một tin tức hướng tây bắc có người chiếm được tinh phách của hai con linh thú thiên giai hiện giờ đang bị đạo quân thần phách cảnh đông đến cả trăm đuổi giết dường như bị trọng thương chúng ta có nên tặng thêm một đá cho hắn không gì hai tinh phách linh thú thiên giai tên người còm kinh hãi, nam tử cao to bên cạnh cũng ngạc nhiên, ai lợi hại như vậy? Một kẻ tên là Mục Trần. Tên thủ hạ rành rọt báo cáo. Khi hắn vừa nói ra, đột nhiên thần sắc hai vị thủ lĩnh đột nhiên quái lạ, họ nín thở nhìn qua nữ tử váy đen. Cô nàng cũng đã xoay người lại, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lưu ly chẳng mấy lưu tâm tới ấn ký cấp 9 lúc này gợn sóng. Người nói hắn tên gì? Nữ tử váy đen nhẹ nhàng hỏi, rung động hiếm thấy, cảm xúc có vẻ không khống chế được. Kẻ báo tin nhìn nàng, không dám chậm trễ trả lời chi tiết, hắn là Mục Trần, hiện giờ đoạt được hai tinh phách linh thú thiên giai, đang bị trăm tên thần phách cảnh đuổi giết, nghe nói bản thân bị trọng thương. Hướng nào? Nghe được hai chữ trọng thương, Lạc Ly nắm chặt tay, đôi mắt yên tĩnh đã nổi sát ý lạnh thấu xương. Tây Bắc. Nàng ta lập tức xoay người. Lạc Ly, đừng gấp, Kim Cang độc nhãn viên sắp chết rồi, đợi thêm lát nữa thì ngươi sẽ trở thành người đầu tiên ở Bắc Thương giới có ấn ký cấp 9, đừng làm chuyện lỗ mãng. Tên người còn vội ngăn cản, Lạc Ly bước tới một chút cũng khựng lại, nghiêng đầu nhìn qua hắn, chậm rãi nói, ta vì hắn mới đến Bắc Thương Linh viện, nếu hắn cũng không ở đây, ta tới nơi này có ý nghĩa gì? Ấn ký cấp 9 có tác dụng gì với ta? Lạc Ly nhìn tên kia nhăn nhó, sát khí tan đi một chút, nhẹ giọng nói, hắn bị thương, hắn đang cần ta, ta muốn tới bên cạnh hắn, đừng cản ta, nếu không ta sẽ trở mặt. Nhìn Lạc Ly như thế, tên kia cũng chỉ đành gãi đầu gãi tai tên kia thật khiến ta ghen tị để ta gọi người cùng đi. Không cần, ta có thể tự giải quyết. Sát khí của nàng lại hưng thịnh trở lại, lắc mình hóa thành một luồng hồng quang nhanh như chớp bắn đi. Mục Trần, ngươi đã đồng ý với ta cùng nhau đến Bắc Thương Linh Viện, cho nên nhất định phải chờ ta. Chương 140 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong sơn mạch, những tiếng gió xẹt qua liên tiếp rồn rập, hồng quang lóe sáng, một lượng người đông đảo phóng ngang qua, những tiếng la hét tiếng quát giận dữ lời nói đe dọa thi nhau vang lên phía trước đám người không xa lắm mục trần gương mặt u ám đám người kia đuổi giết hắn liên tục cả một ngày mà không hề có dấu hiệu dừng lại đã vậy càng đuổi xa bao nhiêu lượng người càng đông hơn bấy nhiêu lực hấp dẫn của tinh phách linh thú thiên giai thật sự lớn quá thêm nữa mục trần chỉ có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ căn bản không có khả năng thoát khỏi vòng vây này tất cả mọi người đều muốn bắt hắn cướp lấy tinh phách linh thú thiên giai phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn kia mục trần cau mày hai mắt sáng rực đùng thình linh trong cơ thể vang lên một tiếng nổ chấn động lan tỏa trong người phụt biến cố bất ngờ khiến thân thể mục trần run lên gương mặt tái mét hộc máu bước chân đang bỏ chạy cũng lảo đảo nhanh hắn sắp chịu hết nổi rồi bắt lấy hắn đừng cho hắn thoát đám người phía sau nhìn thấy sự việc vừa xảy ra cũng mừng rỡ mục trần ngoan cố lại có tốc độ vượt xa dự đoán của họ đuổi theo cả ngày mà chẳng bắt được cái bóng của hắn nhưng lúc này dường như hắn chịu hết nổi sao lại thế này? Mục Trần hoảng sợ, tinh thần vừa động liền chui vào khí hải, nhất thời cảm giác luồng dao động linh lực như sóng thần biển khơi hung bạo dữ dội, mà nguồn gốc của nó chính là Cửu U Tước. Lúc này cơ thể Cửu U Tước đã to hơn gấp đôi, hắc viêm càng lúc càng dày đặc, hừng hực thiêu đốt, khí thế bức người. Bất quá, Mục Trần thấy rõ linh lực trong cơ thể Cửu U Tước vô cùng hỗn loạn, mà hai mắt nó rất đau đớn thống khổ. Ngươi đang làm cái gì đó? Mục Trần phẫn nộ quát lên, cái con gà giò, đã trôm hai cái tinh phách linh thú thiên giai nuốt hết, còn muốn tra tấn ta nữa sao? Muốn hại chết ta à? Cửu U Thức nằm đó, trong hắc viêm dường như còn có hồng viêm và lam băng. Mục Trần nhất thời hiểu ra, cửu U Thức ăn nhiều quá mắc nghẹn, muốn luyện hóa hai khỏa tinh phách nhưng nuốt không hết được bị phản phệ, dù sao nó cũng đang bị yếu đi nhiều, thật ra so với băng dao và viêm tích còn bị thương nặng hơn. Bình thường nếu luyện hóa từ từ từng khỏa một thì có lẽ không có chuyện gì. Nhưng mà cái con này vốn tham lam quá băng huyền linh dao và địa tâm viêm long tích có thể khống chế tuyết phong và dung nham, nhưng hai thứ đó có tính bài xích nhau rất mạnh, cửu u tước lại nuốt chúng nó cùng một lúc, khiến cho khả năng phản phệ càng tăng cao. Đáng kiếp, mục trần nghiến răng mắng mỏ, cho đáng chém gió chúng bão. Bất quá mắng thì mắng, hắn lại lo lắng vô cùng. Cửu u tước đang tá túc trong khí hải của hắn, nếu nó bị phản phệ mà nổ tung, e rằng cả bản thể của mình cũng tan thành mây khói, tình hình này không thể ngồi yên xem phim hài được rồi ta phải làm gì đây? Mục Trần bất đắc dĩ hỏi nó, thật là phúc vô song trí họa vô đơn trí, hắn bị đuổi giết đã gây cấn lắm rồi, trong người lại còn cái biến cố này. Luyện, luyện hóa chúng nó. Cửu U thức đau đớn cả lăm nói chuyện. Trước hết ta phải thoát khỏi đám đỉa đói sau lưng đã, ta mặc sắc ngươi có đau đớn thế nào cũng phải thêm lực giúp ta, còn không cả hai chết chùm. Mục Trần đổ quạo gắt gỏng. Hắn nói xong tinh thần cũng rời khỏi khí hải, đám người kia đã nhân dịp hắn lảo đảo thoáng chốc mà kéo ngắn được một khoảng cách thình lình hắn hít sâu một hơi, lực lượng cường đại trong khí hải trào ra ảo ạt. Đùng, đùng, lực lượng truyền ra, Mục Trần lại nghe thêm những tiếng nổ và dấu hiệu linh lực hỗn loạn trong khí hải, hẳn nhiên cử u tước sau khi truyền lực lượng cho hắn cũng gặp họa. Bất quá lúc này cũng đành phải vậy thôi. Phừng, hắc viêm từ trong người Mục Trần cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành đôi cánh hắc viêm to hơn 10 trượng. Hai cánh vỗ mạnh, một tiếng nổ vang trời đẩy hắn hóa thành cái bóng đen bay vút đi với tốc độ ánh sáng, biến mất ở chân trời đám người truy sát chưng hửng nhìn theo, tên kia bất ngờ bày ra thực lực và tốc độ như thế cũng khiến sắc mặt họ tái mét. Đuổi theo, dựa vào dao động linh lực lưu lại mà dò đường. Hắn liều mạng bỏ chạy rồi, đuổi kịp nhất định hắn trốn không thoát. Những tiếng hô vang trời dậy đất, đám người lại điều động linh lực đẩy nhanh tốc độ truy đuổi. Mục Trần nhờ có sức mạnh cửu u tước tạm cho hắn, chỉ vài phút đã cắt đuôi đám người truy sát, vọt vào một quả núi, chui tọt vào một thác nước. Mục Trần vừa hạ xuống, lập tức ngồi xếp bằng, hắn phải tranh thủ thời gian tuy tạm thời thoát khỏi mấy kẻ kia nhưng dấu vết linh lực không thể nào tan biến nhanh được cũng không có thời gian xóa đi nên sớm muộn cũng bị bắt kịp tâm thần mục trần lại chui vào khí hải hắc viêm trên thân thể cử u tước lúc này đã mơ hồ có những dấu hiệu méo mó cơ thể nó cũng đang liên hồi phình ra rồi co lại đó chính là hiện tượng linh lực bất ổn mục trần hòa vào thần phách đang xếp bằng trên quang luân linh lực cái bóng tí hon phóng ra đứng trước hoa lung ma đơ lờ bàn tay tí ti thay đổi ấn pháp nhưng bất ngờ, linh lực của hắn chạm vào cơ thể cửu u tước liền bị sự hỗn loạn đó đập nát. Mục Trần ngẩn người, thực lực thần phách cảnh sơ kỳ quá yếu, không thể khống chế, cửu u tước hiện tại không chỉ có linh lực của chính nó trong cơ thể, còn có tinh phách băng huyền linh giao, địa tâm viêm long tích, nhất thiết không được hấp tấp. Dùng cái hoa lung ma đơ lơ đó, cái đầu heo nhà ngươi nghĩ thần phách cảnh sơ kỳ có tác dụng gì chứ? Cửu u tước đau đớn nói với hắn, ta có thể điều khiển cái đồ chơi này ngươi còn có thể kiêu ngạo trước mặt ta được sao? mục trần cáu giận nếu hắn có thể tự do điều khiển hoa lung ma đơ lơ có lẽ đã luyện hóa cửu u tước từ lâu tuy cáu nhưng mục trần vẫn dần tĩnh tâm lại thần phách hạ xuống đến gần hoa lung ma đơ lơ hơi do dự rồi vươn bàn tay mờ ảo nhẹ nhàng chạm vào ngay lúc tiếp xúc mục trần phát hiện tinh thần của mình không gặp một trở ngại nào liền dung hòa vào hoa lung ma đơ lơ thần bí một dao động cực kỳ bí ẩn truyền vào trái tim hắn cảm giác rất kỳ lạ, dường như tờ giấy đen phát động ra hoa lung hoa đơ lơ dường như có linh tính. Giúp ta một chút được không? Mục Trần biết bản thân hiện tại không đủ sức khống chế hoa lung ma đơ lơ khó lường này, do đó hắn truyền một ý niệm vào nó thử xem sao ông. Chính lúc đó, hoa lung hoa đơ lơ bộc phát ra vô số tử quang, đóa hoa tím xinh đẹp nở lớn khoe sắc rực rỡ. Hoa văn tử kim xuất hiện phía trên đóa hoa, những đường vân bắn ra hình thành một cái lưới to lớn, phủ lấy cửu u tước. Phực phực, lưới tử kim bao phủ, hắc viêm trên cơ thể cửu u tước đột nhiên tắt ngúm thành những làn khói đen ngòm, nó đau đớn dãy dụa kịch liệt, phẫn nộ gào lên ngươi làm gì đó. Nó cảm thấy khi lưới tử kim bao phủ, hai quả tinh phách trong cơ thể nó cũng kêu la thảm thiết, nhưng chính nó cũng bị vây trong đó, hoa lung ma đơ lơ kia dường như muốn hủy diệt tất cả. Sao ta biết được? Mục Trần cũng bị kinh ngạc, phiền não cất tiếng, hắn không biết cách nào điều khiển hoa lung ma đơ lơ. Đừng làm hại con chim kia, Mục Trần cắn răng truyền ý niệm vào Hoa Lung Ma Đô Lơ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nó chẳng chút hiệu quả, Hoa Lung Ma Đô Lơ mặc dù có linh tính, nhưng không có trí tuệ. Mục Trần gọi nó hỗ trợ, nó liền hành động muốn hủy diệt hết mọi thứ nguy hiểm. Hai quả tinh phách bị Cửu U Tước nuốt trọng kia, nó phải diệt, mà ngay cả Cửu U Tước cũng vậy. Phun hai quả tinh phách kia ra, không thì nó xử đẹp ngươi bây giờ. Mục Trần nhanh chóng nghĩ ra giải phóng, quát lên. Linh lực của chúng nó đã dung hòa vào cơ thể ta, làm sao mà phun ra? Cựu u tước ảo não trả lời. Ngươi, mục trần đỏ mắt gầm gừ, con gà mắc dịch, có cần phải hấp tấp ăn cho nghẹn họng vậy không chứ? Ta sớm muộn cũng bị ngươi hại chết. Mục trần nghiến chặt ken két, thần phách xuyên vào trong hoa lung ma đơ lơ, ngồi trên lưng cửu u tước, hai tay giơ cao ra thế chống đỡ cái lưới tử kim kia. Nói gì thì nói, hắn cũng là chủ nhân của nó, có lẽ hoa lung ma đơ lơ không tổn thương hắn được. Cửu u tước cũng kinh ngạc nhìn hành động này của mục trần, hắc viêm trong con ngươi rung động một vẻ phức tạp, thật ngu xuẩn, trước hết phải thử coi cái lưới kia có thể tổn thương hắn không chứ. Châu chấu đá xe khùng khùng lên trước, lưới tím chạm vào thần phách, hơi rung lên một chút, rồi hoàn toàn xuyên thấu qua thần phách của hắn, tiếp tục đè xuống cửu u tước. Nó căn bản không thèm đếm xỉa tới ta. Mục Trần sờ soạn thần phách không chút hao tổn, bất đắc dĩ nói, nó chỉ hủy diệt những thứ có tính uy hiếp tới ngươi. Cửu u tước đã bình tĩnh hơn, không còn dãy dụa nữa, mặc kệ cái lưới đang hạ xuống. Ngươi đáng kiếp lắm mà, mục trần to miệng mắng nó tham thì thâm Ngươi dám mắng ta cửu u tước nhất thời đổ quạo hắc viêm tung cánh quăng thần phách rời khỏi lưng nhưng không quá dùng sức nên chỉ khiến hắn lơ lửng phía trước mặt mục trần hạ xuống bất đắc dĩ nói bây giờ làm gì được đây cửu u tước nhìn hắn im lặng nói cũng không phải không có biện pháp nó ra tay xử lý ta hẳn là cho rằng ta có uy hiếp tới ngươi nếu ta không còn uy hiếp tới ngươi thì nó sẽ ngừng lại không còn uy hiếp Mục Trần sửng sốt, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trừ phi luyện hóa ngươi. Nằm mơ đi, cựu u tước chúng ta có huyết mạch bất tử điều, tha rằng tự thiêu tinh phách cũng không để con người luyện hóa. Cựu u tước cả giận. Mục Trần gượng gạo cất tiếng, đùa thôi. Cựu U Tước hung hăng liếc hắn, cả hai im lặng. Một lúc sau, nó ra nan nói, không luyện hóa, vẫn còn một cách. Cách gì? Mục Trần vội vàng hỏi. Cửu U Tước tỏ ra ngần ngừ, dường như vừa quyết định việc gì đó trọng đại, hai mắt nhắm lại. Nối tiếp huyết mạch. Chương 141 Nối huyết mạch. Mục Trần nghe mà ngơ ngẩn, nghi hoặc nhắc lại, đưa mắt mờ mịt nhìn Cửu U Tước là sao? Một phương pháp chỉ những loài linh thú huyết mạch gần với viễn cổ thần thú nhất mới có, nói đơn giản là phương pháp đặc biệt để nối tiếp huyết mạch của ta và ngươi. Cái chỗ tốt của nó là sẽ cho ngươi có năng lực của ta, xem như một phương thức đơn giản hơn nhưng na ná với luyện hóa để lấy năng lực linh thú cửu u tước lại nhàn nhạt, nhạt nói tiếp nhưng mà cái chỗ tệ của nó là chúng ta sẽ hình thành liên kết chặt chẽ nó chặt tới mức nếu ngươi chết ta cũng tèo mà ta bị vặt lông dô ti ngươi cũng lên kia ngắm ta khỏa thân mục trần nhe răng cười đau khổ có ác quá không thế đừng có giả đỏ ta biết con người các ngươi nhiều tu luyện có thể tăng tuổi thọ nhưng trừ phi cảnh giới cực cao bằng không nói đến chết già thì chắc chắn các ngươi chết trước cửu u tước trợn mắt nói và lại ngươi nghĩ ta sung sướng lắm sao mà nối tiếp huyết mạch với con người Cửu u tước ta có huyết mạch bất tử điều viễn cổ, cao quý hơn các ngươi bao nhiêu chứ? Không biết có bao nhiêu người mưu đồ xây dựng kết nối huyết mạch với chúng ta, nhưng tộc cửu u tước nhất quyết không làm ô nhục huyết mạch. Bây giờ không phải bị ép vào đường cùng ta cũng không chọn biện pháp này. Cửu u tước nói mà có một chút tức giận, một chút không cam lòng. Con người ác độc luyện hóa tinh phách, xóa đi ý thức linh thú, cướp lấy năng lực chúng nó là hành động cực kỳ đê tiện và thấp kém. Còn nối tiếp huyết mạch, phương pháp hay tiềm lực đều hơn xa luyện hóa, vì như vậy sẽ khiến cho con người và linh thú triệt để liên hợp với nhau bùng nổ thực lực kinh người nhưng kết nối huyết mạch cần cả hai cùng tự nguyện bản thân những sinh vật cao cấp phải từ bỏ tôn nghiêm cam tâm tình nguyện đi cùng con người vốn đó được xem là một loại ô nhục của linh thú nên phần lớn linh thú có huyết mạch viễn cổ thả tự bạo tinh phách chứ không chịu làm việc này mục trần cười mọi chuyện thành ra thế này không phải do ngươi tự làm sao chứ ai bảo tham lam nuốt một lúc cả hai khỏa tinh phách linh thú thiên giai kết nối huyết mạch nghe có vẻ ưu đãi cho hắn không ít nhưng lại trói chặt cái mạng của hắn với con gà kia mục trần vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm có đồng ý không thì nhanh lên đừng có lề mề nhìn thấy mục trần trầm tư cửu u tức mất kiên nhẫn nó cảm thấy rõ lưới tử kim hủy diệt kim đang thu hẹp ngày càng chặt mục trần thở dài gật đầu chợt nghiêm mặt nói tuy chẳng biết có tác dụng hay không nhưng ta muốn nói rõ kết nối huyết mạch kiểu này ta không mong muốn ta đáp ứng với ngươi vì vẫn còn thiếu ngươi một ân tình và lại hiện tại chỉ có biện pháp này cho hai chúng ta một con đường sống. Nếu không cho dù có ưu đãi thế nào với ta, ta cũng không muốn đem tánh mạng của mình buộc vào với ngươi. Cửu U Tước rất cường đại, nhưng Mục Trần cũng không phải cái loại bất chấp tất cả vì sức mạnh. Hắn có tin tưởng vào bản thân. Hiện tại hắn còn xa mới mạnh được như Cửu U Tước, nhưng một ngày kia, không ai biết hắn có thể cường đại đến mức nào. Mà có lẽ sẽ còn siêu việt hơn xa Cửu U Tước. Cửu U Tước hầm hừ, nhưng không cãi nữa, nó cũng không phải sợ chết nếu sợ chết ngày xưa nó đã không đối cứng với hắc thần lôi vân làm gì nó ở cùng với mục trần một thời gian không ngắn không dài cũng có hiểu biết tính tình của hắn đặc biệt lúc này mục trần bất chấp cái lưới kia có thương tổn hắn hay không vẫn lao lên ngăn cản khiến cho nó khá xúc động nó cho rằng con người này so với những tên tiện nhân mà nó biết thì phải nói là thánh do vậy nó mới chủ động đưa ra biện pháp kết nối huyết mạch nói cách nào đó xem như nó bắt đầu chấp nhận mục trần nếu không dù có chết nó cũng chẳng đời nào chọn cách này nhanh lên đi, thời gian chúng ta không còn nhiều. Mục Trần thúc giục cửu u tước, kết nối huyết mạch cứ giao cho ta, nếu ngươi chỉ có chút ý niệm muốn phản kháng hoặc không thích, sẽ khiến chúng ta thất bại. Cơ hội này chỉ có một lần, nếu thất bại thì đừng mong làm lại. Cửu u tước dặn dò hắn, quả nhiên còn có điều kiện hà khắc này. Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, gật đầu. Cửu u tước thấy vậy cũng vỗ cánh, hắc viêm trong người trào ra, nhanh chóng hóa thành một đồ văn màu đen, hắc viêm thiêu đốt đồ văn khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu như một vật thần bí có thể nối liền thân thể đưa máu của ngươi vào trong đó cửu u tước nói mục trần búng ngón tay một tia máu từ đầu ngón tay bắn ra thấm lên đồ văn hừng hực hắc viêm xèo xèo máu tươi thấm lên đó liền hóa thành xương trắng nhưng không tiêu tán mà dung hòa vào trong chuyển động một lát liền chiếm hết phân nửa đồ văn cửu u tước cũng tỏ ra nghiêm trọng mi tâm của nó có hắc ám lóe ra một dòng máu đen sẫm bắn tới dường như trong máu của nó cũng có hắc viêm tia máu đen sẫm cũng dung hòa vào đồ văn chiếm phân nửa còn lại hai luồng máu đỏ đen chiếm phân nửa đồ văn của mình hắc viêm trên đó bắt đầu chuyển động hai luồng máu cũng chuyển động theo tiếp xúc với nhau uyên nháy mắt tiếp xúc cả mục trần và cửu u thức đều run rẩy mãnh liệt một người một chim nhìn chằm chằm đồ văn đang xoay tròn nếu thất bại kết nối của hai người sẽ tiêu tan bất quá may mà hai luồng máu dung hợp có vẻ khá thuận lợi, hẳn nhiên cả hai chẳng ai có ý nghĩ khác. Ngay khi hai luồng máu hoàn toàn dung hợp với nhau, đồ văn liền phát ra những tia sáng rực rỡ như pháo hoa, rồi hắc viêm bốc cháy, thiêu đốt đồ văn kia. View, view. Hai luồng máu đỏ sậm từ hắc viêm bắn ra, chui vào mi tâm của Mục Trần và Cửu U Tước, hắc viêm chuyển động, dường như có một ấn ký hình hắc viêm hiện lên, rồi chìm vào cơ thể của cả hai. Chính lúc đó, một cảm giác kỳ diệu sinh ra trong lòng, một cảm ứng kỳ lạ đồng sinh cộng tử. Mục Trần nhìn cửu u tước, nó cũng nhìn lại, bốn mắt phức tạp, kết nối huyết mạch muốn thành công, bất kể ra sao thì từ nay cả hai đã trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của nhau. Mặc dù dùng hết sinh mệnh cũng phải bảo vệ lẫn nhau, như bảo vệ chính mình. Lưới tử kim hạ xuống dần dần, vốn đang làm cho cơ thể cửu u tước cực kỳ đau đớn thì bất chợt nó xuyên qua thân hình, không hề tạo ra thương tổn nào, mà hai quả tinh phách trong cơ thể cửu u tước lại bị xóa đi linh trí, cảm nhận biến hóa này, cửu u tước như chút được gánh nặng, nhưng cặp mắt cũng oán hận nhìn hoa lung ma đơ lơ. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đợi sau này khôi phục lại rồi phải xử đẹp nó. Ý thức của băng huyền linh dao và địa tâm viêm long tích đều đã bị xóa đi, chúng ta cũng hợp lực luyện hóa chúng đi, thế nhưng phần lớn linh lực trong đó phải thuộc về ta, và lại ngươi cũng không thể chứa nổi lượng linh lực khổng lồ như vậy. Cửu u tước nói, tính tính toán toán, sao ta thấy ngươi giống một bà vợ già. Mục Trần nhíu mày, ngươi là trống hay là mái? dường như linh thú mạnh đến cảnh giới nào đó có thể hóa hình người phải không liên quan gì tới ngươi cửu u tước bất chợt trợn trừng mắt lên đôi cánh đen vỗ tới mục trần vì bây giờ cả hai huyết mạch tương liên hoa lung nga hoa dollar cũng không còn giam cầm nó được cánh xuyên qua vầng sáng vỗ vào thần phách đánh bay đi đồ vũ kê mục trần cười lớn cũng không chọc ghẹo nó nữa cả hai hợp lực luyện hóa tinh phách hai con linh thú thiên giai trong lúc mục trần chỉ ngập đủ thứ chuyện trong cơ thể hắn không phát giác ra bên ngoài nguy cơ đã trùng trùng bao phủ hắn bên ngoài thác nước lớn những tiếng xe gió vang lên rồn rập người đông như kiến phóng tới xuất hiện trên bầu trời đôi mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hắn đang ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước hư cuối cùng cũng tìm thấy hắn để xem hắn lúc này làm sao trốn nhìn thấy mục trần đám đông phẫn nộ hàm hè cả ngày nay truy đuổi khiến họ mệt đứt hơi cái tên thần phách cảnh sơ kỳ kia quả thật là khó đối phó ở một góc ba người tạ quan cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn linh lực trong tay khởi động chuẩn bị ra tay phốc thình lình có người động thân ba bóng người xuất hiện trước mặt mục trần chính là diệp khinh linh sở kỳ phương trung bọn họ vẫn theo sát đoàn truy đuổi nhưng không ngờ hiện tại mục trần đã bị phát hiện bọn họ không thể không hiện thân sở kỳ tạ quan nhìn ba người kia giật mình khi thấy sở kỳ nhíu mày nói đừng nói ngươi muốn bảo vệ tên mục trần này chứ ta khuyên ngươi đừng đùa với lửa sở kỳ bất đắc dĩ thở dài cũng không có cách nào nói gì nữa với bản tính của đám người kia bắt được mục trần thì không chỉ cướp đi tinh phách mà còn phá nát ấn ký của mục trần chư vị mong khoan dung độ lượng hay là để chúng ta nói mục trần giao lại tinh phách linh thú thiên giai các người thả hắn đi một lần được chứ phương trung cất tiếng thương lượng chỉ có người nhanh trí như hắn mới nghĩ ra được biện pháp kéo dài thời gian một chút hừ, tiểu tử này đáng ghét cực kỳ, lãng phí hết một thời gian dài của bọn ta, làm sao mà tha thứ dễ dàng như thế, các ngươi mau mau cút đi, nếu không ta cũng dọn dẹp luôn. Ngũ hổ giận dữ quát lạnh lùng. Chúng ta sẽ không cho các ngươi đắc thủ. Sở kỳ cắn răng trả lời. Bằng các ngươi. Ngũ hổ cười gần, thân hình bắn ra, linh lực hùng hồn bùng nổ, cuồn cuộn oanh kích cả ba. Cùng lên. Sở kỳ thấy ngũ hổ ra tay, hét lên, ba người nhất tề đánh tới, mạnh mẽ đối kháng với ngũ hổ. Đùng, hai bên đối chiến, linh lực trùng kích khiến thác nước đứt quãng. Ngũ hồ lui lại một chút, còn sở kỳ, phương trung lại lui một đoạn, còn diệp khinh linh thực lực yếu nhất thì tái mặt. Thực lực của nàng và thần phách cảnh hậu kỳ chênh lệch quá lớn. Cút hết cho ta. Ngũ hổ lại bắn tới, đánh ra một quyền nữa, khiến ba người kia trở tay không kịp bị đánh bay đi. Vừa lắc mình một cái hắn đã xuất hiện trước mặt mục trần vẫn đang nhắm mắt, nhe răng cười, cái cho má huyết họa giả mục trần gì chứ, tỉnh dậy cho ta ngũ hổ quát dữ tợn, linh lực cuồn cuộn theo trưởng phong vỗ tới ngực Mục Trần, hẳn nhiên định mạnh mẽ lôi hắn ra từ trạng thái tu luyện. Sở Kỳ xanh mặt, Mục Trần đang trong trạng thái tu luyện, nếu bị quấy nhiễu e rằng sẽ chịu linh lực phản phệ, tạo thành thương thế nghiêm trọng. Véo. Thình lình trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đó, một tiếng gió cực tốc vang vọng, một tia hắc ám như xuyên thủng hư không bắn tới như chớp xuyên qua đùi ngũ hổ, ghim hắn vào mặt đất. Ngũ hổ gào lên đau đớn, biến cố bất ngờ cũng khiến tạ quan và đám cường giả thần phách cảnh biến sắc, hét to, ai? tất cả mọi người đều ngẩng đầu tìm kiếm, nhìn ra không gian xa xa có một luồng hồng quang như điện bắn tới, chỉ chốc lát liền hiện ra một thân ảnh chắn trước mặt mục trần. sở kỳ nhìn vào bóng người mảnh khảnh yểu điệu, đôi mắt chừng chừng khó tin. bóng hình xinh đẹp mà quen thuộc kia chính là. lạc ly. chương 142 ủng hộ kênh qua linh ha .com gạch chéo ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé thác nước tung tóe đổ xuống, tiếng nước ầm ầm tỏa hơi nước ngập tràn không gian. Trong không trung của thác nước, hơn trăm người đứng sừng sững, cặp mắt bọn họ chăm chú nhìn vào một nữ tử váy đen. Nàng có dung nhan xinh đẹp, đôi mắt lù lù trong suốt như ngọc, cảm giác như một cái hồ sâu không đáy, tĩnh lặng. Mái tóc dài mềm mại màu bạc như thác nước bên cạnh đổ xuống tới vòng eo thon tinh tế. Gió nhẹ thổi, vuốt về mái tóc huyền ảo, nàng chỉ yên lặng đứng trên không trung không nói không rằng nhưng chẳng hiểu vì sao mọi người cũng bị cái yên lặng đó ảnh hưởng mà câm nín hoàn toàn một bóng người trên mặt đất là ngũ hổ bị một thanh trường kiếm đen ghim đùi hắn chặt xuống đất vẻ mặt giận dữ thế nhưng vừa thấy nữ tử váy đen kia tiếng quát phẫn nộ vừa đến cổ họng đã bị hắn nuốt xuống gương mặt kinh hãi trên không trung kia tạ quan và tần chính đứng giữa đoàn người cũng sắc mặt cứng đờ hẳn nhiên bọn họ đều biết nữ tử váy đen này là ai dung nhan và khí chất này dù chỉ thấy một lần, cũng khắc sâu vào trí nhớ, căn bản không thể xóa nhòa. Đó không chỉ là lúc kết thúc linh lộ được đánh giá cấp vương, mà là thời điểm cuối cùng, nàng đã đánh bại huyền vương cơ huyền khiến hắn mất tư cách tranh đoạt linh quan với chư vương. Nàng, lại xuất hiện ở đây. Không khí tĩnh mịch một cách quái đản. Tĩnh mịch kéo dài được một thời gian, rốt cuộc bị phá vỡ bởi một tên thần phách cảnh sơ kỳ, hẳn nhiên chưa bao giờ được đặt chân vào linh lộ. Hắn quan sát đánh giá nàng ta một chút, quát lên, ngươi là ai? Dám giúp đỡ tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đối địch với nhiều người như thế sao?" Câm mồm, Tạ Quan kinh ngạc quay đầu lại hét vào mặt hắn. Tên thần phách cảnh nọ sừng sốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không dám cãi lại. Bất chợt hắn nhìn thấy ánh mắt của vài người xung quanh đang nhìn mình, vẻ mặt quỷ dị như vừa nhìn thấy một con người chui ra từ miệng dã thú. Ánh mắt đó khiến hắn cũng toát mồ hôi, cô nàng kia có lai lịch gì? Bên cạnh thác nước, nàng ta hạ xuống, vươn tay ngọc cầm vào chuôi kiếm ghim vào đùi mũ hổ, tùy ý rút ra, ngũ hổ thấy vậy vội cầm máu định nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của nhân vật nguy hiểm này đứng yên đó hắn còn chưa kịp động cô gái kia đã cất tiếng lạnh lùng khiến hắn sợ tới mức cứng người đứng nguyên không dám nhúc nhích cục cựa các ngươi cũng thế nàng ngẩng lên chậm rãi nói về hướng đám cường giả trên cao tạ quan sắc mặt khó coi khẽ cắn môi lạc vương chúng ta có chỗ nào đắc tội chúng ta xin nhận lỗi các ngươi không nên đuổi giết hắn đôi mắt lưu ly của nàng mang theo một chút hàn ý nhìn qua tạ quan Tạ Quan biến sắc, Mục Trần lại có quan hệ với Lạc Ly. Chuyện gì đây? Tên kia không phải đã bị đuổi khỏi Linh Lộ từ sớm rồi sao? Ra hắn là bằng hữu của Lạc Vương, nếu sớm biết như vậy chúng ta nào dám ra tay với hắn? Nói tới thì cũng là hiểu lầm thôi. Tần Chính gượng cười chống chế. Tạ Quan cũng cắn răng, trong lòng không cam. Hôm nay Lạc Ly ra mặt, bọn họ đã không còn cơ hội cướp đoạt ấn ký Linh thú Thiên giai, bởi hắn biết rõ cô gái xinh đẹp kia lợi hại đến mức nào có thể đánh trọng thương một ngôi sao như câu huyền thì không phải loại người mà bọn họ có khả năng chống trả nếu đã ở đây hết rồi thì tạm thời khoan hãy đi lạc ly nói tạ quan nghe lạnh cả tim lạc vương muốn ra tay với chúng ta ư ừ. lạc ly nhìn hắn thản nhiên trả lời tuy ta tự tay giải quyết các ngươi cho xong nhưng làm thế sẽ khiến hắn giận vậy nên cứ ở lại trước đã chuyện thế này hắn không thích ta nhúng tay vào tạ quan nghe vậy cũng mừng rỡ lạc ly không ra tay bọn họ cũng chẳng sợ mục trần tạ quan tần chính liếc nhau khẽ gật đầu cả đám người thành thật đứng yên ở đó chẳng ai dám bỏ chạy nhưng không phải ai cũng như tạ quan phía sau đoàn người có vài cường giả thần phách cảnh nhìn thấy diễn biến như thế cũng rất bất an họ tuy không biết cô gái kia lợi hại ra sao thì biểu hiện của tạ quan rõ ràng chính là rất e ngại nàng ta đi sớm thì tốt hơn vài tên thần phách cảnh sơ kỳ thì thào với nhau rồi len lén động thân như tên bắn thối lui ngu xuẩn tạ quan nghe được tiếng do phía sau, giật mình cả kinh, nhưng cũng chừng mắt mắng khẽ. Ngay lúc ấy, hắn thấy đôi chân mày của Lạc Ly nhíu lại, chậm chậm nâng trường kiếm màu đen trong tay, thình lình đâm ra. Chỉ thấy không khí nhộn nhạo, hắc trường kiếm tạo nên vô số tàn ảnh, kiếm quang sắc bén xuyên thủng hư không mà mắt thường không thể nhìn ra kịp. Xoẹt xoẹt. Mấy tên thần phách cảnh vừa chạy được một đoạn xa xa chợt khựng lại, gương mặt hoảng hốt, vì họ nhận thấy ấn ký ở mỹ tâm bị vỡ nát, hóa thành hào quang phủ lấy từng người rồi nháy mắt đưa họ đi mất tạ quan nhìn thấy mấy tia sáng lóe lên bên kia cũng tim đập thình thịch, đám thần phách cảnh còn lại cũng toát mồ hôi hột len lén nhìn lại cô gái vừa ra tay ai dám đi một bước thì cũng như bọn họ. Lạc Ly nhẹ nhàng quét mắt qua mọi người, khiến cho cả bọn lạnh mình, chẳng ai dám ho he. Một phía bên kia, Diệp Khinh Linh nhìn Lạc Ly bằng thực lực bản thân kinh sợ hơn trăm tên thần phách cảnh không dám động đây, tia nhìn cũng nóng cháy một chút, thật phấn khích, quả xứng danh Lạc Vương, sở kỳ thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp mà hắn vẫn thường thấy trong mộng kia đôi mắt cực kỳ kích động cũng may còn có thằng bạn thân phương chung đứng bên cạnh giữ chặt cánh tay hắn kéo lại nếu không e rằng hắn đã vội lao qua đó lạc ly vẫn nắm hắc trưởng kiếm sau khi kinh sợ mọi người mới lặng lẽ tiến tới nhìn thiếu niên tuấn tú đang ngồi xếp bằng tu luyện nhẹ nhàng ngồi xuống đôi mắt lưu ly chỉ yên lặng nhìn gương mặt kia đôi mi cong lên xinh xắn Gần hai năm trôi qua, dường như hắn đã trưởng thành hơn, gương mặt khôi ngô vẫn thong dong vui vẻ như trước. Cuối cùng đã đợi được ngươi. Nàng vươn bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, khóe môi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà tươi đẹp, đôi mắt trong suốt như hồ sâu lúc này lại lấp lánh như trăng sao. Không biết từ khi nào, bản thân vốn chỉ biết tu luyện, không chấp nhận bất cứ thứ gì khác, sống trong một thế giới u ám, thế nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến cuộc đời rất phấn khích và đáng mong chờ. Thậm chí ngay cả linh lộ rất vô vị kia, cũng khiến cho mình trở nên vui vẻ. Cũng may người không quá ngốc, cũng biết phải đến Bắc Thương Linh Viện. Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, cái miệng cười rất xinh khiến cho thác nước cũng phải nhường lại cái đẹp. Sở kỳ đằng xa lại rõ ràng tỏ ra si mê, nhưng nhanh chóng chuyển thành chua sót. Nàng thật sự thực thích hắn. Giữa không trung, đám người tạ quan lại nao nao hồi hộp. Nhìn thấy Lạc Ly tỏ ra thân thiết với Mục Trần như thế, e rằng quan hệ của hai người không chỉ là bằng hữu, lạc ly chỉ yên lặng ngồi trước mặt hắn bàn tay nắm chặt trường kiếm đặt lên đôi chân thon đôi mắt không rời khỏi mục trần bỗng dưng khung cảnh khu vực này trở nên quái dị trên không trung một đám người đông đúc không ai dám nhúc nhích tất cả đều nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp yểu điệu đang ngồi dưới đất còn cô gái đó lại im lặng khóa chặt đôi mắt vào thiếu niên tuấn tú đang tu luyện thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng nửa canh giờ sau đôi mắt của mục trần rốt cuộc mở ra Thế giới trước mắt sáng lên, Mục Trần lúc lắc cái cổ, bất chợt sắc mặt cứng đờ, sững sờ nhìn đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của người con gái trước mặt. Dung nhan tinh tế quen thuộc vẫn động lòng người như trước. Mục Trần chớp mắt, bất giác lẩm bẩm, hình như ta nhìn thấy nàng. Ảo giác ư? Người con gái kia hẳn nhiên cũng nghe rõ tiếng lẩm bẩm của hắn, nhất thời cười tươi. Gương mặt luôn lãnh đạm vô tình lại nở rộ như một bông hoa trên cánh đồng, như mặt trời mang đến nắng mới, mang theo một chút niềm vui, mở ra tay nắm hắc trưởng kiếm nàng chỉ chỉ vào ngực mục trần cười nói có cần ta rút kiếm đâm thử một cái không mục trần trợn mắt há mồm rốt cuộc sự vui mừng kinh ngạc không thể dằn nổi dâng tràn cười lớn mừng rỡ giơ hai tay tới muốn ôm lấy người con gái nàng ta bất giác hoảng hốt trước hành động của hắn kiếm đang chỉ vào ngực mục trần với thực lực của hắn hiện tại chỉ cần thúc giục linh lực là có thể dễ dàng cản hắn lại bất quá ánh nhìn của nàng lại trở nên dịu dàng bàn tay nắm chuôi kiếm che trước ngực để mặc hắn ôm lấy nàng mục trần ôm lấy cái eo thon vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại hít một hơi sâu lẩm bẩm nói lạc ly ta đã gặp lại nàng từ khi rời khỏi linh lộ hắn luôn mong chờ cái ngày này vì thế hắn đã trả giá và cố gắng rất nhiều lạc ly chiều mến nhìn mục trần cũng nhận ra những thách thức mà hắn gặp phải một ngôi sao của linh lộ đột ngột bị trục xuất có lẽ hắn sau đó cũng bị chế nhạo nhiều lắm tuy hắn luôn thong dong mỉm cười nhưng dưới nụ cười đó nàng biết là khổ ải và mệt mỏi đôi tay của nàng chuyển động, cũng ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Mục Trần, có thể gặp lại ngươi, ta cũng rất vui. Chương 143 ủng hộ kênh qua linhhalazy com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên cạnh thác nước thơ mộng, chàng trai bên cô gái, trời chiều thả ánh thái dương nhẹ nhẹ xuống bờ vai, chiếu lên thân hình, đẹp như tranh vẽ. Giữa không trung, tạ quan nhìn thấy khung cảnh kia lại run rẩy, tới mức đó rồi thằng nào mà nói quan hệ của mục trần và lạc ly chỉ bình thường thì có quỷ mới tin dù cho bọn họ chẳng thể nào có cơ hội tiếp xúc nhiều với lạc ly nhưng cũng biết rõ cô gái đứng ở tầng cao nhất của linh lộ kia khó tiếp cận như thế nào bất cứ ai nàng cũng giữ một khoảng cách đôi mắt lưu ly trong suốt không mấy lạnh lùng nhưng cũng không hề cho ai cơ hội tiếp xúc với nàng đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa hề nghe nói thiên tri kiêu nữ của linh lộ kia người được vô số thiên tài quái tài mến mộ tương tư có bất kỳ một chút thân thiết nào với nam nhi chứ đừng nói để người ta ôm vào lòng như thế này tạ quan đưa ánh mắt phức tạp nhìn mục trần một cảm giác ghen tị thuần túy của nam nhân vì bọn họ biết rõ lạc ly rất ưu tú người con gái như thế hắn chỉ có thể nhìn lên nhưng bị tên kia ôm vào lòng độc chiếm ôn hương nhuyễn ngọc khục sau lưng mục trần diệp khinh linh đột nhiên hò nhẹ một tiếng nếu nàng không làm vậy chẳng biết hai người kia thân xác đây hồn bay đâu mất đến bao giờ và lại, Mục Trần có biết làm như thế là rất kích thích người khác không hử? Diệp Kinh Linh liếc sang sở kỳ, bộ dáng hắn ta nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể lao lên xé xác Mục Trần, nhưng cũng may cho hắn tên bạn thân Phương Trung một mực giữ chặt không buông. Bởi vì hắn mà xông lên, dám lắm sẽ bị lạc ly một chiếm chém tơi tả. Nghe được tiếng ho khẽ nhắc nhở, Mục Trần cũng tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng buông lạc ly ra, đưa mắt nhìn không khí cổ quái trên cao, nơi đông đảo cường giả đang tim đập chân run lơ lửng trên đó, Ánh mắt hắn quét qua, mọi người không tránh cũng né, đều nhìn chỗ khác, không còn cái vẻ hung ác đuổi giết hắn từ hôm qua đến nay nữa. Mục Trần nhìn sang Lạc Ly, đại khái đoán được tình tiết vừa diễn ra, cười nói, xem ra hai năm nay thực lực của nàng tinh tiến khá nhiều. Lạc Ly chỉ cười, nếu ngươi cũng trải qua trận chiến cuối cùng ở Linh Lộ, thì bây giờ cũng có thể đạt trình độ này. Đâu có nhiều chữ nếu đến thế. Mục Trần đứng dậy, bất quá dù không có cơ duyên đó ta cũng có thể từng bước leo lên. Hắn cười khinh khỉnh nhìn Lạc Ly huống hồ những nam tử tương tư nàng nhiều như thế, thực lực mạnh đến thế, đợi sau khi vào được Bắc Thương Linh Viện có lẽ còn phiền toái dữ dội hơn, không nhanh chóng leo lên thì ta phải mệt rồi. Lạc Ly cười e thẹn, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cũng như ở linh lộ ngươi bảo vệ ta. Ta đâu có yếu đến vậy. Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn vào đám người biến sắc trên không trung, đặc biệt là tạ quan, cười khì khì, để dành cho ta. Không có biện pháp, ta không muốn ai đó oán giận. Lạc Ly hơi chu miệng nói nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn mục trần có chút oán khí ngươi luôn như vậy chuyện của mình không cho người khác nhúng tay vào mục trần cười hắn hiểu nàng muốn nói đến sự kiện ngày đó ở linh lộ không phải không cho nàng nhúng tay mà ta biết cái giá phải trả lớn thế nào có vài thứ cũng nên để cho nam nhi gánh vác mới tốt mục trần thở dài đôi mắt hơi có vẻ âm u tối tăm chuyện đó do câu huyền lén lút sắp đặt lạc ly nắm chặt chuôi kiếm ta biết mục trần cười đáp lời nhìn vào hai má xinh xinh của nàng chậm rãi nói dù cho biết hắn sắp đặt ta vẫn làm như vậy trong lòng mỗi người có những thứ không thể bị xúc phạm lạc ly nhìn hắn khóe môi khẽ nhúc nhích con người yên tĩnh của toát ra những nét kỳ lạ linh lộ ngày đó mục trần điên cuồng khiến cho nàng hiểu được nhiều thứ nên mới quyết tâm đến bắc thương linh viện linh lộ chỉ là chỗ bắt đầu vào ngũ đại viên mới là chân chính tranh chiến mục trần cười nét mặt rất thong thả mà cũng rất chờ mong ta cũng rất hy vọng hắn cho ta vài điều ngạc nhiên, nếu không tu hành ở ngũ đại viện cũng quá nhạt nhẽo rồi. Đến lúc đó chúng ta lại tạo nên một hồi náo nhiệt vậy. Ta sẽ giúp ngươi. Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên, nàng mà không giúp, ta vỗ mông. Mục Trần cười nham hiểm. Lạc Ly đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt lướt hắn. Nếu kẻ khác dám buông lời khinh bạc, e rằng nàng sẽ một kiếm thống khoái xuyên cổ họng tên đó, nhưng cái tên trước mặt này thì không được. Thôi hiện tại cũng nên giải quyết phiền phức ở đây trước đã. Mục Trần cười tủm tỉm nhìn lên ba người tạ quan, "Các vị, chạy theo ta vui chứ?" Tạ quan sắc mặt khó coi, nhìn qua Lạc Ly bên cạnh hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hiển nhiên, bọn họ rất e ngại nàng ta. "Muốn nói gì cứ nói, nàng sẽ không nhúng tay vào." Mục Trần cười nhạt, dĩ nhiên nhìn ra ba người kia vốn coi thường hắn. "Hừ, nói thì nói, ta sợ ngươi sao?" Tạ quan rốt cục nhịn không nổi cục tức đó nữa, cất giọng lạnh lùng, "Chúng ta e ngai Lạc Vương, bất quá ngươi thì ta không ngại." nói không khách khí nếu lạc vương không ở đây ngươi có tư cách gì mà kêu gào trước mặt ta cái gì mà huyết họa giả cái gì mà đủ tư cách nhận đánh giá cấp vương bằng vào cái thực lực thần phách cảnh sơ kỳ này sao lạc ly hơi nhíu mày ngón tay búp măng khó chịu gõ gõ vào vỏ kiếm đôi mắt lưu lý tỏa hàn khí sửa lại chút bây giờ là thần phách cảnh trung kỳ mục trần cười nói tuy tinh phách của hai con thiên thú kia phần lớn đều bị cửu u tức ăn hết nhưng cái phần sót lại chút ít kia cũng đủ đưa hắn lên đến thần phách cảnh trung kỳ hả tạ quan cười châm chọc có gì khác nhau sao đối với ba cường giả thần phách cảnh hậu kỳ chân chính như họ mục trần có thực lực thần phách cảnh trung kỳ thì cũng không hơn sơ kỳ bao nhiêu những cường giả thần phách cảnh sau lưng họ cũng nghĩ thế dù răng thực lực đó cũng rất khá bất quá cũng chưa thể đứng vào hàng nhất lưu ta lại thấy khác đó mục trần cười nhìn bọn hắn nhưng trong đôi mắt lại không có nhiều ý cười vậy tiếp theo chúng ta chơi đùa chút đi để xem các ngươi có thể thắng không tạ quan ngẩn người mục trần muốn chơi đùa ba người bọn họ thực lực thần phách cảnh trung kỳ của hắn chỉ cần một người đã thừa sức đánh hắn dẹp lép một và ba muốn chết à bọn hắn liếc nhau nhìn qua lạc ly bên cạnh tên kia nếu các ngươi không thích làm đối thủ của hắn vậy ta có thể thay thế lạc ly thản nhiên nói ha ha ngươi đã can đảm như thế chúng ta không bồi tiếp thì cũng không nể mặt ngươi quá rồi tạ quan nghe lạc ly trả lời liền thả lỏng tinh thân cười nói mừng rỡ này mục trần ngươi định làm chi đó Diệp Kinh Linh vội vàng bước qua, bất giác lo lắng hỏi. Ba người kia là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, dù cho Mục Trần mới đột phá nhưng cũng chỉ là thần phách cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao lại có thể chiến một lúc cả ba tên. Lúc thường hắn thông minh lắm mà, không lẽ tấn cấp khiến hắn đầu óc ngớ ngẩn? Hay là muốn biểu diễn lấy điểm trước mặt Lạc Ly sao? Lạc Ly nhìn qua Diệp Kinh Linh đang lo lắng, đôi mắt lưu ly liền quét ngay về phía Mục Trần, nhăn mặt ra ý không hiểu. Hừ, tên vô lại, bên cạnh không thiếu nữ tử xinh đẹp, mục trần nhìn thấy ánh mắt lạc ly cũng nhe răng cười xòa nhìn qua diệp khinh linh khẽ nói yên tâm đi ta không có lỗ mãng diệp khinh linh nghe vậy cũng không biết nói gì thêm quay sang lạc ly hai mắt bất giác phấn khích ngươi chính là lạc vương lạc ly ư rốt cục đã có thể diện kiến ta rất hâm mộ ngươi lạc ly dường như lần đầu tiên thấy một cô gái nhiệt tình với mình như thế trong lòng cũng nao nào, nào gật đầu chào xin chào xin chào ta tên diệp khinh linh mục trần thấy diệp khinh linh phấn khích thế cũng hơi ngạc nhiên nàng ta thích lạc ly ư. Hắn bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu, không quan tâm các nàng nữa, bước lên nhìn ba người tạ quan. Các ngươi nếu có thể đỡ được một kích của ta, mọi chuyện cho qua. Nếu đỡ không nổi, thì để ấn ký lại, ta đang cần gấp. Tạ quan cười lớn, tên kia thật cuồng không biên giới, nghĩ bọn ta là con chó con mèo ư. Dễ đối phó thế ư. Vậy thỉnh huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh chỉ giáo. Ba người cười nói, ý tứ treo ghẹo. Mục Trần cũng cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại đám cường giả thần phách cảnh thì sửng sốt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy hai bàn tay mục trần, rất nhiều linh ấn hiện ra. Linh ấn? Hắn còn là một linh trận sư, mọi người toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ quan vẫn đang cười, nhưng cũng dần thu lại, ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì số linh ấn trong tay mục trần đã vượt qua con số 30. Linh ấn mà đạt đến số lượng 35, thì đã uy hiếp được cường giả thần phách cảnh hậu kỳ. Mục Trần nhanh tay biến đổi thủ ấn, linh ấn nhanh chóng đạt mốc 35, nhưng không có dấu hiệu ngưng lại. 36, 38, 40. Rốt cuộc đám cường giả thần phách cảnh đều nuốt nước bọt cái ức rõ to, ánh mắt rung động. 40 linh ấn. Ba người tạ quan lúc này đã biến sắc. Chương 144 ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vừa tròn 40 linh ấn ngưng tụ trong bàn tay mục trần, sóng linh lực lan tỏa khiến chung quanh hắn cũng nổi gió. Mọi người đều bị 40 linh ấn kia làm cho kinh chấn, ngay cả Diệp khinh Linh và Sở Kỳ, Phương Trung cũng sửng sốt, từ lúc nào mà Mục Trần lại có thêm bản lĩnh lợi hại như thế? Linh trận hình thành từ 40 linh ấn, trong số trận đồ cấp 2 cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh mẽ, uy lực cả cường giả thần phách cảnh hậu kỳ cũng phải tìm đường trốn cho mau. Lạc Ly chỉ yên lặng quan sát diễn biến, mỉm cười nhẹ nhàng. Víu víu. Mục Trần thay đổi trưởng ấn, 40 linh ấn kia nhất thời cùng tan vào không khí, khiến cho không gian trước mặt hắn uốn khúc dị dạng, hào quang ám kim lóa mắt tràn ngập không khí. Gờ rào. Một tiếng long ngâm tượng khiếu vang vọng núi rừng. Cách đó không xa, giữa không trung, tạ quan và hai tên đồng bạn cứng mặt nghiêm trọng, sự khinh thường cũng hoàn toàn tan biến, long uy trong linh trận kia cực kỳ uy hiếp. Cùng lên, ba người nhìn nhau bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, quát lên hung hãn, linh lực ảo ạt tuông ra từ cơ thể, sau lưng bọn họ có ba quang ảnh linh thú hiện ra, chính là linh thú mà ba người luyện hóa tinh phách được. Xét khí thế và độ hùng hồn của linh lực có lẽ cũng nằm trong một trăm hạng đầu danh sách địa bảng. Để chống đỡ lấy linh trận kinh người kia, Tạ Quan và đồng bạn cũng không dám trở lại chiến lực. Vù, kim quang nhanh chóng lan ra, hóa thành một linh trận ám kim lớn, chậm rãi xoay vòng. Những đường ánh sáng ám kim phức tạp giao nhau vẽ nên một hình ảnh phức tạp huyền ảo. Linh trận uốn lượn như một con rồng và một con voi chiếm cứ không trung, chấn thủ thiên địa. Đôi mắt Mục Trần cũng chậm rãi mở ra, vươn tay chỉ vào không trung, quát khẽ, Long tượng trận. Gờ rào, chùm sáng phát ra, ánh sáng lấp lánh, hóa thành một con kim long và một con kim tượng một rồng một voi ảo ảo xông tới, không trung bị chúng nó lướt qua cũng muốn sụp đổ. Linh khí dâng lên ngập trời. Đám đông thần phách cảnh nhìn quang ảnh hai sinh vật mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn kia mà tái mặt, sức mạnh này hoàn toàn có thể nháy mắt miểu sát bất cứ ai đứng đây. Ba người kia cũng nhất tề xông lên, quát lớn một tiếng, linh lực hùng hậu hóa thành ba dòng thác linh lực xuyên phá không trung, thanh thế dữ dội hung hăng oanh kích vào hai quang ảnh sinh vật đang xông tới. Quỳnh, không khí xung quanh như bị đẩy đi mất, tạo thành sự hỗn loạn của khí lưu, hình thành cuồng phong bắn phá tứ phương núi rừng, long tượng chấn áp. Mục Trần quát lên một tiếng, thu ấn biến đổi. ầm, um. một long một tượng thình lình dung hợp lại, hóa thành quang luân ám kim, từ quang luân đó kim long thăng thiên, kim tượng hạ địa, khí thế kinh người. Bang bang, bị quang luân ám kim chấn áp, ba luồng linh lực của ba người kia vỡ nát từng khúc, sắc mặt tạ quan và hai người kia đều tái xanh kinh hãi khi luồng linh lực cuối cùng tan nát quang luân ám kim tỏa hào quang kịch liệt húc thẳng vào thân thể ba người khiến họ không kịp phản ứng sắc mặt cả ba nhanh chóng trắng bệch hộc máu khí thức suy yếu đi thân hình trên không lảo đảo muốn rơi đám thần phách cảnh nhìn thấy ba cường giả hậu kỳ liên thủ cũng không đủ sức ngăn cản được linh trận kia cũng biến sắc vô cùng kinh hãi uy lực của nó kinh khủng đến vậy sao cả ba thở hồng hộc liếc nhau một chút ánh mắt lóe lên thân hình liền lui gấp định bỏ trốn Xoẹt bất quá ngay khi họ vừa lui được không xa, một bóng hình mảnh khảnh xuất hiện ngay trước mặt, hắc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Nếu muốn đi, ta sẽ tiễn ra ngoài luôn. Lạc Ly thản nhiên nói. Tạ quan và tên kia cứng người, toát mồ hôi đầy đầu, cười đau khổ. Hào quang từ mi tâm bắn ra, linh khí ấn ký một cấp 7, hai cấp 6 bắn ra bay về phía mục trần. Mục trần không chút khách khí hút hết ba đạo linh khí chui vào mi tâm, ấn ký vốn ảm đạm vô quang liền lóe sáng từ kim, dù hấp thu cả ba luồng linh khí, nhưng cũng chỉ đạt được cấp 7. Hẳn nhiên lượng linh khí cần để tăng cấp lên càng cao thì phải càng nhiều, không dễ tăng lên cấp 8, cấp 9. Ha ha, đa tạ đại lễ của ba vị. Mục Trần ôm quyền cười nói với đám tạ quan. Gương mặt co giật, cả ba nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng dù trong lòng nguyền rủa cũng không dám phát ra ngoài nửa câu. Hiện tại không chỉ có lạc vương khủng bố tọa trấn, còn cả tên Mục Trần vốn không chịu nổi một kích trong mắt họ lại có linh trận kinh người như thế, cả ba liên thủ cũng không chịu nổi một đòn. Người này, quả nhiên khó chơi. Cả ba chua sót than thở, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Để thăng cấp ấn ký đến mức đó, họ đã phải miệt mài đến như thế nào, vậy mà bây giờ tất cả đều phải đưa hết cho người ta. Ba vị, tạm biệt, không tiễn. Mục Trần cũng lười nói nhiều, đạm nhạt cười nói khách khí đuổi đi. Mục Trần, ngươi đừng có đắc ý, mặc dù có lạc vương bảo vệ ngươi nhưng bắc thương giới cũng không chỉ có một vương duy nhất đợi đến gần bắc thương điện xem ngươi còn cười được không tạ quan cắn răng không cam lòng tức tối đe dọa rồi cũng không dám ở lại lâu dẫn theo hai người kia bỏ chạy còn vương khác nữa sao mục trần cười ánh mắt trở nên lăng lệ mặc kệ là ai nếu như dám nghĩ hắn vì nửa đường rồi khỏi linh lộ mà muốn ngồi lên đầu hắn thì kẻ đó sẽ hiểu được nghi thức quán đính của linh lộ kia cũng không mấy ưu thế như họ tưởng các vị còn chưa đi sao hay là muốn tặng ấn ký cho ta mục trần đưa ánh mắt bất hảo nhìn đám cường giả thần phách cành bên này đối với cái đám an kia cũng không cảm thấy tốt đẹp cho lắm nhưng hắn cũng không dại ép đám đông vào đường cùng chó cùng dứt dậu đông người như thế cũng không dễ chơi đám người kia cười miếu máu, không dám phản bác một lời như đám tội phạm được ân xá vội vàng bỏ trốn từ phía chỉ ngắn ngủi vài giây không gian đông nghịt hơn trong người kia hoàn toàn trống trơn không còn một ai mục trần thở phào nhẹ nhõm Lạc Ly cũng từ trên cao hạ xuống, đứng bên cạnh Mục Trần. "Sở huynh, Phương huynh, lần này đa tạ." Mục Trần xoay người nhìn sang Sở Kỳ thần sắc phức tạp và Phương Trung. Có thể nói họ ở thời điểm nguy cấp đứng ra giúp hắn, dù cho tác dụng không nhiều lắm, nhưng đủ kéo dài thời gian, ân tình đó Mục Trần vẫn phải nhớ kỹ. Phương Trung cười lắc đầu, Sở Kỳ càng không để ý tới Mục Trần, ánh mắt vẫn nhìn mãi Lạc Ly, miệng giật giật, khuôn mặt đỏ lên nói, "Lạc Ly, nàng, nàng có khỏe không?" lạc ly liếc nhìn sở kỳ nhíu mày một chút nghĩ nghĩ gì đó nói chúng ta biết nhau sao khục diệp khinh linh che miệng ôm bụng cười sặc phương trung cũng nhếch mép thương cảm liếc nhìn sở kỳ tội nghiệp sở kỳ gãi đầu xấu hổ mà lúng túng chúng ta đã gặp nhau trong linh lộ nàng còn cứu mạng ta lạc ly cũng gật gù nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của nàng thật sự làm cho người ta nghi ngờ không biết nàng có thật là nhớ ra hay không tính tình của nàng là vậy chẳng hề chú ý đến việc gì chẳng nhớ đến ai ngoại trừ Sở huynh, phương huynh, lần này liệp sát hai con linh thú thiên giai ít nhiều có các ngươi hỗ trợ, băng huyền linh giao này giao cho các ngươi vậy. Mục Trần vung tay lên, thi thể khổng lồ của băng huyền linh giao rớt cái rầm xuống bãi đất trống. Đa tạ mục huynh. Phương Trung nhất thời mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Còn có hai đạo linh khí ấn ký, chia cho hai người một đạo. Mục Trần bấm tay bắn ra, một tia linh khí băng lam lao đi, linh khí thiên giai linh thú, có lẽ sẽ trực tiếp khiến người ta tăng lên tới cấp 7 mất. Nếu hắn hấp thu hết cả hai đạo linh khí này, có lẽ linh khí của hắn cũng tới được cấp 8 không biết chừng. Nhưng hắn cũng không phải loại người ăn hết đồ ngon một mình, hai quả tinh phách đã bị hắn hấp thu hết, xem như là người có lợi nhất rồi. Phương Trung thấy mục trần sảng khoái phân chia thành quả, vui mừng cười toe toét, vội chia với sở kỳ, ấn ký của hắn cũng đã cấp 6, hấp thu xong linh khí kia quả nhiên nhảy lên cấp 7. Xong xuôi, hắn quay qua nhìn Diệp Kinh Linh, đưa đạo linh khí còn lại cho nàng, có vẻ lúng túng, vốn định chia cho người một tinh phách, nhưng xảy ra biến cố nên không còn cái nào cả. Diệp Kinh Linh cười nhận lấy linh khí kia, không sao đâu, tuy không có tinh phách thì cũng tiếc thật, nhưng đạt được linh khí này đã hài lòng rồi. Ta hôm trước liệp sát linh thú thiên giai, vừa may còn một khỏa tinh phách phù hợp với ngươi. Lạc Ly đột nhiên cất tiếng vung tay ra, một luồng sáng dũng mãnh bay tới, trong đó dường như có một tinh phách linh thú một sừng, thân thể trắng như tuyết đây là độc giác ngọc thú diệp khinh linh nhìn tinh phách trắng tinh kia nhất thời kinh ngạc quý giá quá ta không nhận nổi các ngươi chăm sóc cho hắn coi như lòng biết ơn của ta lạc ly cười khẽ đưa tinh phách đó vào tay diệp khinh linh chăm sóc hắn lại nhận được lòng biết ơn của ngươi lạc vương thật đúng là cô gái hiền dịu diệp khinh linh tinh quái đùa cợt lạc ly nói tạo quan hệ với hai người quả thật là tốt Mục Trần cũng cười, hắn và Lạc Ly dĩ nhiên không cần nói nhiều đi thôi, đi về trước đã, đám người mặc lĩnh chắc phải sốt ruột lắm. Tìm bọn họ rồi chúng ta cùng đi sâu vào trung tâm Bắc Thương Giới. Chỗ đó mới thực sự là nơi náo nhiệt. Chương 145 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Doanh trại Diệp Bang, khi Mặc Lĩnh nhìn thấy Mục Trần, Diệp Khinh Linh trở về đến nơi, đám người đều tỏ ra vui mừng hoan hỉ, Tin tức Mục Trần bị đuổi giết huyên áo khắp nơi, dĩ nhiên bọn họ cũng phải nghe được, khiến cho tâm lý của thành viên Diệp Bang trở nên lo lắng vô cùng. Dù đã từng chứng kiến năng lực Mục Trần mạnh mẽ, nhưng cũng không dám tin hắn có thể đối diện lực lượng truy đuổi khủng bố đến thế. Họ rất lo lỡ như Mục Trần, Diệp Kinh Linh xảy ra chuyện gì mà bị vỡ đi ấn ký, thì Diệp Bang này thật sự khó mà tiếp tục tồn tại. Tỷ tỷ. Duẫn Nhi là hưng phấn nhất, cô bé lao tới ôm chầm lấy Diệp Kinh Linh, vùi đầu vào ngực nàng, cười lên mừng rỡ. Mục ca, mặc lĩnh cũng xông tới sắc mặt kích động định nói gì đó với mục trần đột ngột nhìn thấy nữ tử váy đen đi cạnh hắn nhất thời khựng lại nữ tử váy đen với dung mạo tinh tế mà xinh đẹp còn đẹp hơn cả diệp khinh linh khí chất của nàng rất vĩ đại đôi mắt lưu ly thanh tĩnh nhẹ nhàng nhìn thấy là say mê dù mặc lĩnh xưa nay không phải chưa hề gặp qua mỹ nữ thế nhưng lần đầu tiên lại cảm thấy chân chính kinh diễm thế này nhất thời cũng cảm thấy lúng túng các ngươi đừng có ý nghĩ gì lung tung, vị này là đại nhân vật, và lại cũng là hoa đã có chủ, lộn xộn thì đại ca mục trần đánh các ngươi thành đầu heo bây giờ. Diệp khinh Linh che miệng cười duyên. Mị lực của Lạc Ly ngay cả những ngôi sao lớn trong linh lộ còn bị cuốn hút, huống gì đám người mặc lĩnh. Á, à, cả đám giật mình mà ngưỡng mộ nhìn mục trần, mặc lĩnh lại gãi đầu, mục ca, ngươi hái hoa từ khi nào thế? Thiên nhi mà biết thì thương tâm lắm. Mục trần nghe hắn nói mà trong lòng giật thót, cái tên trời đánh bẻ mép thiên nhi là ai quả nhiên lạc ly liền đến gần hắn đôi mắt lưu ly liếc nhìn mục trần mỉm cười nguy hiểm mặc lĩnh đỏ mặt ấp úng nói là bằng hữu của chúng ta ở bắc linh cảnh cùng lớn lên với mục ca à ra là thanh mai trúc mã lạc ly đưa bàn tay sinh đặt lên eo hắn nhẹ nhàng xoáy một vòng miệng khẽ cười nói mục trần nhìn thấy lạc ly như vậy không tỏ ra đau đớn mà lại có vẻ thú vị từ xưa đến nay cô nàng luôn thờ ơ với mọi thứ bộ dáng này lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thôi, đừng có ghen nữa. Mục Trần cười, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại nơi eo mình, lớn tiếng nói với mọi người trong doanh trại, mọi người chuẩn bị đi, ngày mai di chuyển, tiến vào nội vi bắc thương giới. Những người ở đây ta cam đoan không để bất cứ ai bị loại. Đối với Diệp Băng nho nhỏ này, Mục Trần cũng lăn lộn với họ một thời gian, xem như có chút cảm tình, thành ra hắn cũng không ngại mà giúp đỡ. Mục ca uy vũ. Thành viên Diệp Băng nghe thấy thì họ gieo ủng hộ, có mấy lời này của Mục Trần, bọn họ sẽ an tâm hơn. Lạc Ly bị Mục Trần nắm tay, đám người xung quanh ai cũng nhìn thấy, hai má nàng hơi ửng đỏ, định giật tay lại nhưng hắn nắm quá chặt cũng đành tùy ý hắn. Bóng đêm bao phủ doanh trại, lửa trại bốc cao, không khí có vẻ rất náo nhiệt. Một góc nào đó trong doanh, Mục Trần và Lạc Ly ngồi riêng với nhau trước một đống lửa nhỏ, khá nhiều người cũng tò mò trộm nhìn, nhưng chẳng ai bước qua đây quấy rầy bọn họ. Lạc Ly đang nướng thịt, sâu thịt vàng ươm rực rỡ như nhảy múa cùng ngọn lửa, hương thơm ngào ngạt hơn hẳn món nướng ngày thường của Mục Trần nè lạc ly đưa sâu thịt nướng thơm lừng qua cho hắn khẽ cười nhìn đôi mắt thèm thuồng của hắn rốt cuộc cũng được ăn lại món do lạc vương đại nhân tự tay làm mục trần nhận lấy cất giọng cảm thán mùi vị thật hoài niệm nghe hắn trêu chọc mình lạc ly cũng không khỏi trợn mắt khóe miệng mỉm cười tỏ ra rất hạnh phúc ở cùng với hắn dù chỉ là những việc nhỏ cũng vui thích hơn xa thời gian một mình liệp sát linh thú thiên giai Lạc Ly thanh nhã ngồi cạnh đống lửa, cái váy đen tinh tế ôm lấy cơ thể mỹ miều, im lặng nhìn hắn ăn uống ngon lành, ngón tay xoắn lấy sợi tóc màu bạc, rồi buông ra, mái tóc dài xóa ra, dưới ánh lửa bập bùng lại lóe ngân quang lấp lánh. Tóc của nàng khi nào mới có thể trở lại bình thường? Mục Trần nhanh chóng giải quyết sâu thịt, hắn lướt mắt nhìn sợi tóc ở ngón tay Lạc Ly, hắn còn nhớ trước kia nàng nói về mái tóc của mình, lý do chính là vì tu luyện linh quyết công pháp vẫn chưa đại thành mới nên như thế. Sao? Ngươi không thích à? lạc ly giật mình lại tỏ vẻ như hờ hững hỏi lại nào dám ta mà nói không thích cả tháng sau nàng cũng chẳng thèm ngó tới ta mục trần cười khẩy ngày trước hắn nó tóc nàng màu đen mới đẹp nàng chẳng trả lời gì cả chỉ cười với hắn rồi sau đó cả ba ngày tiếp theo đồ ăn đều phải do hắn đi chuẩn bị có kinh nghiệm đó hắn chẳng khi nào dại khờ bình phẩm màu tóc của nàng nữa thôi nói chuyện linh lộ đi cuối cùng linh quan bị ai cướp được mục trần chùi miệng hỏi sang chuyện khác cái gọi là linh quan, đó là vinh quang tột đỉnh ở linh lộ, nhưng cũng chỉ có những cá nhân được đánh giá cấp vương mới đủ tư cách tham gia tranh đoạt. Đó là giây phút huy hoàng nhất trong linh lộ. Mục Trần rất hiếu kỳ chuyện này, dù sao đó cũng là nhân vật nổi bật nhất linh lộ, có tranh đấu với những kẻ như thế mới đáng hứng thú. Linh quan cuối cùng rơi vào tay ôn thanh tuyền. Lạc Ly trả lời, ôn thanh tuyền, nữ. Mục Trần kinh ngạc hỏi, linh lộ rất lớn, hắn chưa đi đến đâu đã bị đuổi, thành ra vẫn không hoàn toàn biết hết tất cả những nhân vật hàng đầu của nó ít nhất là cô nàng ôn thanh tuyền lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng rất lợi hại bây giờ đã gia nhập vạn hoàng linh viện về sau hẳn là sẽ có cơ hội chạm trán lạc ly khẽ gật nếu nàng không phải nóng máu mà một mực chăm chăm vào mục tiêu cơ huyền hẳn sẽ có cơ hội giao đấu với ôn thanh tuyền và lại cơ huyền cũng không phải kẻ tầm thường dù rằng cuối cùng nàng đánh bại được hắn nhưng cũng phải trả giá khá lớn không hổ là ngũ đại viện quả nhiên là cường giả hội tụ mục trần cười thật không biết sau này đại hội ngũ đại viện luận bàn sẽ nóng đến mức nào đúng rồi dương hoàng cũng đến bắc thương linh viện lạc ly đột nhiên nói dương hoàng mục trần nghiêm mặt trong linh lộ hắn có hai đối thủ lợi hại nhất một là cơ huyền còn hai chính là dương hoàng không ngờ tên này lại chọn bắc thương linh viện chẳng phải như vậy sẽ sớm gặp hắn sao hắn ở bắc thương giới mục trần nhìn lạc ly ánh mắt lạnh lẽo chuyện trước kia do cơ huyền bày trò, nhưng dương hoàng này cũng không phải trong sáng. Ừm, nhưng cũng không ở cùng bắc thương giới này với chúng ta. Lạc Ly gật gật đầu, có đến bốn vùng khảo nghiệm bắc thương giới. Không sao, đến bắc thương linh viện tự nhiên sẽ gặp hắn. Mục Trần cười nhạt. Dương Hoàng sao? Nếu chưa tính sổ liền được với cơ huyền, vậy thì xử lý ngươi trước, nếu vậy bắc thương linh viện này sẽ thú vị một chút rồi. Còn nữa, hiện tại trong bắc thương giới này chung với chúng ta, còn có 8 người nữa cũng được đánh giá cấp vương. Lạc Ly nói tiếp, 8 người đó, có hai người ngươi cũng không lạ. Là huynh đệ Thạch Kinh Thiên và Thạch Hạo. Là hai tên suýt nữa bị chúng ta làm thịt năm xưa. Mục Trần nhíu mày, thật là oan gia ngõ hẹp, lại chuẩn bị gặp bọn hắn. Ừ, cả hai người hiện tại đều đã bước một chân vào dung thiên cảnh, thực lực rất mạnh. Lạc Ly nói. Mục Trần gật đầu, một chân đặt vào dung thiên cảnh, thì khoảng cách đột phá cũng không còn xa, xem như đứng hàng đầu bắc thương giới nàng hiện tại đã đạt đến dung thiên cảnh mục trần nhìn lạc ly hỏi lạc ly gật nhẹ khẽ cười cho nên ngươi phải nhanh lên nếu không sẽ bị ta vứt ra sau lưng bị vứt ra sau thì dễ vỗ mông hơn mục trần gian manh cười lưu manh lạc ly xấu hổ trắng mắt nghiến răng dọa mục trần ta phải tu luyện hôm nay ngươi gác đêm bất quá nói xong đôi mắt nàng lại trở nên dịu dàng ký ức những ngày tháng trong linh lộ cùng nhau vượt qua những chặng đường hiểm nguy tuy gian nan nhưng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ký ức Mục Trần cũng cười, nói, "Cho ta ôm lại một cái." Cái cảm giác mềm mại ban ngày thật thoải mái, trước kia đâu có được như vậy. Lạc Ly trừng mắt nhìn Mục Trần, cái tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu, không được dễ dãi với hắn. "Ta tu luyện." Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, lập tức nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng thèm ngó ngàng gì nữa tới Mục Trần. Mục Trần cũng cười, nhìn Lạc Ly với hai má xinh đẹp trong ánh lửa, đôi mắt hắn cũng trở nên hiền hòa nhìn thấy nàng thật là tốt cũng thật may mắn ngày xưa lần đầu gặp nàng trong linh lộ quyết định cứu nàng thật đúng đắn phu mục trần ngửa mặt lên trời thở nhẹ một cái bàn tay nắm chặt lại trong bắc thương giới này đối thủ của hắn quả không ít thạch kinh thiên thạch hạo dương hoàng ở linh lộ ta có đủ năng lực để khiến các ngươi e ngại thì ở đây ta cũng có thể đừng nghĩ rằng ta thiếu đi linh lộ quán đính mà coi thường ta nếu không các ngươi sẽ trả giá rất đắt chương 146 ủng hộ kênh qua linhhalazy com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong núi rừng mênh mông, linh thú giống gào lao ra, đuổi theo đám người nhanh nhẹn như muốn xé xác bọn họ. Mau, mau, dẫn bọn nó tới chỗ mục ca. Không ngờ bọn linh thú này tham ăn thế. Phía trước đám linh thú đông đúc, những tiếng thở hồng hộc và những tiếng la vang lên, bọn họ đều đang hướng về một vùng đồi gần đó nhanh chân chạy trốn. Bên kia đang có rất nhiều người đứng thẳng, phía trên đồi, một cái linh trận to lớn đang chậm chậm chuyển động, thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm rú và tiếng voi hú vang ra, dao động kinh người lan tỏa. Mục Trần nhìn vào đám linh thú bị dẫn dụ đến, có không dưới 40 con, đều là thực lực linh thú cao cấp. Bất quá thực lực cỡ này với hắn hiện tại thì chẳng có gì là uy hiếp. Tấn công. Mục Trần khẽ quát một tiếng, vung tay lên, linh trận chuyển động, một tia quang mang ám kim phun ra, hóa thành hình kim long kim tượng quét tới. Đùng đùng, kim long kim tượng lướt qua, liên tiếp những con linh thú khổng lồ bị bắn ngược lại, xương cốt máu thịt tan nát, sinh cơ gián đoạn tê liệt ngã xuống. Thế nhưng số lượng linh thú không ít, vẫn có khá nhiều linh thú nhanh nhẹn tránh thoát, rồi gào giống phẫn nộ tấn công đám thành viên Diệp Bang. Diệp Kinh Linh vừa định ra tay, thì Lạc Ly bên cạnh vừa nắm lấy chuôi hắc trường kiếm, kiếm khẽ động, bóng kiếm như xuyên phá không gian. Xoẹt xoẹt. Vài con linh thú vừa lao tới cách họ còn vài trăm thước, thanh hình to lớn khựng lại, máu tươi tung tóe, tách ra thành hai nữa, chỗ bị chém ra thịt bị cắt ngọt, nhãn như đá mài. Mấy thành viên Diệp Bang rung động sợ hãi, ánh nhìn về Lạc Ly bớt đi một ít ham muốn, thêm nhiều sự kinh hãi. Căn bản bọn họ chẳng thấy được chuyện gì xảy ra, đám linh thú đã bị chém ra làm hai và lại còn trong khoảng cách xa như thế. Nếu đổi đám linh thú này là bọn họ, thì chắc chắn cái chết sẽ còn thê thảm hơn. Đi thu hồi đám tinh phách đó lại, những ai ấn ký chưa đủ cấp 4 được ưu tiên đi trước, mục trần hóa giải linh trận trên không lớn tiếng nói với đám người diệp bang bọn họ vội vàng đáp lời rồi hưng phấn xông lên đám linh thú kia thực lực cũng khá nếu tự bọn họ đi liệp sát một con thôi mệt mỏi cũng không ít nhưng có những cường giả như mục trần và lạc ly mọi chuyện lại trở nên đơn giản diệp khinh linh nhìn đám thành viên diệp bang hưng phấn cũng tỏ ra vui vẻ mỉm cười cảm ơn hai người nếu không phải được họ hỗ trợ hẳn nhiên nàng khó mà đảm bảo tất cả mọi thành viên Diệp Băng đều tăng cấp ấn ký lên 4 được, lúc đó sẽ có người buồn bã rời đi, vậy thì không khí sẽ rất khó chịu. Mục Trần lắc đầu, nói, bọn họ có thể vào tới đây thì cũng có khả năng và thiên phú, nếu được vào Bắc Thương Linh Viện ít nhiều cũng sẽ có thành tựu, nếu lại bị đào thải ở khảo nghiệm này thì thật rất đáng tiếc. Chúng ta hiện tại đã tiếp cận nội vi Bắc Thương Giới, sẽ nhanh chóng đến nơi hội tụ. Lạc Ly nhẹ giọng nói, nơi hội tụ. Mục Trần nhíu mày, ở nơi đó hắn sẽ thấy những nhân vật lợi hại nhất bắc thương giới này, thật đáng chờ mong. Chuẩn bị đi thôi. Mục Trần nhìn qua phía Diệp Kinh Linh. Ừm nửa ngày tiếp theo, Mục Trần dẫn bọn họ đi với tốc độ cao nhất. Hiện tại đã đến gần khu đất trung tâm Bắc Thương Giới, do đó cũng khoảng 7.080% số lượng người ở Bắc Thương Giới đều đã đến gần khu vực hội tụ. Nhân khí đông đúc vô cùng, nếu có thể đứng ở trên một ngọn cây hay ngọn núi nào đó gần đây, phóng mắt cả trăm dặm cũng chỉ thấy toàn người là người. Một đường tiến thẳng, Mục Trần cũng gặp không biết bao nhiêu thế lực to nhỏ, mọi người đều mang sắc mặt phấn khởi hành tàu, nhanh chóng tiến về mục tiêu cuối cùng của khảo nghiệm Bắc Thương Giới. Nơi đó chính là cổng lớn chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Những người có thể đến được đây đều là những người có bản lĩnh không nhỏ, ấn ký của họ hầu hết đều cao hơn cấp 4, tuy không phải hạn trói mắt vô cùng nhưng cũng thừa đủ để họ có thể thành công tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Mà đám người kia khi nhìn thấy thế lực diệp bang do Mục Trần dẫn đầu thì cũng không khỏi kinh ngạc bọn họ nhân số cũng không đông lắm, và lại phần lớn thực lực cũng không mạnh. Thật kỳ lạ, thế lực yếu nhược như thế cũng có thể thuận lợi đi tới đây. Mà phần lớn đám người cũng vừa đủ có ấn ký cấp 4. Với những ánh mắt hiếu kỳ, Mục Trần cũng không mất quan tâm, dẫn mọi người xuyên qua rừng núi, đến khi hoàng hôn dần buông xuống mới giảm tốc độ đi chậm lại. Mọi người đều mang theo cảm xúc rung động nhìn về phía trước. Một cao nguyên trống trải rộng lớn, nhưng lúc này đang chứa biển người đông nghìn nghịt nhìn xa tít tắp đến tận chân trời cũng có vô số bóng người nhảy lên nhảy xuống tiếp tục di chuyển. Vô số những dao động linh lực hùng hậu lan tỏa ra. Đông như rừng, nhiều như cát bờ biển. Đây mới chân chính là quần hùng hội tụ. Các lộ thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trong đại thiên thế giới, xuyên qua bắc thương giới, hội tụ tại khu vực trung tâm này. Chỉ có những kẻ đủ sức tỏa sáng giữa biển người nơi đây mới chân chính là ngôi sao. Người đông thật. Vương Thịnh than thở, bọn họ thấy rõ, ở cái khu vực này thực lực linh luân cảnh hậu kỳ có thể nói là cua tay bốc được cả nắm. Thậm chí cả cường giả thần phách cảnh cũng lúc nhúc khắp nơi. Chúng ta vào đó nào? Mục Trần nghiêng đầu nhìn vào biển người, nhanh chóng cùng với hai nữ lạc ly và với Diệp Kinh Linh dẫn Diệp băng tiến vào. Nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước thì phía trước có mười mấy người súng xít bu lại, ánh mắt bất hảo quét lên quét xuống nhìn đám người Mục Trần, hầu hết đều nhìn chằm chằm vào lạc ly, nhân số diệp băng không đông, đa số lại thực lực quá kém, linh luân cảnh sơ kỳ đầy rẫy đã vậy lại có cô nương hấp dẫn như lạc ly thì dĩ nhiên khó tránh khỏi mấy kẻ mưu đồ bắt nạt. Ha ha, sao mà mỹ nữ thế này lại chui vào cái thế lực nhỏ bé yếu ớt vậy? Hay là qua mặc băng chúng ta đi, có chúng ta bảo vệ, tuyệt đối chẳng ai dám động tay vào người đẹp. Đám người này thực lực khá tốt, hai người đi đầu thực lực cũng là thần phách cảnh trung kỳ, bọn hắn đang cười tủm tỉm nhìn mục trần, chung quanh nghe thấy náo động cũng nhìn qua bên này nhưng khi thấy được cô nương lạc ly bên cạnh mục trần phần lớn đều tỏ ra cổ quái thương cảm nhìn mấy tên không biết trời cao đất dày đứng cản đường trước mặt kia ánh mắt cũng có một chút hả hê xem kịch vui mục trần hơi nhíu mày lạc ly bên cạnh bình thản nắm lấy chuôi hắc trường kiếm bung ngay khi nàng định ra tay tên hống hách kia đột nhiên bay lên rồi ngã gục xuống đất lăn vài vòng nhất thời hắn nổi giận đỏ mặt gào lên ai bất quá tiếng gào vừa chui ra khỏi miệng thì hai mắt nhìn thấy bóng người u ám bên kia liền rụt cổ lại lý nhí thủ lĩnh bóng người gầy gầy kia thì chẳng đếm xỉa gì hắn, mà quay sang Lạc Ly ôm quyền tạ lỗi, thật có lỗi, thù hạ của ta miệng ăn mắm ăn muối không biết chuyện, mong Lạc Vương không để bụng. Tên hống hách kia vừa nghe thấy mấy lời liền toát mồ hôi. Dù hắn không phải là người tham gia linh lộ, nhưng rõ ràng chữ vương trong Lạc Vương đủ thể hiện nàng ta là loại khủng bố nào. Đó chính là những vĩ nhân đỉnh cấp của linh lộ, ngay cả thủ lĩnh thần phách cảnh hậu kỳ của hắn cũng chưa có tư cách nhận được đánh giá đó. Nam tử gầy gầy nọ cũng vừa nhìn qua Mục Trần bên cạnh nàng, khi thấy rõ khuôn mặt tuấn tú kia hắn ngẩn ra rồi tròn mắt kinh hãi người biết ta biểu hiện đó không thể thoát khỏi sự quan sát tinh tế của mục trần hắn kinh ngạc hỏi lại ha ha huyết họa giả mục trần ta sao lại không biết tên kia tỏ ra lúng túng gượng cười hồi huyết họa năm xưa ở linh lộ ta suýt nữa cũng bị dính vào hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày huyết tinh ngập trời đó mà người trước mặt đây chính là kẻ gây ra thảm họa đó ồ việc đó thật ra ta cũng xin lỗi vậy mục trần cười cười tên nam tử nọ toát mồ hôi chán chẳng dám trả lời mục trần cái gì trong mắt hắn thiếu niên bề ngoài ôn hòa tốt bụng này so với vị lạc vương bên cạnh còn đáng kinh sợ hơn sau này quản giáo thủ hạ cho tốt tránh hại đến thân mục trần cười nhạt cũng dẫn người đi vào đám đông trước mặt mất hút thủ lĩnh tên kia là ai vậy bất quá thực lực chỉ ngang ngửa ta sao lại có thể nói chuyện với ngươi như thế thấy đám người mục trần đã đi mất tên hống hách vừa nãy liền cất tiếng trộm hỏi con mẹ nhà ngươi. Nhìn qua hắn, nam tử gầy gầy không đánh thì cũng tung một đá đạp hắn văng đi. Sát tinh kia mà ngươi cũng dám chọc vào, ngươi con mẹ nó chán sống, lão tử còn muốn sống lâu thêm vài ngày đó. Sự xôn xao phía sau đó cũng không ảnh hưởng gì tới mục trần, hắn dẫn đám người tiếp tục đi tới phía trước. Ở đây cũng không phải chen trúc lộn xộn, mà có những thế lực cường đại, thực lực hơn xa khu vực ngoài kia, họ chiếm cứ đất đai địa thế, khiến người ngoài không dễ đặt chân vào, bọn họ xem như là một trong những thế lực nhất lưu của Bắc Thương giới này. So với họ, đoàn người của Mục Trần có vẻ khá kỳ lạ, thu hút chú ý không ít người. Ngoại trừ một số ít người nghi hoặc ra mặt, thì phần lớn đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn về cô nàng Lạc Ly bên cạnh hắn. Người kia, quả nhiên đã xuất hiện. Một góc hướng Tây Bắc, nơi quần hùng hội tụ, có hai người ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Đột nhiên cả hai bật dậy, khí thức hùng hồn phóng ra, khiến cho vô số người giật mình nhìn lại. Mục Trần, cả hai phát ra dao động kinh người, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, tiếng nói căm hờn vang vọng không trung. Không ngờ ngươi cũng dám xuất hiện. Chương 147 ủng hộ kênh qua linhhalazy com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Địa vực trung tâm rộng lớn, các thế lực phân chia lãnh địa rõ ràng, cơ cấu từ những thành viên mạnh mẽ, thậm chí một cường giả thần phách cảnh đủ sức đứng đầu một bang vào đến khu vực này cũng phải khiêm tốn không ít, trở nên vô cùng bình thường bởi vì bọn họ đều biết, ở chỗ quần hùng tập hợp, thực lực thần phách cảnh bình thường không đủ tư cách lên tiếng. Ở chỗ đó, tập trung hấp dẫn người ta nhất có 7 khu vực, những chỗ đó là các thế lực có đội ngũ phô trương nhất, trung tâm đội ngũ luôn có những dao động linh lực rất kinh người. Góc đông bắc, mấy trăm người vây quanh, phía trước là hai người một cao to hùng vĩ, một người gò. Nhìn kỹ lại, hai người này chính là hai kẻ ngày trước đi cùng Lạc Ly hợp sức đánh chết Kim Cang độc nhãn viên, mà hai người cũng thuộc hàng nhân vật đỉnh cấp linh lộ, cũng là những vương trong đó. Nghiêm Vương Nghiêm Khiếu, Chu Vương Chu Linh, hai người này giữa nơi cường giả tụ họp vẫn sáng chói như thường. Họ cũng đã phát hiện ra Mục Trần và Lạc Ly, ánh mắt phức tạp nhìn về Mục Trần. Trong linh lộ kia cũng từng gặp mặt một lần, cũng đã giao đấu một lần, nhưng chỉ là luận bàn đơn thuần, không ra tay sát thủ, coi như cũng có phần giao tình với nhau. Còn có ba vị trí khác, mỗi vị trí cũng có hai luồng linh lực kinh người, hẳn nhiên cũng là những vương của linh lộ chui ra góc tây bắc, quần hùng quay chung quanh hai người vừa đứng dậy, bốn con mắt tập trung vào mục trần. Hai người đó chính là Thạch Gia Song Vương mà Lạc Ly đề cập đến với hắn tối hôm trước, hai đối thủ cũ trong linh lộ, Thạch Kinh Thiên và Thạch Hạo. Trong khu vực này ngoài tám vương của linh lộ, còn một vài đầu lĩnh thế lực khác thực lực cũng không kém bao nhiêu. Họ không phải là những quái tài được tham gia linh lộ, nhưng cũng là trọng tâm bồi dưỡng của các đại thế lực trong đại thiên thế giới, những người có được kỳ ngộ, cũng đều là những nhân vật sáng giá. Ở đây, chân chính quần hùng hội tụ, huynh đệ thạch gia quát như sấm, vang vọng trong vùng, tiếng huyên náo khiến vô số người đều tập trung chú ý phóng đến xem. Không phải thạch gia song vương kia ư. Hai người được đánh giá vương trong linh nột hiện giờ cũng đã bước một chân vào dung thiên cảnh. Họ liên thủ thì cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng chiến được một trận. Bọn họ vừa rồi hét cái tên mục trần. Chẳng lẽ là huyết họa giả mục trần sao? Ngoài sát tinh kia thì còn ai? Hôm trước ta còn nghe hắn đi lên vùng phía bắc chiếm được hai tinh phách linh thú thiên giai bất quá ta nghe nói hiện tại thực lực của hắn chỉ là thần phách cảnh trung kỳ xem ra giữa đường linh lộ bị đuổi đi khiến hắn cũng có mất mát lớn nếu không cũng là vương đấy thạch ra song vương kia trước kia là đối thủ của hắn ở linh lộ bây giờ chạm trán e rằng khó mà từ bỏ bất quá ngươi nhìn bên cạnh mục trần xem có lạc vương đi theo nhân vật kia lợi hại lắm đấy sắp có kịch hay rồi nhân số đông đúc đủ loại nhân vật đều xuất hiện ở đây, không ít kẻ lợi hại cũng chui ra từ linh lộ, họ lướt qua là đủ biết được những nhân vật hàng đầu kia, ồn ào huyên náo bàn tán khắp nơi. Mục Trần cũng nhìn về hai bóng người quen thuộc nọ, huynh đệ Thạch gia cũng khó khôi ngô, Thạch Kinh Thiên đầu láng, ánh mắt trừng trừng, Thạch Hạo lại tóc dài, khuôn mặt hờ hững, nhưng cặp mắt cả hai nhìn Mục Trần đều lạnh lẽo như nhau. Còn tưởng là ai, thì ra là hai tên thủ hạ bại tướng. Mục Trần cười lớn, hai người vừa thấy mặt đã không khách khí, hắn cũng chẳng ngại mà không nể mặt. Hừ, bây giờ ngươi có tư cách nói như thế sao? Thạch Kinh Thiên cười khẩy, hắn nhìn Mục Trần, châm chọc, thanh thế ở linh lộ kinh người, huyết họa giả sao hiện tại chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ. Chút thực lực ấy, ngươi còn không có tư cách đứng ở khu vực này, ta thấy ngươi biết điều lăn đi thì hơn. Đông đảo cường giả đều thấy rõ không khí thù địch rõ ràng, nhưng không ai góp lời, chỉ thờ ơ hững hờ. Đúng là thực lực hiện tại cỡ như Mục Trần ở đây chỉ vung tay là ra cả đám, nhưng không ai ở đây là đứa ngốc tự nhiên không ai dám đánh giá thấp hắn huống hồ còn có lạc ly đi bên cạnh cô nàng là người khiến tất cả ở đây phải kiêng rẻ nếu thấy chúng ta không có tư cách hai huynh đệ các người cứ thử tiến tới đuổi chúng ta đi thử xem đôi mắt lưu ly lạnh lùng của lạc ly nhìn huynh đệ thạch gia thanh âm lành lạnh lạc ly người nghĩ huynh đệ ta sợ ngươi sao thạch kinh thiên hàm hè quát khẽ vậy à, thế thì để ta lĩnh giáo thạch hoàng quyết của thạch gia xong vương một chút bàn tay xinh xắn của lạc ly nắm lấy chuôi hát trường kiếm ầm um, cùng với hành động đó là một cỗ linh lực như lốc xoáy tuôn trào dao động linh lực cuồng dã khiến đám người biến sắc nàng nàng ta đã đạt tới dung thiên cảnh thật là khủng khiếp uy áp linh lực kinh khủng vô số người kinh hãi xôn xao ngay cả những nhân vật hàng đầu ở đây cũng nheo mắt nhíu mày tỏ ra kiêng kỵ huynh đệ thạch ra bất giác rụt đầu thạch kinh thiên nhanh trí đảo mắt nhìn qua mục trần cười nhạo, mục trần, nói gì thì trong linh lộ cũng coi như là nhân vật hàng đầu. Dù nhìn ngươi khó ưa, bất quá thời điểm ngươi đứng trước mặt bảo vệ nữ nhân chúng ta cũng bội phục, sao bây giờ lại núp váy đàn bà? Thạch kinh thiên, mấy cái loại kích tướng ngây thơ này hay là dẹp đi? Mục trần nheo mắt, thản nhiên cười nói. Ngươi đừng có mà đắc ý, dù cho lạc ly ra tay thì sao? Hai ta liên thủ cũng chưa chắc e ngại nàng, ngươi nghĩ với cái đám lông côm này của ngươi có thể chống đỡ thạch bang chúng ta sao? Thạch kinh thiên đe dọa ngươi cứ thử xem mục trần mỉm cười đáp lời ý cường lăng lệ có lẽ thành viên diệp băng thực lực còn xa lắm mới bằng thạch bang nhưng chúng dám ra tay mục trần cũng không ngại khiến lính lác của bọn chúng cũng phải trả giá thảm trọng thạch kinh thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn mục trần rồi hai đám người đối diện nhau khí thế sắc bén không khí dương cung bạt kiếm hà hà có chuyện gì từ từ nói gây chiến mà làm gì giữ hòa khí đi ngay lúc đó, một tiếng cười cất lên thu hút vô số ánh mắt, ở góc đông bắc, thiếu niên gầy gầy nọ cười tủm tỉm nhìn hai phe đối đầu, chính là Chu Vương Chu Linh. "Chu Linh, các ngươi cũng muốn nhúng tay sao?" Thạch Hạo nhìn thấy Chu Linh cũng nhíu mày gần giọng. "Chu Linh chỉ cười, hiện giờ tám phần nhân số ở Bắc Thương giới này đã tề tựu, mục đích chúng ta giống nhau, tìm kiếm Bắc Thương Điện. Nhưng sao các ngươi không nhìn lại xem, có thấy tung tích Bắc Thương Điện không chứ?" "Ngươi muốn nói cái gì?" Thạch Hạo nhíu mày hỏi. Theo ta biết, Bắc Thương Điện đúng là ở đây, nhưng hiện tại chưa xuất hiện chỉ vì một nguyên nhân, đó là điều kiện chưa thỏa mãn." Chu Linh cười nói. "Điều kiện gì?" Cách đó không xa, có một gã áo đỏ vang tiếng hỏi, linh lực của hắn cũng dao động cường hãn. Hắn tên Viêm Lăng, cũng là nhân vật hàng đầu linh lộ, Viêm Vương. "Theo ta đoán, hẳn là phải có ấn ký cấp 9. Đáng tiếc dường như chúng ta chẳng ai đạt tới." Chu Linh nói xong, tỏ vẻ không mấy hài lòng nhìn Lạc Ly, vốn nàng ta có khả năng đạt được chuyện đó, nhưng lại vì mục Trần mà buông tay. Ấn ký cấp 9. Mọi người nghe thấy cũng cau mày. Đám người ở đây cũng có vài kẻ đạt ấn ký cấp 8, nhưng cấp 9 đúng là không ai có. Thành ra theo ý ta, mọi người nên cùng gom lại tăng cấp ra một cái ấn ký cấp 9 trước đi, khiến cho Bắc Thương Điện xuất hiện rồi tính sau." Chu Linh cười tủm tỉm, "Gom lại thạch kinh thiên cười khẩy ta thấy không bằng tìm ai đó thực lực yếu ớt bắt hắn thành thật mà giao ra ấn ký thì hiệu suất rõ ràng nhanh hơn nhiều hắn phóng mắt nhìn về mục trần cái loại đâm trọt này không cần ai nói mọi người cũng rõ xem ra ngươi nhất quyết phải kiếm chuyện với ta mục trần cười nụ cười lạnh lẽo chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ hiện tại ngươi không có tư cách đứng cùng chúng ta chỗ này thôi thạch kinh thiên lạnh giọng trả lời mục trần thở dài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn bẻ tay rốp rốp tiến lên, khẽ cười, khi dễ tới nhà mà còn nhẫn nhịn thì không phải tác phong của ta. Nếu đã thế ngươi lăn ra đây, trong linh lộ có thể đánh ngươi chạy như chó, thì ở đây cũng chỉ có kết quả đó thôi. Nếu thua thì ngươi đem ấn ký giao ra cho ta. Thạch Kinh Thiên nghe thấy Mục Trần công khai khiêu chiến trước đám đông, liến nhếch miệng cười. Hắn châm chọc Mục Trần nãy giờ không phải vì mục đích này sao? Muốn ấn ký của ta cũng được, bất quá ngươi thua thì không chỉ ngươi lăn đi, mà còn phải giao ấn ký của Lạc Ly cho ta, cái ấn ký của người ta chẳng coi ra gì. Thạch Kinh Thiên tỏ vẻ khinh thường. Mục Trần nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, cô nàng Lạc Ly phía sau đã đáp giọng chắc nịch, được. Chương 148 ủng hộ kênh qua linh linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ồ, một tiếng trả lời sảng khoái khiến đám đông cường giả xôn xao, không thể ngờ Lạc Ly dứt khoát như thế. Nếu chính bản thân nàng ra tay thì dễ hiểu, nhưng Mục Trần thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, không tính là quá mạnh mà đối thủ của hắn, Thạch Kinh Thiên đã bước một chân vào cảnh giới dung thiên cảnh, nàng tin Mục Trần sẽ không thất bại ư? Gần đó, Chu Linh quan sát diễn biến cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng có một thời gian hợp tác với Lạc Ly, cũng có chút hiểu biết với tính tình của nàng. Người con gái thơ ơ với mọi chuyện ngoại trừ tu luyện kia lại trở nên như thế chỉ vì một người. Mục Trần, ngươi thật là tên may mắn, bất quá đừng có để nàng thất vọng. Chu Linh nhìn Mục Trần bên kia cũng thì thào lẩm bẩm ha ha, xem ra Lạc Vương rất tin cậy ngươi. Thạch Kinh Thiên thì cười lớn, hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mục Trần. Bắt đầu được chưa? Mục Trần mỉm cười, tên kia thật không ngờ vẫn khó ưa như xưa. Ngươi tới đây. Thạch Kinh Thiên mắt lóe hào quang, hắn cũng tiến tới, linh lực bùng nổ, luồng trùng kích chấn nát đá vụn xung quanh. Bại trong linh lộ, bây giờ ta cho ngươi nếm thử. Thạch Kinh Thiên hung ác không do dự dậm mạnh xuống đất, đại địa rung chuyển, khom người nện một quyền lên đất. Quỳnh luồng linh lực dũng mãnh chui vào đất, ngay vị trí Mục Trần đứng bất chợt sụp đổ, linh lực hung ác sắc bén như trường thương phá đất bắn ra công kích vào hạ bàn Mục Trần. Hắn liền lắc mình hóa thành vô số tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên. Vù, song chỉ vung ra, kim quang lóe sáng, xuyên thủng hư không, tư thái tàn nhẫn trực tiếp đâm tới cổ họng Thạch Kinh Thiên. Bản lĩnh chừng đó mà muốn tổn thương ta. Thạch Kinh Thiên nhếch miệng cười, bàn tay chắn ngang cổ họng, một luồng linh lực xám trắng từ cánh tay tuôn ra rồi bọc lấy, khiến cánh tay hắn như hóa thành đá cứng, vô cùng rắn chắc. Keng, kim quang điểm vào lòng bàn tay Thạch Kinh Thiên, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tung tóe. Bàn tay Thạch Kinh Thiên run lên, chặn đứng công kích của Mục Trần. Cút! Thạch Kinh Thiên tung quyền, linh lực xám trắng như sóng lớn vỗ tới, mang theo tiếng xé gió oanh kích Mục Trần. Bang! Mục Trần vung tay lên, thân hình bắn lui, mũi chân giữ vững thân hình ở không trung, hào quang trong tay lóe ra, quang mang xuất hiện liền tiến vào không khí, linh lực giao động kinh người từ trên cao xuất hiện một linh trận kim quang hiện ra linh trận tốc độ bày trận thật nhanh đám người bên dưới suýt xoa tốc độ của mục trần quá nhanh hắn khống chế tốt thế sao hai mắt mục trần lạnh băng chỉ ấn biến đổi trong kim trận kia một kim luân đầy răng cưa bắn ra cắt nát không khí lao thẳng tới đối thủ linh trận không ngờ ngươi còn có bản lĩnh thế như cái linh trận rách nát này đem ra không phải tự chuốc lấy nhục sao thạch kinh thiên cười khẩy coi thường gân xanh như rắn uốn lượn, tràn ngập cánh tay. Thạch Mãng xuyên sơn kính, hắn không hề muốn né tránh, cánh tay như đá tung ra một quyền, miệng khẽ gầm lên, linh lực xám trắng cuồng bạo như hóa thành cự mãng rít lên hung hăng nện vào Kim Luân. Bang! Khí lãng khuếch tán, Kim Luân dĩ nhiên bị một quyền đó đánh nát, thực lực Thạch Kinh Thiên quả nhiên bất phàm. Ha ha, Mục Trần, quả nhiên một khi trở về đại thiên thế giới, ngươi hoàn toàn mất đi uy phong trong linh lộ ngày nào, bây giờ cũng chỉ có năng lực còm cõi này, một quyền đánh tan kim luân, thạch kinh thiên càng tỏ ra coi thường, cười nói chào phúng. Bất quá, hắn có thể được đánh giá cấp vương trong linh lộ, tố chất cũng không phải người thường, thân hình bắn tới liền tiếp cận mục trần. Đối mặt linh trận sư, cận chiến với họ là phương pháp tối ưu, giao chiến lần này liên quan đến ấn ký, không nên vì sơ ý nhất thời mà tạo ra sai lầm. Một quyền đánh nát ngươi. Thạch kinh thiên cười gằn, cánh tay càng lúc càng tỏ ra nặng nề và rắn chắc. Thạch long phá một quyền đánh tới, linh lực hùng hậu phun ra, vang lên một tiếng gầm của long thú, linh lực xám trắng hóa thành cự long dương nanh múa vuốt, chấn vỡ không khí, hung hăng công kích mục trần. Đùng đùng, không khí bị quyền phong đánh nát, cong lại, uốn khúc trước đầu quyền thạch long. Quyền phong kinh người, quang mang trong mắt mục trần lóe ra, năm ngón tay nắm chặt, ba đạo hắc ấn thoáng hiện, hắn cũng tung quyền ngạnh tiếp. Ba đạo hắc ấn dung nhập thành một đoàn hắc ám, nổ mạnh ngay chỗ thạch long, linh lực như sóng lớp lớp tuôn ra, đùng đùng. Thạch Long bị cuồng lãng oanh kích cũng dung chuyển không thôi, nhưng Thạch Kinh Thiên vẫn cất tiếng cười nhạo, lại tung ra một quyền khác chấn vỡ toàn bộ ba đạo hắc ấn. Mấy lần giao phong, hiển nhiên Thạch Kinh Thiên luôn chiếm thượng phong. Một quyền nổ nát kia ba đạo hắc ấn, Thạch Kinh Thiên cười nhạo đột nhiên lại thấy ánh mắt lạnh lùng hãi người của Mục Trần mà bất giác giật mình. Lúc này, hắn mới thấy quyền phong trên tay Mục Trần chưa hoàn toàn phóng ra, vẫn dập dờn dao động bá đạo ngoài nắm tay hắn. Oanh! Đột ngột bùng nổ, ngay lúc đó, một đạo hắc ấn to chừng nửa trượng hiện ra, còn có hắc ấn thứ tư. Thạch Kinh Thiên biến sắc, hắn thấy rõ đạo hắc ấn kỳ lạ này càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí còn cuồng hơn ba đạo trước cộng lại. Đùng, Mục Trần sắc mặt hờ hững, hắn không nói lời vô nghĩa, ngay khi hắc ấn thứ tư thành hình liền tung quyền. Quyền ra khí nổ, không khí bị ép lại nổ tan nát, quyền phong lần nữa tấn công Thạch Long, hắc quang càn quét, chấn Thạch Long thành bụi phấn, dư thế không giảm, ngang nhiên đánh mạnh tới Thạch Kinh Thiên. Mục Trần bẽ gãy công kích của đối phương khiến bên dưới cũng kinh ngạc không ít. Thiết Thạch Bích, Thạch Kinh Thiên hét to, song trưởng giao nhau trước người, linh lực xám trắng vận chuyển, hóa thành bức tường cứng rắn trải qua dung nham tôi luyện, không thể lay động. Ánh mắt Mục Trần vẫn không chút dao động, đạo hắc ấn thứ tư với khí thế cực kỳ hung hãn đánh mạnh vào song trưởng đối phương. Uỳnh, một vòng khí lãng lan tỏa, tiếng vang nặng nề khiến người ta thót tim. Cút, Mục Trần cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh băng, hắc ám đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên bùng nổ. Bùm. Khí lãng càn quét, thân hình Thạch Kinh Thiên chật vật bắn ra, chân rơi xuống đất khó khăn chống đỡ nhưng vẫn bị đánh xa cả trăm mét mới giữ được thăng bằng. Oa. À. Khán giả kinh ngạc thất thanh, không ai ngờ cục diện xoay chuyển cấp tốc như thế. Trong linh lộ ta từng nói, làm người mà đắc ý vinh váo thì phải trả giá, xem ra người vẫn chưa học được bài học đó, Mục Trần chậm rãi thả lỏng nắm tay, thản nhiên dạy dỗ Thạch Kinh Thiên, "Ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi liền nghĩ rằng đủ tư cách đánh bại ta sao?" Thạch Kinh Thiên chừng chừng nhìn Mục Trần, tràn ngập phẫn nộ, thanh âm lành lạnh lạnh tràn ngập lệ khí. "Đắc ý vênh váo, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là đắc ý vênh váo." Thạch Kinh Thiên giậm mạnh bàn chân xuống đất, dao động cường hãn khoách tán, linh lực ngưng tụ thành một con cự mãng xám trắng sau lưng. Cự mãng toàn thân vảy cứng như đá, trên đầu là một cái sừng xoắn ốc, đồng tử lạnh lùng vô tình, dường như từ sâu trong lòng đất chui ra. Cự mãng xuất hiện, khí tức thạch kinh thiên lại tăng vọt. Trình độ đã tiến sát đến dung thiên cảnh. Địa bảng vạn thú lục thứ 74, linh thú thiên giai sơ cấp, đại địa linh thạch mãng a. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cự mãng sám trắng, bất chợt dao động nóng cháy khác thường từ cơ thể Mục Trần bừng lên. Chương 149 ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc viêm từ đôi mắt Mục Trần tỏa ra, khiến đôi mắt hắn có vẻ quỷ dị linh lực hắc ám lượn lờ trên người dường như cũng có thêm hắc viêm. Mục Trần chân đạp không chung, song trưởng chậm rãi nắm chặt, dao động kỳ lạ khiến kẻ khác kinh hãi từ cơ thể hắn toát ra, linh lực cuồn cuộn hội tụ sau lưng hắn lại không bình thường như thạch kinh thiên huyễn hóa ra hình ảnh linh thú bị luyện hóa. Bởi vì hắn vốn không luyện hóa tinh phách linh thú, mà kết nối huyết mạch hắn đã thực hiện còn cao cấp hơn luyện hóa tinh phách, khiến hắn có được nhiều năng lực của cửu u tước một cách mượt mà tự nhiên. Lại còn vì kết nối huyết mạch khiến cho cửu u tước trong người có linh trí đầy đủ, hơn hẳn linh thú bị xóa thần trí của thạch kinh thiên vô số người trợn mắt nhìn chăm chăm mục trần vì họ cảm thấy rõ linh lực của hắn mạnh hơn rất nhiều linh lực của mục trần sao mạnh như thế so với mấy cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở đây còn mạnh hơn vì linh thú mà hắn luyện hóa tinh phách ư diệp khinh linh kinh ngạc lạc ly chăm chú quan sát mục trần đôi mắt khẽ kinh ngạc người khác khó phát hiện thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được linh lực lượn lờ bên ngoài cơ thể mục trần bá đạo ra sao hơn nữa còn có ẩn chứa dao động khiến tim người ta đập thình thịch hắn có lẽ có một linh thú rất lợi hại nhưng không phải băng huyền linh dao và địa tâm viêm long tích lạc ly thì thào chợt mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nàng biết mặc dù mất đi cơ duyên trong linh lộ nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi kịp thực lực của nàng đôi khi nàng tin hắn còn hơn hắn tin chính mình trong linh lộ kia một năm bọn họ nhiều lần lâm vào hiểm cảnh nhưng cuối cùng hắn đều thong dong tươi cười dẫn nàng thoát ra lạc ly không chú ý nhiều việc bên ngoài dần dần sinh ra thói quen kiêu ngạo dầu vậy đến khi chạm trán mục trần thì vô phương kiêu ngạo nửa năm nàng đuổi giết hắn nàng biết có nhiều cơ hội hắn có thể giết chết nàng nhưng hắn vẫn buông tay không giết khi đó lạc ly cảm thấy hắn không biết tận dụng cơ hội thì thật ngu xuẩn để cuối cùng nàng lật ngược tình thế kề trường kiếm vào cổ hắn thì đến phiên nàng không thể giết hắn được tên kia như một con nhện khổng lồ răng ra một cái lưới cực lớn còn mình như con chim non bị lọt vào lưới đến khi nàng tỉnh lại thì biết rằng cái lưới nhện kia đã quấn chặt lấy mình khiến nàng càng dãy càng dính chặt không thể thoát khỏi hắn mục trần hắn thật sự rất lợi hại đôi mắt lưu ly sáng rực của lạc ly vẫn không rời khỏi hắn mỉm cười dịu dàng khó trách dám ló đầu ra không ngờ cũng còn giấu vài thủ đoạn thạch kinh thiên đã nhận ra mục trần đột ngột thực lực tăng cường và dao động kỳ lạ kia nhớ lúc trước phải ăn khổ hắn càng cảnh giác hơn với mục trần hiện tại hắn thúc giục đại địa linh thạch mãng thực lực đã trở thành dung thiên cảnh mà mục trần dù có mạnh hơn cũng mới chỉ thần phách cảnh hậu kỳ tranh lệch cũng rất lớn để ta xem là ai đắc y vinh váo Thạch Kinh Thiên nắm chặt tay, một tiếng rít hung dữ phun ra, dao động linh lực kỳ ảo lan ra từ dưới chân. Đất đá như dung chuyển nhẹ nhẹ, chân dẫm xuống đất, thân hình bắn ra, hai tay khép lại, linh khí xám trắng càn quét ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lơ lửng trong không trung. Dao động linh lực đầy trọng lực, không ít người cảm thấy được mỗi tảng đá xung quanh Thạch Kinh Thiên đều có uy lực đủ để trọng thương một cường giả thần phách cảnh. Hiển nhiên, thúc dục tinh phách lực, chiến lực của hắn đã tăng vọt không ít. Thạch Hoàng quyết, vẫn Thạch Thiên lạc hai mắt Thạch Kinh Thiên khóa chặt mục tiêu Mục Trần, ấn pháp biến đổi, những tảng đá trên không trung lần lượt vang lên những tiếng vù vù rồi lao xuống phủ bóng Mục Trần, hầu như chặn hết mọi con đường lui. Mục Trần nhìn lên những quả thiên thạch cũng hít sâu một hơi, đại phù đồ quyết cấp tốc vận chuyển, sâu trong cơ thể, vô số đốm đen bất thình lình lóe ra. Linh lực hắc ám bên ngoài cơ thể Mục Trần chuyển động, hình thành một hư ảnh hắc tháp, còn có hắc viêm lượn lờ trên đó. Ngay khi hắc tháp thành hình, vô số thiên thạch ảo ảo công kích, oanh tạc dữ dội lên hắc tháp, đùng đùng đại địa dung chuyển nơi nơi nhìn vào chỗ thiên thạch oanh tạc chấn động trời đất bên đó bụi mù tràn ngập che khuất tầm nhìn bọn họ vẫn nhận thấy rõ uy lực oanh kích khủng bố công kích dữ dội như thế e rằng mấy tên thần phách cảnh hậu kỳ ở đây chỉ nháy mắt sẽ ra bã diệp khinh linh lo lắng nhìn vào chỗ bụi mù mờ mịt nghiến răng nắm chặt tay duẫn nhi thì che mắt không dám nhìn chỉ có lạc ly vẫn bình tĩnh thế công của thạch kinh thiên đúng là lợi hại nhưng muốn hại chết mục trần thì chừng đó vẫn chưa đủ đòn công kích đã kết thúc, bụi bặm dần dần tan đi, mọi ánh mắt đều hội tụ về một điểm, rồi vô số tiếng kinh thán vang lên. Bên chỗ đất đá sụp đổ, một bóng người vẫn yên tĩnh lơ lửng trên không, hắc tháp quanh người không chút sứt mẻ, thế công kinh thiên không thương tổn được hắn chút nào. Không thể tin được. Trên cao, thạch kinh thiên hoảng sợ thất thanh. Phốc. Ngay lúc đó, mục trần như ma quỷ xuất hiện trước mặt, quyền phong gào thét, linh lực hắc ám bọc lấy bàn tay, tung ra công kích theo một quỹ đạo kỳ lạ thạch kinh thiên vội vàng thúc giục linh lực song trưởng như đá cứng mạnh mẽ cản lại công pháp hắn tu luyện là thạch hoàng quyết có thể khiến bản thân có lực phòng ngự cường đại hắn chẳng sợ đánh tay không với đối thủ đùng 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 mục trần chẳng hề quan tâm nắm tay có linh lực hắc ám bao phủ đều đều tấn công lên hai tay thạch kinh thiên mà càng lúc sắc mặt tên kia càng khó coi vì mỗi lần quyền kình của mục trần công kích tới liền có nhiệt khí cực nóng quỷ dị quấn lấy cánh tay hắn, rồi từ đó tiến vào kinh mạch mang đến đau nhức vô cùng. Linh lực của hắn thật quái đản. Thạch Kinh Thiên chấn kinh, lúc này mới quan sát kỹ hơn, mỗi khi Mục Trần công kích thì bên trong linh lực hắc ám có một tia hắc viêm thật nhỏ, không thể ngạnh đấu với hắn. Thạch Kinh Thiên vội vàng rút lui, hắc viêm kia quá mức bá đạo, nếu để nó xâm nhập cơ thể quá nhiều, e rằng kinh mạch tổn thương, hắn sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Không thể kéo dài nữa, Thạch Kinh Thiên càng lúc càng bất an, thủ đoạn quỷ dị hết lần này đến lần khác của Mục Trần khiến hắn vô cùng căng thẳng. Một chiêu giải quyết hắn? Thạch Kinh Thiên hai mắt lóe hung quang, cắn răng run rẩy, linh lực xám trắng càng lúc càng tối đi, cánh tay, bàn tay, ngón tay như được điêu khắc từ đá cứng. Một cỗ dao động khiến kẻ khác tim đập thình thịch, quang mang xám trắng bộc phát trong tay hắn. Thạch Kinh Thiên mãnh hét to, một chưởng đánh ra. Thạch phá kinh thiên thủ. Hào quang xám trắng rời tay lao ra nháy mắt hóa thành một bàn tay đá to hơn 10 trượng có hoa văn phủ kín, cứng rắn vô cùng. Hắc ám trong tay Mục Trần cũng mạnh mẽ tuôn ra, sắc mặt hờ hững, lật tay cũng đánh ra một trưởng, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rung, không trung như tối đi một chút. Kim Cang phù đồ thủ. Hắc ám hóa thành trưởng ấn đen ngòm, mang theo hoa văn hình tháp, khí thế trấn áp vạn vật tỏa ra. Ầm. Um, hai cự trưởng xé rách không khí, như hai viên thiên thạch xuyên qua bầu trời công kích lẫn nhau, một tiếng nổ rền vang lên, khí lãng bùng nổ tạo thành phong áp dữ dội. Chấn áp. Mục Trần ánh mắt lãnh liệt, trưởng ấn đột ngột nắm lại, che giấu kim tháp văn. Thạch Kinh Thiên hoảng sợ nhìn thấy thạch trưởng văng tung tóe, linh lực trong đó bị đánh vỡ nát. Ta không tin. Hắn hoảng sợ thất thanh. View. Mục Trần không hề quan tâm trả lời, hắn động tâm thần, quyền ấn cũng xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên liền đổi thành trưởng vỗ lên người hắn. Thạch Kinh Thiên vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ toàn thân. Uỳnh! Trưởng ấn không lưu tình, một tiếng vang nặng nề xuất hiện, Thạch Kinh Thiên bị đánh từ trên không rơi thẳng xuống lòng đất. Đất đá sụp đổ, những khe nứt như mạng nhện lan tràn. Thạch Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét, ánh mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng được công kích do Mục Trần thi triển lại đáng sợ như thế, ngay cả hắn vượt hạn tiếp cận thực lực dung thiên cảnh cũng tiếp không nổi. View hai mắt lóe sáng, vội vã muốn lui gấp, nhưng một cái bóng đầy hắc viêm xuất hiện trước mặt, song chỉ của Mục Trần bập bùng hắc viêm, như lưỡi hái tử thần chặn ngay cổ. Thân thể hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích, toát mồ hôi. Ta nói rồi, Mục Trần hờ hững nhìn Thạch Kinh Thiên, đắc ý vênh váo, sẽ trả giá lớn. Bây giờ trả giá của ngươi đi, nếu không ta không ngại đá ngươi ra ngoài. Chương 150 ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé địa vực trung tâm những tiếng ồn ào bàn tán đã im ắng hơn những cặp mắt rung động nhìn vào một hố đất có hai người trong đó giao chiến đã phân ra thắng bại rõ ràng kết cục bất ngờ ngoài dự kiến của nhiều người thạch kinh thiên đang chiếm thượng phong lại bất chợt bại trận nhanh chóng không ít người kinh ngạc nhìn qua bóng lưng mục trần có những người từ linh lộ chui ra lại thở dài cái tên kia có thể cưỡi ngựa xem hoa thong thả hững hờ trong linh lộ quả nhiên không vì thiếu đi cơ duyên quán đính mà trở nên yếu ớt lúc này bọn họ càng cảm nhận rõ sự ưu việt của tâm tính những kẻ từ trong linh lộ chui ra kia không phải đại biểu cho trí tuệ hơn người đại thiên thế giới này có vô số quái kiệt linh lộ chỉ là một cơ duyên tôi luyện nhưng không thể khiến bọn hắn siêu việt đám người cùng lứa tuổi muốn như thế bọn họ vẫn phải luôn luôn cảnh giác chỉ thoáng lơ là sẽ bị người bên ngoài vượt mặt chu linh bên kia cũng chép miệng bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ lại đánh bại được cường giả một bước tiến vào dung thiên cảnh mục trần thật là lợi hại mục trần thạch hạo nhìn thấy biến cố sắc mặt biến hóa kịch liệt hét lớn thân hình mạnh mẽ lạo ra định cứu thạch kinh thiên khỏi tay mục trần bất quá hắn vừa hành động một bóng người xinh đẹp cũng xuất hiện trước mặt hắn hắc trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng thạch hạo cả kinh vội vàng dừng gấp rồi liên tục lui sau ngẩng lên nhìn lại thì thấy lạc ly nắm chắc trường kiếm trong tay ánh mắt bình tĩnh cất tiếng nếu ngươi muốn nhúng tay ta cũng sẽ ra tay Thạch hạo biến sắc, lạc ly chân chính có thực lực dung thiên cảnh, bản thân hắn một mình không có khả năng đối phó, đành cắn răng đứng yên. Mục trần cũng chưa hề ngó tới thạch hạo, hắn vẫn âm tình bất định nhìn thạch kinh thiên, cười nhạt, chẳng nói thêm lời vô nghĩa, chỉ phong như điện đâm thẳng tới ấn ký trên mỹ tâm tên kia. Khoan! Nhìn thấy mục trần xuống tay không nhân nhượng, thạch kinh thiên hốt hoảng la lên, hào quang tử kim trên mỹ tâm bắn ra, ấn ký lập tức mở nhạt bàn tay mục trần nắm lấy hào quang tử kim kỳ dị kia, cất tiếng nói với thạch kinh thiên, cảm tạ. Thạch kinh thiên sắc mặt xanh mét chậm rãi né ra, rồi lui gấp, nghiến răng gằn giọng, mục trần, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hoan nghênh. Mục trần cười lớn, quét mắt nhìn xung quanh, ở đây ai có ý kiến gì không? Mọi người yên lặng, vài kẻ muốn khiêu khích lúc trước cũng nhìn chỗ khác không dám đối diện mục trần. Ngay cả cường giả như thạch kinh thiên còn bị đánh bại, bọn họ xông lên chỉ tự rước lấy nhục những nhân vật hàng đầu khác cũng không trả lời mục trần có thực lực như thế đủ để họ e ngại lúc này mà đắc tội không chỉ khó đối phó với mục trần mà còn phải lo lắng lạc ly đi cùng hắn hành động này khá là thiểu năng ha ha không hổ là huyết họa giả mục trần linh lộ chưa có dịp diện kiến nhưng cũng nghe không ít tin đồn hiện giờ đã gặp quả nhiên danh bất hư truyền viêm vương viêm lăng cười nói với mục trần tiếng cười sang sảng của hắn phá vỡ im lặng, mọi người cũng nhẹ nhàng cất tiếng bàn tán, hẳn nhiên cũng chỉ bàn luận về diễn biến, chẳng ai dám buông lời khó dễ. Mục Trần quay sang tên kia ôm quyền, rồi búng tay bắn đạo hào quang tử kim bay về Lạc Ly, nói, nàng hấp thu nó đi, có lẽ sẽ đạt tới ấn ký cấp 9 mọi người thấy hắn trực tiếp đưa ấn ký cấp 8 cho Lạc Ly cũng sửng sốt, dù sao ấn ký cấp độ đó cũng rất khó thăng cấp, ít nhất cũng phải liệp sát ba con linh thú thiên giai mới mong đạt tới, mà những người có ấn ký cấp 8 đang đứng ở đây cũng không nhiều hơn hai bàn tay. Lạc Ly vươn tay đón lấy hào quang tử kim, khẽ mỉm cười, rồi thu lấy ấn ký vào mi tâm. Vô số người quan sát diễn biến, nhất thời nín thời, ở đây đã là trung tâm bắc thương giới, có lẽ chỉ cần có người đạt được ấn ký cấp 9 thì có thể lôi cái bắc thương điện kia ra khi tia tử kim chui vào mi tâm lạc ly ấn ký tử kim của nàng cũng bộc phát hào quang mãnh liệt một chùm sáng tử kim bắn ra lao thẳng lên bầu trời ầm ầm ngay lúc đó linh lực thiên địa dao động cùng bạo mơ hồ có những tiếng chấn động lớn từ không trung vang xuống tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn lên trời cao nơi đó hào quang tử kim lóng lánh mơ hồ hình thành một tòa cung điện to lớn bóng cung điện che khuất mặt trời cung điện chậm rãi hạ xuống mọi người vội vàng lui gấp, e ngại cự điện rơi xuống ép họ thành thịt xay. Cung điện tử kim nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm khu vực, đất đá ầm ầm rung chuyển. Đây là Bắc Thương Điện à? Vô số người háo hức nhìn về tử kim điện, đây chính là cổng lớn của Bắc Thương Linh Viện, qua được chỗ này, họ có thể chân chính được xem là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. ầm ầm ầm. Cánh cổng to lớn như được đúc bằng vàng của tử kim điện chậm rãi mở ra, kim quang tràn ngập, sáng chói kinh người. Bắc thương điện đã mở, phàm là đệ tử có ấn ký đạt tới cấp 4 trở lên thì mời vào. Một tiếng nói già nua từ trong cung điện truyền ra. Vù vù vù. Một câu nói phá vỡ sự yên tĩnh, vô số bóng người thỏa điều kiện mang theo phấn khích phóng tới như đàn châu chấu nhảy nhót, hướng về đại điện. Mục Trần nhìn thấy khung cảnh ảo ạt khủng bố kia cũng cười, nghiêng đầu nhìn Diệp Kinh Linh, chúng ta cũng vào thôi. Diệp Kinh Linh gật đầu, thành viên Diệp Bang cũng vô cùng kích động, thông qua khảo nghiệm khó khăn cuối cùng đã có thể tiến tới đây. Đi. Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly, hai người dẫn đầu phóng tới, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở cổng lớn cao trăm trượng, xuyên qua mọi người đi vào. Lúc họ vượt qua cổng lớn, lại cảm giác như ấn ký ở mi tâm hơi lóe ra, giống như có gì đó đang xem xét phân tích trong nó. Hẳn nhiên đó chính là sự đánh giá mức độ khảo nghiệm, những ai không đạt tới ấn ký cấp 4 sẽ bị loại khỏi Bắc Thương Linh viện. Mục Trần tiến vào trong Tử Kim điện, hào quang lóe lên, đến khi tinh thần hồi phục lại, hắn đã thấy mình ở bên trong đại điện rộng lớn mênh mông đưa mắt nhìn qua không thấy điểm cuối lúc này đại điện đang có vô số người hiện diện khiến cho không gian chống trải kia nhanh chóng tràn ngập đây là đâu mọi người mờ mịt quan sát chung quanh đây là bên trong bắc thương điện sao tiếp theo làm thế nào đi vào bắc thương linh viện hà hà mấy tiểu tử kia hoan nghênh các ngươi thông qua khảo nghiệm của bắc thương linh viện ngay khi đám đông còn đang mờ mịt giữa không trung đại điện có hào quang ngưng tụ một bóng người già nua chậm rãi hiện ra người đó cũng không phải ai xa lạ chính là người đã xuất hiện ở đài tiếp nhận của mục trần chẳng qua trước mặt không phải là quang ảnh hư ảo mà chân chính là bản thể người thật mục trần nhìn chằm chằm vào lão nhân tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng từ thân thể lão nhân kia hắn cảm nhận một áp lực khá mãnh liệt hẳn nhiên áp lực này hơn ra thực lực dung thiên cảnh bình thường không hổ là bắc thương linh viện chỉ là một sư phụ tiếp tân cũng đã có thực lực khủng bố như thế mục trần âm thầm chép miệng Lão phu là người tiếp đón tân sinh Bắc Thương giới, cũng sẽ là người dẫn các ngươi vào Bắc Thương Linh viện chân chính. Giữa không trung, lão nhân tóc trắng nhìn xuống biển người đông nghẹt bên dưới, nhưng gương mặt thiếu niên ngây ngô đang rất mong chờ tiến vào Bắc Thương Linh viện. Các ngươi có thể đến được nơi này, chứng minh các ngươi đã thành công, tiếp theo các ngươi sẽ được nhận phần thưởng. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, vung tay lên, ấn ký trên mi tâm mọi người chợt chói lóa, hóa thành hào quang bắn ra rơi vào lòng bàn tay của họ. Hào quang tan đi, một cái thủy tinh bài xuất hiện trong tay kia của mỗi người trên đó có những con số bất đồng đây là cái gì đám đông mịt mờ nghi hoặc khẽ hỏi đây là linh trị bài con số trên đó là linh trị các ngươi đừng coi thường cái vật nhỏ đó nó chính là cuộc sống của các ngươi ở bắc thương linh viện các ngươi có thể dùng nó đổi lấy bất kỳ thứ gì các ngươi muốn linh quyết linh khí trận đồ thậm chí tinh phách linh thú thiên giai và cả sự chỉ điểm của đệ nhất đạo sư ồ đại điện xôn xao huyên náo Hầu hết đều háo hức nhìn vào thủy tinh bài trong tay, tim đập thình thịch. Vật nhỏ này hữu dụng thế sao? Mục Trần nghe vậy cũng kinh ngạc, nhìn xuống con số trên linh trị bài trong tay, 1.500. 1.500 điểm linh trị. Xem ra ấn ký càng cao thì thu hoạch linh trị càng nhiều. Mục Trần nghĩ, rồi hắn nhìn về linh trị bài trong tay lạc ly, một con số trói mắt rực rỡ. 5.000 điểm. Mục Trần khóe miệng giật giật, không ngờ nhiều hơn hắn đến như thế chương 151 ủng hộ kênh qua linh linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 5.000 linh trị. Mục Trần bị con số trên tay lạc ly khiến cho chấn kinh suýt té, rồi nhìn lại Diệp khinh Linh bên cạnh. Nàng ta dù cũng đã có ấn ký cấp 7, nhưng chỉ có hơn 800 linh trị. Mặc lĩnh, vương thịnh càng thấp hơn, chỉ có khoảng chừng trên dưới 100. Đám thành viên Diệp Bang nhìn thấy con số trên linh trị bài của Lạc Ly thì trợn mắt sợ hãi than thở, có lẽ là con số cao nhất chỗ này mất rồi nàng thật thoát biến thành tiểu phú bà mục trần trêu chọc. lạc ly cao có chừng mắt nhìn hắn lão tiên sinh linh chị này làm sao tăng lên a trong đại điện có người lớn tiếng hỏi lão nhân tóc trắng cười trả lời linh chị muốn kiếm cũng không khó trong bắc thương linh viện các ngươi có thể nhận các loại nhiệm vụ hoặc đi liệp sát linh thú nộp tinh phách để đổi lấy có vài tên lén giao dịch với các đệ tử khác nói chung những chuyện đó các ngươi cứ vào đến bắc thương linh viện khắc biết Mục Trần khẽ gật đầu, muốn tăng lên linh trị cũng không khó lắm. Khi nào chúng ta có thể tiến vào Bắc Thương Linh Viện a? Có người gấp gáp hỏi, bọn họ đã rất háo hức muốn nhìn thấy Bắc Thương Linh Viện. Vốn dựa vào điều kiện bình thường thì các ngươi đã đủ tư cách. Lão nhân tóc trắng cười nhạt, nói, nhưng vẫn còn một trạng cuối cùng, cư ải này cũng không phải dành cho mọi người, mà chỉ dành cho những ai có ấn ký cấp 7 trở lên. Hừ, những người có ấn ký cấp 7 trở lên trong đại điện đều giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn về lão nhân tóc trắng, còn có cái gì nhằm vào họ. Thực ra cái này cũng không phải là khảo nghiệm bắt buộc, các ngươi có quyền từ bỏ, không mất gì cả, nhưng nếu ai có thể thông qua được, thì sẽ đạt thêm 5.000 linh trị mà thôi. Lão nhân tóc trắng cười sang sảng. 5.000 linh trị. Đám người ấn ký dưới cấp 7 tỏ ra hâm mộ không ngớt. Không biết là khảo nghiệm gì. Một gã có được ấn ký cấp 7 nóng mắt hỏi. Một hồi khiêu chiến mà thôi, chẳng qua đối thủ của các ngươi chính là học trưởng trong linh viện. Lão nhân tóc trắng mỉm cười. Học trưởng. Khóe mắt giật giật, mọi người đã cảm thấy bất ổn. Lão nhân tóc trắng vung tay lên, hơn 10 cột sáng hiện ra, ánh sáng tan đi để lại 10 bóng người xuất hiện từ hư không. Cả 10 người đều có vóc dáng thanh niên, vừa hiện thân liền đưa mắt khinh khỉnh nhìn về đám thiếu niên ngây ngô trong đại điện. Úi ra, người còn nhiều thế, xem ra bắc thương linh viện chúng ta năm nay sẽ náo nhiệt thêm nhiều đó nha. Một gã thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm nhìn xuống phía dưới, đợi hơn nửa ngày mới gọi chúng ta qua đây, hiệu suất làm việc của bạch lão không được rồi. Một tên thanh niên ốm o nhìn qua lão nhân tóc trắng cười nói. Bắc thương giới này mới vừa triệu hoán ra bắc thương điện, tốc độ có hơi chậm, thua kém ba tòa bắc thương giới kia một chút. Một thanh niên khôi ngô khác với giọng nói u u cất tiếng. Nghe nói ba tòa bắc thương giới kia có mấy tên lợi hại đều qua cửa cuối cùng hết rồi, nhưng mà bên này chúng ta có an tỷ tọa chấn, có lẽ không bị đột phá đâu nhỉ có một người cười nói nhìn về cột sáng chính giữa một cô gái trang phục đỏ trói mà lạnh lùng bộ dạng hung dữ dung mạo tuyệt sắc khiến kẻ khác chỉ không dám nhìn lâu câm hết đi cô gái nọ đảo mắt qua đám học trưởng khẽ quát đám người kia lập tức ngậm miệng không dám náo nhiệt nữa trong đại điện vô số người nhìn vào đám thanh niên sau lưng lão nhân tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng bọn họ cảm nhận rõ những người kia bộc phát linh lực cường đại thực lực có lẽ đã sắp xỉ dung thiên cảnh mà cô gái trang phục đỏ chính giữa có vẻ càng đáng sợ mục trần cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của bọn họ thần sắc càng thêm nghiêm túc vì hắn nhận thấy cô gái chính giữa kia chân chính là cường giả dung thiên cảnh trình độ ngang một tầng với liễu kinh sơn an nhiên người nói khiêu chiến tiếp theo đi lão nhân tóc trắng vẫy tay gọi cô gái kia vâng cô gái gọi là an nhiên khẽ gật đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn sang mọi người đôi môi hé mở thản nhiên cất tiếng các tân sinh ta đại diện các học trưởng khóa trên của bắc thương linh viện hoan nghênh Bất quá các ngươi có gia cảnh thế lực như thế nào, gia nhập Bắc Thương Linh viện tốt nhất phải thành thật an phận. Trong này thực lực vi tôn, không bản lĩnh mà chỉ dựa vào thế lực sau lưng cũng không ai giúp được ngươi khiêu chiến cuối cùng này, phàm là những ai có ấn ký cấp 7 đều có tư cách khiêu chiến chúng ta, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể bỏ cuộc. Phần thưởng khiêu chiến, Bạch lão cũng đã nói rõ. Những người bên cạnh ta cũng không tính là xuất sắc trong Bắc Thương Linh viện, tạm thời tài năng chỉ xếp vào 50 hạng đầu thần phách bảng của linh viện, nhưng với các ngươi thì cũng là phiền toái không nhỏ thần phách bảng là cái gì? Có người bất giác tò mò. Là bảng xếp hạng thấp nhất của Bắc Thương Linh Viện. An Nhiên cười lạnh. Không ít người cứng lưỡi, nửa bước tiến vào dung thiên cảnh, vậy mà chỉ được xếp hạng ở bảng thấp nhất Bắc Thương Linh Viện. Này An Tỷ, xin ngươi để cho chúng ta có chút mặt mũi với đám tân sinh đi chớ. Thần phách bảng đâu có kém cỏi đến vậy, 10 hạng đầu cũng rất lợi hại mà. Đám thanh niên sau lưng đỏ mặt, nhịn không được cũng than thở. Một đám lại ngu xuẩn thần phách bảng không dám thăng cấp, lợi hại lắm sao? an nhiên lãnh lùng quét mắt nhìn qua đám người liền rụt cổ cúi đầu không dám ý kiến các ngươi hẳn đã biết khảo nghiệm của bắc thương giới tổng cộng có bốn địa điểm mà chỗ các ngươi triệu hoán bắc thương điện chậm nhất có lẽ cũng cho thấy các ngươi kém cỏi nhất an nhiên lại nhìn xuống đám thiếu niên ở dưới ai nói vậy chúng ta đã sớm có thể xuất hiện ấn ký cấp 9, chẳng qua có tình huống ngoài ý muốn mà thôi chu linh bất bình cất tiếng xem ra hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lạc ly vội vàng đi cứu mục trần nếu không bọn họ có lẽ là kẻ sớm nhất mở cửa bắc thương điện tân sinh không cần phải giải thích với ta ta chỉ cần biết kết quả nếu muốn chứng minh không phải là kẻ yếu nhất thì dùng thực lực thay cái miệng đi an nhiên cười khẩy chu linh bĩu môi không tranh chấp với nàng ta thực lực nữ nhân này mạnh hơn hắn không ít ba tòa bắc thương giới kia đều vượt qua cửa khiêu chiến cuối cùng mà bọn họ còn có những vĩ nhân đạt thành tích tốt nhất là đánh bại cả người cuối cùng mạnh nhất trong đám lão sinh trong đại điện không ít người biến sắc, nếu xét theo thực lực của cô gái trang phục đỏ này, nghĩa là ba tòa Bắc Thương giới kia người mạnh nhất cũng có thực lực dung thiên cảnh, vậy mà cũng bị đánh bại. Họ là những ai? Viêm Vương Viêm Lăng hỏi, hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên muốn biết rõ ai lại có thể ưu tú hơn hắn. An Nhiên nhìn qua cộc lốc đáp lời hắn, Băng Thanh, Mộc Khuê và Dương Hoàng. Ba cái tên vừa nói ra, đại điện lại một phen xôn xao nhất là đám người xuất thân từ linh lộ, ngoại trừ cái tên thứ nhất, thì hai người còn lại đều là cường giả hàng đầu, dù đều được đánh giá cấp vương, nhưng hai người đó đều xếp hạng cao cấp. Dương Hoàng, Mục Trần nheo mắt, tên kia đi cũng nhanh thật. Được rồi, cũng nên đến phiên các ngươi. An Nhiên hờ hững nói, muốn cho ta thấy các ngươi không phải kém nhất, vậy thì dở bản lĩnh ra, Nam Nhi chỉ biết nói mồm thì càng khiến ta ghét thêm. Mọi người nghe nàng nói bất giác cũng tức khí, nghiến răng, nhất là mấy nam tử đang muốn kéo nàng xuống đất hung hăng vỗ cái mông nảy nở tròn lẳng khiêu khích của nàng, thật là khoái cảm. Bất quá ý tưởng này bọn hắn cũng chỉ dám để trong lòng, chẳng dám thể hiện ra, An Nhiên có thể được xếp là lão sinh mạnh nhất dự ải, thì đám tân sinh bên này cũng nên khiêm tốn một chút. Bây giờ tất cả những ai đủ tư cách khiêu chiến đều có thể chọn từ bỏ, nếu ai từ bỏ thì lui ra sau một trượng. Trong đại điện, mọi người xôn xao nhìn về đám người đủ tư cách, bất chợt vài tên có ấn ký cấp 7 khổ não cười xấu hổ lui lại. Mấy tên lão sinh kia đều bước một chân vào dung thiên cảnh, thực lực như thế họ sao có thể thắng đây? Xem ra ta cũng phải rút lui thôi." Diệp Khinh Linh bất đắc dĩ mỉm cười, nàng chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, khiêu chiến này hiển nhiên không có khả năng thử. "Mục Trần, Lạc Ly, hai người cố lên, đánh bại cô ta, cho cô ta thấy sự lợi hại của tân sinh chúng ta." Diệp Khinh Linh cười nói, có vẻ khiêu chiến cấp độ như an nhiên đây, có lẽ chỉ có Lạc Ly, còn Mục Trần thì hơi kém lại một chút trong đại điện nhanh chóng có những khoảng trống, rất nhiều người lui lại phía sau, cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người đứng lại. Chọn đối thủ đi, rút thăm mà quyết định. Khi rút được thăm rồi các ngươi vẫn có quyền từ bỏ. An Nhiên nắm chặt tay lại, 10 đạo hào quang bay ra. Mọi người nhìn thấy cũng đưa tay ra, hút lấy hào quang. Khi đạo hào quang đó vừa chạm đến tay họ, thì lại cấp tốc bay ngược về phía đám lão sinh. Mục Trần cũng bắt được một đạo hào quang, nắm tay lại, hào quang vỡ nát, hóa thành chùm sáng đỏ bắn ngược ra, Mục Trần nhìn theo luồng hồng quang, rồi hai mắt sửng sốt. Mà không chỉ hắn, hầu như toàn bộ tân sinh ở đây cũng ngạc nhiên chẳng kém. Bởi vì hào quang trong tay hắn bắn tới rồi bao phủ nét mặt cười nhạt lạnh băng của An Nhiên. Chương 152 ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồng quang một đầu bao phủ mục trần, đầu kia phủ lấy An Nhiên lạnh lùng, cảnh tượng khiến mọi người đều yên tĩnh, vô số người ánh mắt cổ quái. Mục trần lại bóc nhằm người lợi hại nhất. Hả? huynh đệ thạch ra cất tiếng cười đều hà hê khi thấy mục trần gặp họa chu linh cũng nhíu mày vận khí của mục trần cũng đen quá chứ lại bốc thăm chúng cô nàng khó giải quyết nhất xem đám tân sinh ở đây e rằng chỉ có lạc ly mới đủ sức giao chiến với an nhiên dù trước đó mục trần đả bại thạch kinh thiên khiến hắn khá kinh ngạc nhưng an nhiên này lại cường đại hơn thạch kinh thiên không ít thần phách cảnh trung kỳ bên kia mười mấy lão sinh ngạc nhiên nhìn mục trần cười nói thật là thú vị sao lại có tân sinh yếu ớt như thế mà hắn cũng thật là không may nhỉ đột nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý mục trần cũng bất đắc dĩ cười cười thật là không hay ho lạc ly nhìn qua mục trần ánh mắt cũng hiện ra một tia lo lắng nàng cũng nhận thấy rõ học tỷ an nhiên kia khó giải quyết ra sao an nhiên vẫn nhìn chằm chằm mục trần mặt không đổi sắc chợt cất tiếng ngươi bỏ cuộc đi đừng có lãng phí thời gian hoặc là ngươi có thể hỏi cô gái bên cạnh ấy nhờ nàng đổi với ngươi nếu nàng bằng lòng ta sẽ cho phép nàng thay ngươi đám người các ngươi chỉ có nàng mới đủ sức giao chiến với ta. Lạc Ly nghe An Nhiên nói, mày liễu nhíu lại, nhưng rồi bất chợt nhìn qua Mục Trần, tỏ vẻ do dự, nàng biết tên kia bình thường ôn hòa ấm áp, nhưng cái thói kiêu ngạo thì chỉ hơn chứ chẳng kém ai. Tha rằng bản thân trọng thương hắn vẫn quyết giữ sỉ diện, chẳng khác nào một thằng con nít cả. Mục Trần cũng thấy ánh mắt lưỡng lự mà lo lắng của Lạc Ly, hắn chỉ mỉm cười, bàn tay nắm lấy hồng quang, nếu Dương Hoàng không được, thì ta cũng không cố chấp để nàng đánh thay ta, dù sao thì bớt một chuyện cũng tốt hơn. Lạc Ly khẽ gật, nàng hiểu được ý của hắn. Nếu không có Dương Hoàng, hắn sẽ lui bước. Bất quá Dương Hoàng lại ở Bắc Thương giới khác giành được thành tích tốt nhất. Sự kiêu hãnh đánh bại Dương Hoàng trong linh lộ không cho phép hắn ở đây lại tỏ ra kém cỏi tên kia. Cố lên. Lạc Ly nhẹ nhàng cổ vũ. Mục Trần gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn sang An Nhiên lạnh lùng bên kia, trả lời, không cần đổi, cứ để ta lên, thỉnh học tỷ chỉ giáo. An Nhiên nhíu mày, cười cợt mục trần, chỉ vì xì diện mà dám khiêu chiến một người biết rõ không thể đối địch, hành vi của ngươi thật ngu xuẩn đến nực cười. Ngay cả tâm tính ẩn nhẫn cũng không có, thật tân sinh ở đây khiến cho người ta thất vọng. Đám tân sinh bị lời nói khiêu khích cay độc của nàng chọc giận đến tím mặt, nhưng cũng chỉ biết cắn răng, không dám đáp lại tiếng nào. Mục Trần cười khẩy, nhìn thẳng vào An Nhiên, nói, An học tỷ, đừng chê ta nói thẳng, khi ta học ẩn nhẫn, học tỷ vẫn còn đang mòn mỏi kiếm chồng học chuyện yêu đương ấy. Im lặng đột ngột, ngay cả đám lão sinh bên kia cũng cứng họng, tròn mắt há mồm nhìn sang thiếu niên nọ. Tên tiểu tử thật quá lợi hại, dám khiêu khích An Nhiên như vậy. Lão nhân tóc trắng gọi là Bạch lão cũng cười tủm tỉm, chẳng hề lên tiếng ngăn cản. Ngươi nói cái gì? An Nhiên nheo mắt nhìn Mục Trần, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên đang áp chế lửa giận, nàng lắc mình, liền xuất hiện trước mặt Mục Trần, Linh lực dao động kinh người thổi tới bao phủ mục trần, học tỷ. Còn người ta có mồm thì có quyền nói, ngươi có thể khinh thường cười nhạo tân sinh, thì bọn ta cũng có quyền phản kích chứ. Lạc Ly tiến lên một bước, mạnh mẽ đối kháng với uy áp linh lực từ trong người An Nhiên đang dũng mãnh trào ra, nhẹ giọng bình phẩm. An Nhiên lạnh lùng nhìn mục trần, nói: mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, bất quá cái miệng hại cái thân, ta hy vọng thực lực của ngươi cũng bén nhọn như miệng lưỡi, bằng không thì hôm nay ngươi chắc không bò dậy nổi đâu đa tạ học tỷ nhắc nhở mục trần cười khẩy khiêu khích đối phương hống hách hắn cũng chẳng thèm khách khí bạch lão chuẩn bị đi an nhiên lạnh lùng cất tiếng giữa không trung bạch lão cười gật đầu nói mọi người sẵn sàng hết chưa không ai phản đối lão vung tay lên hào quang hạ xuống bao phủ lấy đám tân sinh và lão sinh lại hào quang phủ lấy an nhiên nàng không hề rời mắt khỏi mục trần bất chợt nhắm mắt nàng đang tính toán xem sẽ giáo huấn tên nhóc kia chú đáo ra sao tân sinh mục trần chỉ có chút thực lực lại dám kiêu ngạo, còn tưởng đây là cái linh viện rách nát trước kia của hắn sao. View. Hào quang tan mất, thân ảnh mấy người tân sinh đột ngột biến mất trong điện. Ngay lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, giữa không trung xuất hiện ra những quầng sáng lớn, trong đó xuất hiện những bóng người, nhìn kỹ lại chính là mấy người vừa biến mất. Thì ra mọi người sẽ trực tiếp được quan sát giao tranh tiếp theo. Những ánh mắt hiếu kỳ tìm kiếm những người tham chiến, cuối cùng tìm thấy vòng chiến của Mục Trần và An Nhiên. Hiển nhiên bọn họ rất muốn nhìn xem Mục Trần sẽ chiến đấu thế nào với vị học tỷ thực lực cực mạnh kia. Hắn sẽ bị ngược đãi tẩm quất trong một trận, hay vẫn như trước xoay chuyển cục diện lấy yếu thắng mạnh đánh bại Thạch Kinh Thiên. Ánh mắt bọn họ đều rất chờ mong. Khi Mục Trần định thần nhìn lại được, thì hắn thấy mình ở trong một đại điện mênh mông trống trải, không hề nhỏ hơn đại điện trước đó, đã vậy còn trống trơn thoáng đãng, chẳng hề thấy ai khác. Tân sinh, sẵn sàng trả giá cho cái mồm lẻo mép chưa? giọng nói lạnh băng mang theo ý tứ bất hảo từ đằng trước truyền lại, Mục Trần nhìn lên, thấy hai mắt An Nhiên đang khóa chặt lấy mình. "Học tỷ, con gái lạnh lùng quá thì con trai không ưng đâu nha." Mục Trần cười nói. "Còn nói nữa, ta vả cho rất răng." An Nhiên trừng mắt, hàn khí phụt ra, tức giận nghiến răng. Lần đầu tiên nàng gặp một kẻ đáng ghét đến độ này. "Nếu học tỷ không thích ta nói chuyện." Mục Trần cười, nháy mắt trở nên lãnh liệt, "Vậy động thủ đi." lời vừa dứt, nháy mắt hắn đã bắn ra, linh ảnh bộ thúc dục cực hạn, hóa thành vô số tàn ảnh, chỉ phong như điện đâm tới cổ họng An Nhiên. An Nhiên cười khẩy, không tránh không né, linh lực trong người như núi lửa phun trào, linh lực trùng kích chấn cho Mục Trần bay ra ngoài. Thần phách cảnh trung kỳ và dung thiên cảnh sơ kỳ có chênh lệch quá sức khổng lồ. Bản lĩnh cỡ này mà học đòi thể hiện. An Nhiên lạnh lùng, đem hết bản lĩnh ra đây, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Kim Cang phù đồ thủ, mục trần cũng không chút khách khí linh lực hắc ám phun ra tung trưởng trưởng ấn hắc ám thành hình trong lòng trưởng ấn có tháp văn ẩn hiện đè xuống an nhiên đối diện địch thủ này công kích bình thường hẳn nhiên không hề có hiệu quả hắn phải dốc toàn lực thế này mới đáng xem chứ an nhiên nhìn trưởng ấn hắc ám mang theo linh lực kinh người áp đỉnh nàng ta lẩm bẩm mũi chân chỉ xuống đất thân hình bắn lên trưởng ấn kia linh lực trong người hình thành một thanh trường thương linh lực với uy thế kinh người phá linh thương An Nhiên lạnh lùng quát, cánh tay rung lên, linh thương bạo bắn hào quang, xuyên phá không gian đâm thẳng vào trường ấn. Bùm! Khí lãng khoách tán, không khí uốn khúc, linh lực hai bên cùng lúc bùng nổ. Uỳnh! Hào quang chói mắt xuyên qua cự trường ấn, trường ấn hắc ám liền nổ mạnh. Kim cang phù đồ thủ của Mục Trần lần đầu tiên bị người ta mạnh mẽ phá hủy. Tranh lệch thực lực hai bên quả là rất lớn, An Nhiên vừa lắc mình, thân hình trở lại không chung, đôi mắt băng lãnh nhìn Mục Trần, vừa muốn cười châm biếm, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, vì bên đó Mục Trần không mảy may sức mẻ, mà không khí quanh hắn lại có hào quang ám kim bộc phát, ngưng tụ lại thành một trận đồ phức tạp. Linh trận An Nhiên tỏ ra kinh dị, cảm nhận rõ dao động cuồng bạo trong linh trận kia đã tiếp cận đến trình độ dung thiên cảnh. Hắn còn là một linh trận sư cấp 2. Khó trách thần phách cảnh trung kỳ lại kiêu ngạo như vậy. An Nhiên lúc này thấy chỗ đáng ngại của Mục Trần, bất quá nàng vẫn cười khẩy, muốn chống đối cường giả dung thiên cảnh, ít nhất phải chờ ngươi tăng cấp trở thành linh trận sư cấp 3 rồi nói sau. Hiện tại vẫn còn khoảng cách không nhỏ đó. Mục Trần phun ra một đoàn khí trắng, con người lăng lệ nhìn An Nhiên, thủ ấn biến đổi, quát lên vang vọng. Long tượng trận, gờ rào. Long ngâm tượng khiếu, một rồng một voi hung hăng sông ra, linh lực ảo ảo áp tới. Đám đông tân sinh, vô số người đều kinh ngạc theo dõi Mục Trần, dù không có ai đứng trong quầng sáng đó, nhưng bọn họ đều cảm nhận rõ linh trận mà Mục Trần bày ra cường hãn thế nào. Bất quá, linh trận tuy rằng lợi hại, chẳng lẽ đủ sức đánh bại cường giả dung thiên cảnh an nhiên sao? Chương 153 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tiếng long ngâm tượng khiếu đinh tai nhức óc vang vọng cự điện chống trải, như khiến cự điện dung chuyển lắc lư, dao động linh lực kinh người ào ào tuôn ra từ linh trận to lớn trong không trung trên đầu Mục Trần. Long tượng trận Mục Trần biến đổi ấn pháp, linh trận kia rung rung, một chùm kim quang trăm trượng đột nhiên bắn ra, hóa thành rồng bay voi chạy, chấn động không gian, thanh thế kinh người hung hăng sấn đến An Nhiên. An Nhiên lăng không mà đứng, đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn một voi một rồng mang thanh thế khó tả công kích qua, bàn tay nàng cũng có linh lực dao động hùng hồn, lật tay tung trưởng, toái không linh trưởng. Khoảng không ngay trước mặt An Nhiên liền vặn vẹo, linh lực hùng hồn ngưng tụ thành quang trưởng, vỗ tới kim long kim tượng. Uỳnh, hai bên va chạm, linh lực bùng nổ. Long tượng chấn áp. Mục Trần quát khẽ, Kim Long Kim Tượng nhanh chóng hóa thành Long Tượng Kim bản áp xuống, ầm một tiếng chấn vỡ quang trưởng, thuận thế quét tới An Nhiên. Lăng Ba chạm, An Nhiên không hề biến sắc, linh lực trên tay hóa quang chạm như sóng cao cuộn trào, cánh tay nàng chém xuống, quang chạm phá nát không gian, bổ vào Long Tượng Kim bản, tiếng kim thiết và chạm vang lên, hào quang xẹt qua, mạnh mẽ chém Long Tượng Kim bản thành hai nửa đám đông tân sinh bên ngoài quần sáng ồn ào huyên náo bàn tán, thực lực an nhiên cũng quá lợi hại, linh quyết công kích lợi hại nhiều như nấm sau mưa, linh trận bất phàm mà mục trần bày bố cũng bị nàng phá giải. Chiếu, một chùm sáng đột ngột xuất hiện, thu hút chú ý của mọi người, nhìn qua thì thấy lạc ly và một gã lão sinh sắc mặt đỏ bừng khó chịu đã chui ra. Học trưởng, đa tạ, đôi mắt lưu ly trong suốt thoáng nhìn qua thanh niên đỏ mặt kia, cung kính nhẹ giọng nói. Thanh niên nghe vậy mà xấu hổ gượng cười, ai biết được cô gái khiến cho người ta nhìn qua mê mẩn kia lại có thực lực khủng bố thế này, dung thiên cảnh. Khó trách ở đây chỉ có nàng ta mới đủ tư cách giao đấu với An Nhiên. Lạc Ly nhanh vậy đã chiến thắng. Đám tân sinh tỉnh táo lại, xôn xao bàn tán, ánh mắt kinh ngạc mà háo hức nhìn cô gái váy đen, nhưng đôi mắt của nàng chỉ một mực tĩnh lặng, không hề để ý đến đám đông, ngẩng đầu nhìn sang quần sáng bên này của Mục Trần, tỏ vẻ lo lắng. Bang! An Nhiên xuất hiện trước người Mục Trần, Ngọc Thụ ẩn chứa linh lực kinh người không hề nương tay vỗ vào ngực Mục Trần, nhưng may thay hắn bắt chéo hai tay cản lại được. Âm thanh chát chúa vang lên, Mục Trần bị đánh bay đi, chân găm xuống đất kéo ra cả trăm thước, thân hình ổn định, mà hai tay lại gần như mất cảm giác. Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, đây là lần thứ hai giao chiến với cường giả dung thiên cảnh chân chính, lần trước dĩ nhiên là Liễu Kinh Sơn, bất quá khi đó mới chỉ có thực lực linh luân cảnh. Tranh lệch không thể hình dung nên đành phải mượn sức cửu u tước mới chống cự được, hơn nữa sau đó cũng hôn mê nửa tháng nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, bằng sức mạnh bản thân đã có thể đánh nhau với cường giả cấp độ này, dù không tránh khỏi liên tiếp rơi xuống xuống phong. Muốn đả bại An Nhiên, bản lĩnh hiện tại vẫn chưa đủ. An Nhiên lại hóa thành quang ảnh bắn tới, tiếng cười vang lên, kình phong hung hãn lại bao phủ lấy Mục Trần. Mục Trần run lên, hóa thành tàn ảnh lui gấp, tránh đi công kích của An Nhiên, bất chợt hắn hít sâu một hơi, tinh thần chìm vào khí hải, đáp lên đóa hoa ma đơ lơ, hắn nhìn thấy ở giữa đóa hoa, cửu u tước tao nhã rang cánh nghỉ ngơi. Hiện giờ cửu u tước đã hấp thu tinh phách băng dao và viêm tích, thực lực đã khôi phục không ít, không chỉ màu đen của cơ thể càng thêm thâm thúy, mà cả hắc viêm trên người cũng nhiều hơn. Đối thủ chỉnh như vậy mà định mượn sức của ta sao? Cửu u tước biếng nhác nói ngay, hơn nữa, ta hấp thu lượng linh lực rất lớn, còn chưa có tiêu hóa hết, không muốn làm gì cả. Ta tới lấy sức mạnh thuộc về ta, Mục Trần nổi cáo, kết nối huyết mạch rồi, một phần sức mạnh cửu u tước cũng là của hắn, hắn có thể dễ dàng sử dụng. Tương tự như vậy một ít năng lực của hắn, cửu u tước cũng có thể dùng, bất quá hiện tại cửu u tước lại tỏ ra chướng mắt với thực lực của hắn. Dĩ nhiên lượng sức mạnh mà hắn có thể tùy ý vận dụng kém hơn hẳn cửu u tước, nhưng hiện tại chừng đó có thể đủ. Tự nhiên đi. Cửu u tước biếng nhác nằm lại trên đóa hoa madoler, chậm rãi nhắm mắt, linh lục hắc ám như hỏa viêm thiêu đốt trong người nó tuôn ra, bay tới thần phách đang xếp bằng trên quang luân linh lực. Hiểu rõ trình độ bản thân nên chịu an phận rồi à? An nhiên cười vang, thế công càng lúc càng cuồng mãnh, khiến cho mục trần liên tiếp bại lui. Với trình độ dung thiên cảnh sơ kỳ, nàng hoàn toàn áp chế mục trần. Chơi đủ rồi, chấm dứt thôi. An nhiên thấy mục trần chẳng hề nói tiếng nào, cảm thấy không còn thú vị. Linh lực trong tay lại càng thêm cường thịnh, tung trưởng đánh tới mục trần, định chấm dứt trận đánh nhàm chán. Bất quá, ngay lúc đó mục trần mở mắt, con người đen lấy có ánh sao xẹt qua, khóe môi nhách lên cười khẩy. An học tỷ, phấn khích sớm quá cũng không phải một thói quen tốt. Mục Trần mỉm cười, quyền phong thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám như thủy chiếu áp tới. Linh lực ẩn chứa hắc viêm bốc cháy, một khí tức bá đạo nóng bỏng được phóng thích. Quỳnh! Mục Trần ngạnh chiến với an nhiên khí lãng tung trời, nền đá của đại điện cũng bị chấn đứt gãy. Cả hai run lên, thân thể đồng loạt bị chấn bay ngược về, đám đông tân sinh kinh hãi rung động hô hoán, Mục Trần lại có thể chính diện đánh lui An Nhiên. Không phải mới trước đó hắn còn bị toàn diện áp chế sao? Tiểu tử này khá thú vị. Hầu như phần lớn các vòng chiến đã kết thúc, đám lão sinh lại xuất hiện, bọn họ nhìn về quần sáng kia cũng kinh ngạc không kém, không thể đoán ra được Mục Trần lại có thể quần đấu với An Nhiên dữ dội đến vậy. Trong vòng chiến, An Nhiên ổn định thân người, gương mặt lạnh lùng cũng hiện rõ sự kinh hãi, Mục Trần mạnh mẽ đối chiến trực diện thoát khỏi hạ phong. Tại sao lại có thể như vậy? An Nhiên nhìn ra trước, mục trần bên kia được vây trong linh lực hắc ám, bên ngoài còn thấy rõ những luồng hắc viêm quỷ dị trôi nổi, dao động khá nguy hiểm. Linh lực của hắn sao đột ngột tăng lên nhiều như thế? An Nhiên trong lòng chấn kinh. Nếu nói trước đó chiến lực của mục trần có thể có thể so với thần phách cảnh hậu kỳ, thì bây giờ hắn đã chạm tới cánh cửa dung thiên cảnh, dù rằng vẫn còn chênh lệch so với nàng, nhưng đã có đủ lực kháng cự. An học tỷ, chúng ta thử lại nhé. Mục Trần nhìn An Nhiên, mỉm cười, con ngươi đen láy hừng hực hắc viêm, sức mạnh mênh mang trong cơ thể khiến máu nóng sôi trào. Sợ ngươi sao? An Nhiên tuy trong lòng kinh nghi, nhưng ngoài miệng chẳng ngán ai cả. Ngay lập tức vô số tàn ảnh xuất hiện trong mắt nàng, bóng dáng mục trần như quỷ mị hiện ra trước mặt, nắm đấm đen đặc linh lực cấp tốc phóng to trong mắt An Nhiên. Toái không linh trưởng, An Nhiên vội vã tung trưởng, mạnh mẽ đối đầu với quyền phong của mục trần. Chát, khí lãng bình bồng, hai cỗ linh lực ăn mòn lẫn nhau, an nhiên đổi sắc nàng nhận thấy rõ khi hai cỗ linh lực trùng kích vào nhau linh lực hắc ám bá đạo của mục trần vẫn tiếp tục đánh tới hắc viêm hừng hực đốt cháy linh lực của nàng đây là cái gì ngay cả linh lực cũng có thể đốt được an nhiên lo lắng cảm nhận linh lực đang nhanh chóng yếu dần đi lắc mình trở về không trung khuôn mặt nghiêm trọng khẽ hít một hơi đôi mắt càng thêm lạnh linh lực quanh người trở nên cuồng bạo một con ưng khổng lồ màu băng lam dần hiện lên linh lực dao động khủng bố cuồn cuộn xông ra cự ưng màu băng lam, thân thể phủ kín băng giáp, hàn khí bước ra khiến không khí cũng muốn đóng băng. Mục Trần nhìn cự ưng sau lưng An Nhiên, nhíu mày nghiêm túc. Đó là Đám đông tân sinh kinh dị nhìn vòng chiến bắt đầu trở nên kịch liệt, thần sắc đám lão sinh lại càng nghiêm trọng hơn, vì họ biết đó là tinh phách linh thú mà An Nhiên luyện hóa Bắc Minh Kim Văn Ưng, thiên thú địa bảng vạn thú lục xếp hạng 65. Tên tân sinh chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ lợi hại đến thế sao? chương 154 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Linh lực cường đại như sóng thần trong cơ thể an nhiên dũng mãnh dâng cao, cư ưng băng lam giang cánh, không khí cũng đóng băng, hàn khí ngập tràn đại điện. Hàn khí này còn lợi hại hơn cả băng huyền linh giao. Có thể bức phải dùng đến Bắc Minh Kim Văn ưng, người thua cũng có thể kiều hãnh. An nhiên đạm nhạt cất tiếng, gương mặt nhìn mục trần cũng nghiêm túc hơn nhiều thực lực của hắn hiển lộ khiến nàng cũng sửng sốt, huống gì thực lực chân chính hắn chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ, đến khi hắn thực sự tiến vào dung thiên cảnh, e rằng sẽ siêu đẳng hơn nàng. An Nhiên luôn nói thực lực vi tôn, vì thế sau khi biết rõ chiến lực của Mục Trần, rốt cuộc nàng không còn giữ lại sự coi thường, chân chính đối đãi với hắn như đối thủ ngang cấp. Vậy thỉnh học tỷ chỉ giáo, bất quá ta vẫn chưa muốn nhận thua. Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông kia, hai mắt rực lửa, sức mạnh của hắn trong người tràn trề khiến hưng phấn tột độ, ngửa mặt lên thét lớn, hắn đang cần một hồi chiến đấu thống khoái mạnh mẽ ương ngạnh. An Nhiên hừ lạnh, luồng sáng lam từ cơ thể thoát ra, cự ưng đập cánh, trong một mảnh màu lam, cơ thể An Nhiên nhẹ nhàng dung nhập vào cự ưng. Gờ Ngay khi nàng dung nhập vào băng ưng, đôi mắt nó lại trở nên cực kỳ lợi hại, dường như đã có sinh mệnh, hót lên bén nhọn. Những mảnh băng dần dần thành hình quay quanh cơ thể nó, hơi nước trong không khí đều bị đóng băng tiếng hót lạnh lão vang lên, cư ưng rung cánh, bắn lên cao, những lớp băng trong suốt không ngừng tuôn ra từ cơ thể, nhìn xa xa như một khối băng điêu tinh xảo sống động. Mà khối băng điêu này còn mang theo khí tức vô cùng nguy hiểm. Băng phong rực, hai cánh vẫy động, hóa thành hai cột sáng rực rỡ băng hàn, điên cuồng lao xuống mục trần. Băng vang, không khí bị thế công vun vút của nó ép đến nổ bung, hàn khí ngập trời, lớp lớp băng tinh trong suốt hiện ra trên tuyến đường nó lao qua, dường như hình thành một con đường băng tinh. Mọi người bên ngoài cũng cảm thấy sự đáng sợ trong thế công từ trên cao xa xuống của An Nhiên. Hung điểu mang theo hàn khí bất tận buông xuống thế gian. Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt tập trung vào cự ưng to lớn, không chút e ngại, ngọn lửa nóng cháy càng lúc càng cường thịnh. Sảng khoái đấu một trận xem nào. Mục Trần khóe môi khẽ cười, tư thái kiệt ngạo, bàn chân dẫm lên đất, thân hình bắn lên, linh lực hắc ám mang theo ngọn lửa bừng bừng bao phủ toàn thân. Phừng, linh lực hắc ám điên cuồng bành trướng, từ xa nhìn lại hắn như một cây đốt đen lao lên không trung tạo thành cái đuôi lửa đen thui linh lực lan tỏa thanh thế kinh người chẳng kém băng ưng trong đại điện to lớn hai luồng sáng vừa bắn lên gào thét xông qua mạnh mẽ đối chiến đám tân sinh kinh động quan sát chiến đấu chẳng ai dám đoán mục trần có thể không tránh không né chính diện ngạnh đấu với công kích mãnh liệt dữ dội của an nhiên chu linh cũng đã kết thúc vòng chiến của hắn sắc mặt nghiêm trọng nhìn diễn biến vừa xảy ra ở vòng chiến bên kia chiến lực mục trần bày ra khiến hắn kinh hãi không thôi, thực lực chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ, nhưng lại bộc phát sức mạnh siêu đẳng hơn xa hắn. Thạch gia huynh đệ lại tỏ ra âm trầm, mục trần hiện tại rõ ràng kinh khủng hơn lúc trước giao đấu với thạch kinh thiên. Mặc xác ngươi có thủ đoạn gì, dám chính diện ngạnh đấu với một cường giả dung thiên cảnh chân chính, tuyệt đối sẽ không có lợi ích gì. Hai người nghiến răng, ánh mắt gắt gao nhìn vào quần sáng nọ. Mục ca, cố lên. Mặc lĩnh cũng lo lắng vô cùng nhìn hai công kích đang dần tiến sát vào nhau bàn tay nắm chặt. Ầm. Dưới ánh mắt vạn người chú mục, Hắc Lam hai luồng sáng trong cự điện như hai quả thiên thạch trùng kích vào nhau. Hắc Viêm và Băng Lam điên cuồng tàn phá không gian chung quanh, linh khí trong điện cực kỳ bạo động. Hàn khí kinh người lan tỏa, thân thể Mục Trần dường như cũng bám vào một lớp trong suốt, Hắc Viêm hừng hực dường như bị áp chế. Nhưng Hắc Viêm trong mắt Mục Trần lại bắt đầu chuyển động, cổ họng gầm nhẹ, linh lực hắc ám hỗn loạn, Hắc Viêm vô thiên cái địa từ trong người thình lình bộc phát. Tầng băng tinh trên cơ thể nháy mắt tan biến, một tiếng hót thanh thúy vang lên cao ngạo mà uy nghiêm như vua của loài chim băng ưng khổng lồ nghe thấy tiếng hót đó cũng run rẩy dù cho nó đã bị luyện hóa nhưng bản chất trong nó vẫn cảm thấy một loại uy áp khác thường từ trong người mục trần truyền ra linh lực hắc ám điên của ngưng tụ trước mặt mục trần dường như đang hình thành một con chim khổng lồ có cánh đen nó vỗ cánh hắc viêm tràn ngập linh lực hắc ám bá đạo hình thành xong hắc điểu thần bí liền vọt lên hắc viêm cuồn cuộn băng tinh lãnh liệt từ cự ưng nháy mắt bốc hơi đôi mắt băng ưng đã trở nên kinh hãi tột cùng, an nhiên có thể nhận thấy rõ cái nóng kinh người đang lan tới chỗ nàng. Cái nóng đó khiến cho linh lực trong người cũng muốn sôi trào, cũng muốn bị thiêu đốt. Phá! Mục Trần hét to dữ tợn. Ầm! Um. Hắc điểu hư ảo hừng hực hắc viêm, vỗ cánh mạnh mẽ, hắc viêm chuyển động, nổ một tiếng rõ to, phá tan tầng băng giáp cuối cùng của băng ưng, rồi hóa thành một luồng hắc ám xuyên qua, hắc viêm cuồn cuộn sau lưng băng ưng đầy những vết nứt rồi một tiếng nổ mạnh lam quang lóe lên an nhiên xuất hiện gương mặt tràn ngập vẻ khó tin mục trần chậm rãi tán đi linh lực hắc ám đậm đặc quanh thân khuôn mặt tuy tái mét nhưng thần sắc lại sáng ngời trong cự điện hai đạo hào quang lại đột ngột xuất hiện bao phủ mục trần và an nhiên rồi hào quang tan mất hai người lại nhìn thấy mình trở về cự điện đầy người lúc nhúc đám tân sinh đều yên tĩnh tròn mắt không ai tin được chuyện vừa xảy ra chẳng ai ngờ nổi mục trần lại mạnh mẽ phá tan công kích đáng sợ cực kỳ của an nhiên lợi hại chu linh thở ra tán thưởng tỏ vẻ bội phục hắn đã từng giao đấu với mục trần trong linh lộ nhưng cũng vì không có ân oán gì thành ra cũng chưa thể lĩnh ngộ tên kia đáng sợ ra sao nhưng từ hôm nay hắn đã chân chính nhìn thấy tên kia bất phàm mà như thế càng khiến cho hắn khi đối diện thiến niên khôi ngô kia trở nên áp lực như thế nào huynh đệ thạch gia thì sắc mặt khó coi, nhưng không mở miệng nói lời nào, hiển nhiên trong lòng đang rất chấn động. Một kích lúc trước của An Nhiên dù cho hai người liên thủ cũng khó mà đỡ nổi, còn Mục Trần chẳng những đỡ được lại còn phá tan nó, mà hắn cũng chỉ mới có thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Bọn họ chẳng biết vì sao Mục Trần lại có chiến lực cường hãn như thế, khiến cho trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi đối với Mục Trần. Bây giờ họ cũng hiểu ra một điều, dù tên kia nửa đường bị đá khỏi linh lộ, không nhận được cơ duyên cuối chặng đường, nhưng hắn vẫn là kẻ khiến cho vô số thiên tài nghiến răng kiên kỵ, huyết họa giả. Ha ha, Mục ca thắng rồi. Mặc Lĩnh và đám người Diệp Bang sau một hồi ngây ngốc thì tung hô vang trời, họ gieo khí thế. Cô bé Duẫn Nhi thì vỗ tay lốp bốp, gương mặt non nớt không giấu vui sướng cười tít cả mắt. Lạc Ly chỉ cười nhẹ, mày liễu như trăng rằm, đôi mắt lưu ly khẽ chớp vui vẻ, càng nhiều sự kiêu hãnh. Tên con trai khiến nàng ngày nhớ đêm mong đích thực bất phàm trong đại điện hai luồng hào quang xuất hiện mục trần và an nhiên hiện ra rõ ràng an nhiên đã không còn vẻ lạnh lùng băng giá mà lại thần sắc phức tạp nàng đứng dậy nhìn sang mục trần rồi quay qua nói với bạch lão ta thua đám lão sinh đứng gần đó khóe miệng cũng giật giật nhìn về phía mục trần tiểu tử này thật không đơn giản lại có thể khiến an nhiên cam lòng nhận thua tân sinh ở đây cũng có nhiều nhân vật lợi hại bọn họ không khỏi cảm thán thì thầm với nhau Bạch lão cười tủm tỉm, gật đầu, đưa mắt nhìn sang Mục Trần, cười nói, tiểu tử kia, trong cơ thể cũng thú vị đó. Mục Trần cười, không giải thích gì, tuy hắn không cần che giấu sự tồn tại của cửu u tước, nhưng cũng không cần thiết phải lộ ra. Dù sao cửu u tước là sinh vật siêu đẳng, hơn nữa con cửu u tước trong người hắn đang chuẩn bị tư cách tiến sâu vào thiên bảng, nếu nó có thể tiến hóa thành công, thì sẽ là cá chép hóa rồng, chân chính trở thành thần thú viễn cổ, đây phần thưởng của ngươi. Bạch lão búng tay, thủy tinh bài trong tay mục trần lóe lên, con số 1.500 đã hóa thành 6.500. Được rồi, toàn bộ khiêu chiến đã kết thúc, vậy thì tiếp theo. Bạch lão mỉm cười, phất tay lên, không gian uốn khúc, hào quang khởi động, một cánh cửa đồng xanh cực lớn cao mấy trăm trượng từ hư không hiện ra. Cổng lớn chậm chậm mở. Bắc thương linh viện, hoan nghênh mọi người gia nhập. Tất cả tân sinh đều háo hức nhìn vào cổng lớn, ngay cả chính mục trần cũng tim đập liên hồi. Bắc Thương Linh Viện, thánh địa tu luyện trong lòng vô số thiếu niên, rốt cục đã mở rộng cổng lớn chào đón hắn. Chương 155 ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy nói đại thiên thế giới có vô số không gian mênh mông vô tận đếm không hết, nhưng Bắc Thương Đại Lục lại chính là một ngôi sao sáng chói ở trong đó. Ngọn nguồn của vinh quang chói mắt đó đến từ tòa linh viện tọa lạc trong Bắc Thương Đại Lục này, Bắc Thương Linh Viện một trong ngũ đại viện danh tiếng lẫy lừng đại thiên thế giới vô số thiếu niên thiên tài hội tụ ở đây trình diễn thiên phú tuyệt vời rồi trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới đại thiên thế giới quá mức rộng lớn rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại có truyền thừa hùng hậu, dầu vậy những thiên tài xuất thân từ các nơi đó cũng lựa chọn tu luyện ở ngũ đại viện, cho thấy họ có uy tín và hấp dẫn như thế nào mới có thể thu hút được đám thiên tri kiêu tử cao quý cam tâm từ bỏ trọng tâm bồi dưỡng của tộc, mà thân trinh ngàn dặm xa xôi xuyên qua vô số lục địa để góp mặt ở ngũ đại viện tu luyện. Bắc thương đại lục vinh quang rực rỡ, khiến cho nơi này trở nên bất phàm. Nếu đem so với Bách Linh Đại Lục, Đại Lục rộng lớn chứa đựng quê nhà Bách Linh cảnh của Mục Trần, thật giống như so trăng rằm và đom đóm trong Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện có địa vị độc lập mà siêu nhiên. Ở nơi đây cũng có không ít thế lực lớn nhỏ, chính thật là một nơi tàng long ngọa hổ. Có người từng nói, cho dù là cường giả trí tôn bước chân đến Bắc Thương Đại Lục cũng phải khiêm tốn một chút, cho thấy khu vực này cũng rất phức tạp và thâm sâu khó lường. Nhưng dù cho Bắc Thương Đại Lục có thâm sâu đến mức nào, hoặc có chuyện tình dung chuyển ra sao cũng không ảnh hưởng tới Bắc Thương Linh Viện. Vì bất cứ thế lực lớn nhỏ và cường giả ở đây đều biết, kia chính là một đầu cự long còn đang say ngủ, ngày thường không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng nếu nó thức dậy hiển lộ hung uy, sẽ khiến cho khắp nơi run rẩy phục sát đất. Và lại tòa linh viện kia, chỉ cần xem đến chiến lực bề ngoài mà người ta được phép xem thấy cũng đã vô cùng đáng sợ, huống gì đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu cường giả chui ra từ Bắc Thương Linh Viện, nhiều người còn là cường giả siêu cấp, dù rằng bọn họ rời khỏi Linh Viện, trở thành bá chủ một phương trời, nhưng cũng không hề vứt bỏ liên hệ với Linh Viện. Bình thường có thể chẳng thấy ai, thế nhưng nếu linh viện bị uy hiếp, tự dưng họ sẽ xuất đầu lộ diện trở về linh viện, trở thành chiến lực không thể cân đong đo đếm hết. Đó là sức mạnh của Bắc Thương Linh viện. Có lẽ nó chưa phải là thế lực cường đại nhất đại thiên thế giới, nhưng với sự ủng hộ đông đảo đó, thì những thế lực siêu cấp hay chủng tộc viễn cổ có nội tình sâu xa vô ngần cũng phải e ngại. Mục Trần tiến vào cánh cổng lớn bằng đồng thau kia, một cảm giác chóng mặt liền xuất hiện trong não, đó là do hắn bước vào không gian truyền tống nhưng choáng váng đó cũng không xuất hiện lâu thân thể hắn đột ngột trầm xuống ánh sáng rực rỡ trước mặt nheo mắt lại mọi người nhìn thấy trước mặt một thế giới xa lạ rồi sự rung động kinh ngạc leo lên gương mặt mọi người mục trần xuất hiện ở một quảng trường đá quảng trường lúc này đã đông nghịt người nhìn ra phía trước là một cảnh trí nguy nga rộng lớn một địa vực bao la không thấy điểm cuối vô số điện phủ lộng lẫy điểm xuyến trên núi non ngang dọc ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa phủ mái tóc bạc lên vách đá xanh um khung cảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ vô cùng cảnh trí trước mặt vô cùng lộng lẫy chỉ xét quảng trường mà mục trần đang đứng đây rất rộng lớn nhưng so với cảnh trí kia lại rất nhỏ bé nó chỉ là một phần trong đó trong không trung của linh viện vô số bóng người bao phủ không gian xuyên qua xuyên lại trong vài nơi luyện tập người người bay ngang linh lực hùng hồn vang lên những tiếng va chạm nặng nề trong linh viện đồ sộ đó chỗ thu hút ánh mắt người ta nhất là một tòa núi khổng lồ ngay chính giữa hình dáng kỳ lạ như một con thần điểu đang giang cánh một áp lực khó tả từ điểu sơn tỏa ra bao phủ mảnh thiên địa nơi đây hai bên điểu sơn khổng lồ đều có một tấm bia cao cả vạn trượng hào quang lóe ra chói mắt đứng bất kỳ đâu trong linh viện cũng có thể thấy rõ mục trần nhìn qua tấm bia đá khổng lồ bên trái phía trên cùng kim quang lóng lánh hội tụ tại ba chữ lớn thần phách bảng thần phách bảng Mục Trần thì thào lẩm bẩm, cái danh từ này trước đó có nghe qua An Nhiên nhắc tới, không lẽ là thần phách bảng đó sao? Đây là thần phách bảng của linh viện. Tiếng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên, Mục Trần quay đầu, liền nhìn thấy An Nhiên đi tới cạnh hắn. Nàng ta nhìn vào tấm bia khổng lồ, môi khẽ hất lên. Thần phách bảng là cái gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Tên như ý nghĩa, là bảng danh sách các đệ tử thực lực thần phách cảnh là bảng xếp hạng sơ cấp nhất của linh viện, chỉ cần có thực lực thần phách cảnh thì có tư cách được xếp hạng, bất quá cả bảng này chỉ ghi lại một nghìn hạng đầu tiên. An Nhiên nói, Mục Trần giật mình, hắn hiện tại có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, không biết trong thần phách bảng này sẽ ở thứ hạng bao nhiêu. Ngươi nếu nghĩ rằng trên thần phách bảng này chỉ có thực lực thần phách cảnh, thì cũng khờ lắm. An Nhiên cười khẩy, 10 tên khốn xếp hàng đầu thần phách bảng, thực lực không yếu hơn ta. Mục Trần sửng sốt mà kinh dị, hắn nhờ vào sức mạnh cộng hưởng của cửu u tước mới chiến thắng được an nhiên chẳng lẽ người tên mạnh nhất thần phách bảng này lại có được linh thú ngang ngửa cửu u tước nhưng không thể nào bọn họ cũng có được kết nối huyết mạch chứ mấy tên kia chỉ biết lách luật mà thôi bình thường xếp hạng thần phách bảng là như thế này người rót linh lực của mình vào linh trị bài nó sẽ đánh giá mức độ mạnh yếu của linh lực rồi đưa mức đánh giá đó lên thần phách bảng lập tức ngươi sẽ được xếp hạng mấy cái tên khốn mười hạng đầu thần phách bảng lợi dụng cái trò tiểu xảo đó mà làm thế này ngay một khắc trước khi tấn chức dung thiên cảnh, bọn kia thúc dục linh lực rót vào linh trị bài, lúc đó vẫn là linh lực thần phách cảnh nhưng lại ở cảnh giới cao nhất, dĩ nhiên xếp hạng đỉnh cấp không ai sánh bằng, đám thần phách cảnh tầm thường làm sao mà so được. Mục Trần chép miệng, vậy là 10 tên đầu tiên của thần phách bảng tuy được xếp hạng trong lớp thần phách, nhưng thực lực chân chính lại là dung thiên cảnh. Làm vậy thì có lợi gì? Mục Trần nghi hoặc, dùng tiểu xảo chiếm hạng cao, xem ra cũng không được người ta kính nể cho lắm. 50 hạng đầu thần phách bảng mỗi ngày yên vị trên đó đều được thưởng một lượng linh trị nhất định theo thứ hạng, cái chuyện ngồi không hưởng lợi như thế bọn nó làm sao không động tâm. Đám thần phách cảnh bình thường kẻ nào dám đi khiêu chiến cướp hạng. Bất quá bọn kia chỉ có thể ra vẻ vậy thôi, sau này lên một bước, tiến vào thiên bảng, đừng nói hạng 10, ta e rằng ngay cả hạng 1000 cũng không tranh nổi. An nhiên khinh thường cất tiếng. Mục Trần tỉnh ra, không ngờ có ưu đãi như thế, hèn gì bọn họ thực lực dung thiên cảnh vẫn còn ham hố ở lì thần phách bảng không chịu đi vậy thiên bảng là cái gì mục trần như cậu bé non nớt vô cùng tò mò hỏi liên tục thiên bảng an nhiên bất chợt tỏ ra phấn khích và cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn tấm bia đá bên phải mây mù lượn lờ kim quang ngẫu nhiên lóe sáng mấy cái tên trên đó đều là danh chấn bắc thương linh viện thiên bảng đó là bảng xếp hạng những đệ tử thực lực tam thiên cảnh đó là chuẩn mực đánh giá sức mạnh của một đệ tử bắc thương linh viện vô số thiên tài vì cơ hội leo lên thiên bảng mà cam chịu cô tịch đau khổ tu luyện mỗi lần thiên bảng thay đổi vị trí 10 hạng đầu, đều là một trong những việc trọng đại nhất Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhận thấy ngữ khí của An Nhiên cực kỳ nghiêm trang mà cuồng nhiệt, hắn cũng bất giác nhìn lên tấm bia đá cao vạn trượng. Những danh hào lóe kim quang tỏa sáng rực rỡ, mang lại vinh quang cho chủ nhân của nó, mang lại sự tôn sùng của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, Diệp Kinh Linh và cả đám người cũng dõi mắt nhìn lên chuẩn mực chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Thiên bảng hạng 10, Chu Phàm, Thiên bảng hạng 9, La Hoa. Thiên bảng hạng 8, Vương Trung. Thiên bảng hạng 3, Tô Huyên. Thiên bảng hạng 2, Lý Huyền Thông. Cái tên của người hạng 2 lọt vào mắt Mục Trần, hắn không nhận thấy Lạc Ly bên cạnh nhíu mày. Hạng 1, vô số ánh nhìn ngưỡng mộ rời lên phía trên cùng, vị trí cao nhất, một cái tên đầy áp lực, như bao trùm lấy đám tân sinh. Thiên bảng đệ nhất, Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh chỉ là một cái tên lại như một tòa núi thông thiên khổng lồ nặng nề phủ bóng xuống khiến cho mọi người run rẩy đám tân sinh chỉ vừa đặt chân vào bắc thương linh viện nơi tập hợp vạn vạn thiên tài quái tài sinh sống bọn họ chỉ vừa đặt bước chân đầu tiên đã nhìn thấy cái bóng to lớn của vị cường giả đỉnh cấp phủ xuống họ mục trần cũng nhìn chăm chú vào cái tên khí phách kiệt ngạo kia bất chột cảm giác máu trong người nóng lên như sắp sôi trào đây là bắc thương linh viện hán đêm ngày chờ mong dù là tranh đoạt trong linh lộ cũng kém một bậc so với nơi này muốn chứng tỏ bản thân, nơi đây chính là chỗ tôi luyện tốt nhất. Sẽ có một ngày, hắn sẽ siêu việt hơn đám thiên chi kiêu tử kia, cái tên Mục Trần sẽ chiếm cứ vị trí cao nhất đó. Chương 156 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không dấu nhé. Trên bình đài trọng lớn, mấy vạn tân sinh chăm chú nhìn vào cái danh hào cao chót vót trên đỉnh thiên bảng, áp lực vô ngần khiến cả bình đài cũng trở nên yên tĩnh, ngay cả những tân sinh đạt được đánh giá cấp vương trong linh lộ cũng không khỏi kinh sợ nhìn lên cái danh hào khiếp vía đó đó là kẻ đứng đầu vô số thiên tài quái kiệt ở cái bắc thương linh viện khủng bố này trầm thương sinh mục trần chậm rãi phun ra một luồng khí trắng nhẹ nhàng nhắc lại cái tên bá đạo vô biên hắn hiện tại là đệ tử mạnh nhất bắc thương linh viện chúng ta một năm trước ta cũng chỉ mới gặp hắn một lần ánh mắt an nhiên bất giác phức tạp ngày đó nàng gặp trầm thương sinh khi hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ liệp sát linh thú thiên giai trở về linh viện Hôm đó chiều tà, nắng chiều đỏ như máu, thanh niên Hắc Bào, trường thương xuyên qua một con linh thú thiên giai khổng lồ có mấy nghìn trượng, sải bước trên không, máu tươi như mưa rào chút xuống linh viện. Hắn vác trường thương bước đi, mỗi bước đều để lại máu tanh. Cảnh tượng rung động cả Bắc Thương linh viện, khiến cho Tân Sinh như nàng cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. "Tân Sinh à, hiện tại người hư hắn ta các ngươi đừng mơ mà chạm tới." An Nhiên dần hồi phục tinh thần, nàng nhìn đám đông Tân Sinh đang trầm tư, cười nhạt, thiên bảng đối với các ngươi mà nói, còn xa vời lắm cơ, tu luyện thêm 2 năm nữa rồi hãng mơ. Bây giờ thì lo mà nghĩ cách để bước lên thần phách bảng trước đi, đó mới là địa bàn của tân sinh. Phần lớn đám tân sinh cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Thần phách bảng cũng không dễ dàng, muốn tiến vào top 50, ít nhất cũng phải có thực lực nửa bước vào dung thiên cảnh, còn top 10, cái bọn lão sinh ở lì không chịu đi đó nào có thiện tâm cơ chứ. Đám tân sinh dù có bản lĩnh che giấu gì, cũng nào dám cướp lấy vị trí đó, bọn họ không lẽ là mấy cây đèn dầu. Nghĩ vậy, đám đông cũng chỉ biết thở dài. Thật không hổ là thánh địa Bắc Thương Linh Viện, cạnh tranh ở đây cũng thật là tàn khốc. Bình đài to lớn giữa không trung chợt lóe hào quang, Bạch lão lại xuất hiện, lão nhìn qua mấy vạn tân sinh ở bình đài bên dưới, cũng khẽ gật đầu cười nói, các ngươi đều đã đến Bắc Thương Linh Viện, vậy ta cũng sẽ triệu gọi tân sinh ở ba tòa Bắc Thương giới kia qua đây, mấy ngày trước bọn họ cũng đã tới rồi. Mục Trần bất chợt nheo mắt lại. Bạch lão vung tay lên, một tiếng chuông ngâm lanh lảnh vang vọng không trung, sau khi tiếng chuông vang đi xa, Mục Trần giật mình nhìn thấy vô số những bóng người đầy trời như đàn châu chấu khổng lồ nhảy nhót lao tới, dừng lại trên ba bình đài rộng mênh mông khác. Phiến không gian tràn ngập người và người, huyên náo ồn ào kinh khủng như một bãi chiến trường. Chỗ bình đài Mục Trần đang đứng, đám tân sinh cũng tò mò nhìn qua ba phía bên kia, những kẻ vừa đến cũng giống như họ, đều thông qua khảo nghiệm, trở thành tân sinh của Bắc Thương Linh Viện, bốn bình đài vạn trượng đầy kín tân sinh, có lẽ cũng vượt qua con số 20 vạn, một đội quân khổng lồ như thế thật cũng quá đồ sộ. View, bình đài phía nam, một bóng người như điện phóng tới, đứng ở vị trí trước nhất của mọi người. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, đám tân sinh phía nam nhất thời tỏ ra tôn kính. Hào quang tan đi, một cô gái dung nhan xinh đẹp, dáng người yểu điện thanh nhã, mái tóc dài màu băng lam, đôi mắt to lung linh cùng màu, nhìn từ xa lại như một bức băng điêu vạn năm, tỏa ra hàn khí lạnh người nếu nói an nhiên là lãnh diễm thì cô gái tóc dài băng lam này là trời sinh lạnh lùng đôi mắt dường như có thể điều động hàn khí trong thiên địa mục trần nhìn chăm chú vào cô gái đó ánh mắt nghiêm trang hắn nhận thấy rõ nàng ta có linh lực giao động kinh người thực lực đã tiến vào dung thiên cảnh nàng chính là băng thanh đánh bại lão sinh mạnh nhất ở bắc thương giới của nàng an nhiên thản nhiên nói nghe nói nàng xuất thân băng linh tộc trời sinh năng lực nắm giữ hàn băng băng linh tộc mục trần giật mình bất giác nhớ lại một tin tức kinh ngạc nghe nói vị võ tổ đến từ hạ vị diện lấy sức một người khiêu chiến toàn thể băng linh tộc chính là băng linh tộc đó lời đồn đó hắn đã nghe từ lâu băng linh tộc là một tộc người có truyền thừa từ xa xưa vô cùng nội tình hùng hậu trong đại thiên thế giới được xem là siêu cấp thế lực vậy mà trước mặt vị võ tổ đến từ hạ vị diện kia băng linh tộc dốc hết sức lực trong tộc cũng không thể ngăn cản bước chân của vị lôi thần cầm trong tay lôi trượng uy vũ vô song trận chiến đó chấn động cả đại thiên thế giới tin tức lan truyền đến cả những khu vực hẻo lánh khi ho co gáy như bắc linh cảnh để mục trần hắn nghe thấy an nhiên gật đầu tiếng đồn đó hẳn nhiên nàng cũng biết xa xa cô gái băng lãnh kia sau khi xuất hiện cũng đưa mắt nhìn về phía bình đài mục trần đang đứng bất quá tầm mắt chỉ nhìn chăm chăm vào lạc ly một hồi rồi cũng nhìn đi chỗ khác nàng không tham dự linh lộ nhưng thực lực không kém chút nào so với những cá nhân xuất sắc đứng đầu linh lộ Cảm giác của nàng đối với đám người bên này, Lạc Ly chính là người có tính uy hiếp lớn nhất. Phốc, sau băng thanh, lại có thêm hai luồng hồng quang phóng tới phía trước hai bình đài còn lại. Bình đài phía đông, một gã hình thể hùng tráng, thân thể toát ra ánh đạm kim sắc, nhìn như củi khô, nhưng mơ hồ tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm. Đó là Mộc Khuê, cũng là tân sinh xuất sắc nhất Bắc Thương giới Đông. An Nhiên nhìn qua bình đài phía tây, một thiếu niên cao gầy mặc áo xanh, khoanh tay đứng đó, khí chất cao ngạo cường đại. Đó là Dương Hoàng, ta biết hắn, không cần giới thiệu. Đôi mắt sắc bén nhìn về bóng nam tử áo xanh nọ, nụ cười của Mục Trần mang theo hương vị khó hiểu. Lạc Ly bên cạnh cũng đang dõi theo bóng người đó, con người lưu ly trong xuất hiện rõ hàn ý lạnh lẽo. Bình đài phía tây, Dương Hoàng cũng nhận ra được hai ánh mắt không mấy tốt lành nhìn về phía mình, hắn quay đầu sang đó. Gương mặt anh Tuấn rất hợp với dáng người cao giáo, khí chất độc đáo cũng có mị lực không kém, nhiều cô gái xung quanh tỏ vẻ ái mộ ngượng ngùng trộm nhìn. Hắn nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở Mục Trần, thần sắc hơi chững lại, môi nhếch lên nét cười kỳ lạ. "Mục Trần, chúng ta lại gặp nhau." Rồi hắn cười rộ lên, tiếng cười có linh lực bao bọc, ầm ầm vang vọng không trung, thu hút chú ý của phần lớn tân sinh trên bốn bình đài. Chỉ tiếc có điều ta không ngờ, huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh linh lộ, hiện tại thực lực chỉ đến thần phách cảnh trung kỳ. Ha ha ha, thật là khó lường, mất đi linh lộ quán đính, ngươi lại kém đi nhiều như thế, dương hoàng cười khẩy đôi mắt nghiền ngẫm nếu câu huyền mà biết ngươi hiện tại chỉ có chút đỉnh thực lực như thế e rằng hắn sẽ thất vọng lắm tên kia vốn chân chính xem ngươi là đối thủ nặng ký thế nhưng bây giờ lại yếu ớt kém cỏi như vậy xem ra nửa đường linh lộ bị đuổi đả kích ngươi không ít dương hoàng lớn tiếng oang oang nhất thời khiến cho đám tân sinh trên ba bình đài này đều huyên náo ồn ào không ít người ở đây đều có tham gia linh lộ những người nhận đánh giá cấp vương cũng có số lượng không nhỏ danh tiếng huyết họa giả mục trần bọn họ nhớ rất kỹ dù sao một kẻ trong linh lộ có thể khiến người nổi bật như huyền vương cơ huyền cũng phải e ngại làm sao lại không thu hút chú ý của người khác vô số ánh nhìn tập trung vào mục trần hai mắt kinh ngạc thần phách cảnh trung kỳ so với bọn họ cũng kém không ít băng thanh và mộc khuê cũng bị chú ý nhìn qua dù không tham gia linh lộ nhưng ở bắc thương giới băng thanh cũng rất thạo tin tức những nhân vật hàng đầu linh lộ lần trước cũng có nghe nói qua nhất là huyết họa giả mục trần cái tên nổi như cồn đó không ngờ lại là thiếu niên bình phàm tuấn lãng trước mặt nàng người kia thất là huyết họa giả mà người người bàn tán đó sao? Mộc Khuê cũng nhíu mày, đôi mắt tỏ vẻ thất vọng. Hắn thiên tính vốn hiếu chiến, nếu Mộc Trần mạnh mẽ thì hắn sẽ rất hứng thú. Nhưng hiện tại cái danh tiếng kia chỉ còn là danh hão mà thôi, khiến hắn mất hết hứng thú. Dương Hoàng, nếu muốn đối thủ, ta lúc nào cũng có thể tiếp ngươi. Lạc Ly lạnh lùng cất tiếng. Dương Hoàng nghe thấy, nhíu mày. Nếu ngươi muốn cười nhạo hắn, ta nghĩ cũng còn quá sớm hắn cũng giống như ba người các ngươi đều là người ưu tú nhất bắc thương giới ngay cả ta cũng thua trong tay hắn ngươi dựa vào cái gì mà cười nhạo hắn an nhiên đứng bên cạnh đột nhiên cất tiếng nhàn nhạt bình phẩm nàng bại dưới tay mục trần nếu mục trần mà còn bị bọn người kia cười nhạo vô năng thì chẳng lẽ còn không phải đang nhạo nàng còn kém hơn cả tên vô năng hay sao an nhiên lời vừa dứt bất chợt người ta kinh hô đám tân sinh tròn mắt nhìn thiếu niên tuấn lãng bình tĩnh từ nãy giờ chưa nói lời nào Hắn bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ đánh bại một cường giả lão sinh dung thiên cảnh. Chuyện này có thể sao? Băng Thanh và Mộc Khuê bất giác run rẩy, ánh mắt nhìn Mục Trần đã thêm một chút kinh dị. Gì? Dương Hoàng cũng trợn mắt nhăn mặt, khóe miệng càng thêm khó coi, không hổ là huyết họa giả Mục Trần đó, xem ra che giấu rất là sâu, thật là thú vị. Đôi mắt đen láy của Mục Trần vẫn chưa hề rời khỏi Dương Hoàng, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Nếu thấy thú vị như thế, có muốn thử một chút không hử? chương 157 ủng hộ kênh qua linhhalazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lời nói lăng lệ của mục trần vang vang trong không trung, đôi mắt đen như phát ra hàn khí như bảo kiếm rời vỏ, bắn thẳng tới dương hoàng bên kia, linh khí trong thiên địa bồng bềnh dao động. Vô số tân sinh trên bốn bình đài đều chăm chú quan sát hai đối thủ đang đối chọi gay gắt, đôi mắt vô cùng tò mò và chờ mong, háo hức chờ đợi hai trận chiến của hai trong bốn người ưu tú nhất khảo nghiệm Bắc Thương giới. Đôi oan gia này đánh nhau sẽ phấn khích thế nào đây? Dương Hoàng nghe Mục Trần nói như thế, miệng cười cũng trầm lại, lạnh lùng nhìn qua hắn, linh lực hùng hậu trong bàn tay toát ra, cười nói, "Ta cũng rất tò mò muốn thử, xem ngươi làm như thế nào mà bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ lại có thể đánh bại cường giả dung thiên cảnh." Bốn mắt đối nhau tóe lửa, sát khí băng hàn dập dờn. "Thôi nào, bây giờ cũng chưa phải lúc cho các ngươi tranh đấu." Bạch lão xuất hiện giữa không trung, phất tay liền đánh vỡ không khí căng thẳng do hai người đối chọi gay gắt mà bất ổn. Lão nói, "Một tháng nữa đại hội tân sinh sẽ được tổ chức khi đó muốn tranh chiến thì cứ thoải mái trong đại hội kia ai có thể trổ hết tài năng siêu việt những kẻ khác sẽ chân chính là đệ nhất tân sinh của bắc thương linh viện chúng ta năm nay đám tân sinh nghe bạch lão nói liền sáng giữa hai mắt có lẽ vị trí đệ nhất kia đối với phần đông bọn họ thì có hơi quá xa xôi nhưng bọn họ không ngại gì mà hiển lộ uy phong của chính mình trong đại hội mang lại một chút danh tiếng cho bản thân dù sao trong cái đám tân sinh đông nghẹt mà con số lên đến 20 vạn, toàn bộ đều có tài năng vượt bậc, muốn uy phong vân vũ cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, một chút hư danh cũng có thể khiến cho cả đám sôi máu nóng đầu, thúc đẩy bọn họ phấn đấu vươn lên. Mộc Khuê cũng tỏ ra thích thú, hắn vốn trời sinh hiếu chiến, trong linh lộ cũng là một nhân vật hàng đầu, không kém hơn Dương Hoàng bao nhiêu. Cái vị trí đệ nhất kia hắn không thể nào dễ dàng dâng tặng cho người khác, dù cho đám kia không phải mấy cây đèn dầu đi chăng nữa, băng thanh thì vẫn lạnh lùng thản nhiên ánh mắt cũng không mấy dao động sát khí của mục trần dần dần thu lại bước lùi một chút đúng là hiện tại không phải cơ hội giao chiến tốt nhất với dương hoàng thực lực tên kia hiện tại cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ không yếu hơn an nhiên chút nào hơn nữa dương hoàng chắc chắn phải có những bản lĩnh đặc biệt không thể coi thường nếu bây giờ mà chân chính ra tay thắng bại khó lường từ giờ trở đi các ngươi đã chính thức là đệ tử bắc thương linh viện bất kể mọi người có thân phận gia cảnh gì trước đây vào đến nơi này cũng chỉ là đệ tử, là tân sinh. Muốn có địa vị và tôn kính, thì hãy tỏ bản lĩnh ra cho người khác kinh sợ. Bạch lão cười nhạt, quét mắt qua vô số tân sinh, bình thản cất giọng đều đều. Bây giờ các ngươi sẽ được sắp xếp lưu trú tại khu vực tân sinh, có bốn khu phân biệt nhau ở bốn hướng, sẽ có đạo sư dẫn các ngươi qua đó. Thình lình có mười mấy luồng hào quang bắn tới, lơ lửng trên không trung. Đó là những đạo sư trung niên, linh lực dao động hùng hậu, bất cứ ai cũng là cường giả dung thiên cảnh, Mục Trần nhìn thấy đám người vừa tới cũng thầm than sợ hãi. Thật là Bắc Thương Linh Viện, chỉ là một đạo sư đã có thực lực dung thiên cảnh, tùy tiện bốc một người vào Bắc Linh Cảnh, chắc chắn sẽ là bá chủ. Bắc Thương Linh Viện, quả là một con quái vật to lớn. Những đạo sư kia vừa đến liền phân tán ra, bắt đầu phân chia đệ tử. Đám người Mục Trần nhìn thấy một đạo sư xinh đẹp đang tiến đến chỗ bọn họ. Một Mỹ phụ áo đỏ, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ thành thục phong tình, nét cười khúc khích rất mê hoặc vị đạo sư nọ đến chỗ mục trần, chợt vung tay lên, một quần sáng liền bao phủ khu vực này, trùm lên khoảng hai nghìn đệ tử. Mấy tiểu tử kia, ta là đạo sư của tân sinh các ngươi, ta được giao phó hướng dẫn các ngươi một thời gian, gọi ta là mục lăng nhé, sau này có việc gì không hiểu cứ tới tìm ta. Đôi mắt đưa tình liếc ngang nhìn đám tân sinh đang ngây ngốc mà cười dài. Đám tân sinh nam khác đứng gần cái lồng hào quang màu đỏ kia thì không khỏi hậm hực, ghen tức nhìn về bóng người xinh đẹp nọ, chợt quay đầu lại vị đạo sư được dựa của mình, bất giác lắc đồ thở dài hẳn nhiên cũng là một lũ hám gái đi thôi đi theo ta ta dẫn các ngươi đi mục lăng phất tay lắc mình đi sâu vào bắc thương linh viện đi nào mục trần quay sang mỉm cười với lạc ly rồi lắc người đuổi theo lần lượt diệp khinh linh duẫn nhi mặc lĩnh nhanh chóng đi theo bọn họ cũng vừa may chung một khối lớp học với mục trần sau này có thể hỗ trợ lẫn nhau Mấy nghìn người chậm chậm đi theo mục lăng xuống khỏi bình đài, lập tức một mảng xanh um đập vào mắt, một điện phủ tu luyện to lớn xuất hiện. Xa xa có thể nhìn thấy vô số người đang xẹt qua xẹt lại trên không. Được mục lăng dẫn đi, đoàn người đi về hướng tây hơn 10 phút sau mới dừng lại. Vị đạo sư xinh đẹp giơ ngón tay thanh mảnh chỉ về phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng nói, đây là chỗ các ngươi ở. Mục trần nhìn qua, dưới tán cây mát mẻ, một hồ nước trong suốt điểm xuyến khung cảnh, dãy dãy phòng ốc đơn giản sạch sẽ đang tọa lạc. Linh khí ở đây, Mục Trần đột nhiên kinh ngạc, hắn phát hiện linh khí thiên địa trong khu vực này nồng đậm hơn rất nhiều, mà sự dày đặc này khi đi vào càng sâu thì càng đâm hơn, không ngờ ở đây có một tụ linh trận bí ẩn thật to lớn. Đôi mắt lợi hại của Mục Trần đảo qua, dĩ nhiên quan sát tinh tế hơn xưa nhiều, hắn lập tức phát hiện ra dao động đặc biệt mà quen thuộc của linh trận, chỉ là chỗ ở của tân sinh, lại có một tụ linh trận. Hơn nữa xem linh khí nồng đậm thế này, cấp bậc tuyệt đối cao hơn tụ linh trận cấp 3 ở Bắc Linh Viện tiểu tử kia, quan sát thật nhạy bén. Mục Lăng liền thấy phát hiện của Mục Trần. Nàng cười, cất tiếng nói với mọi người, chỗ ở này của các ngươi được một tụ linh trận cấp 4 bao phủ. Đám tân sinh nghe nói liền xôn xao. Tụ linh trận, xưa nay luôn là tiêu chí quan trọng đánh giá tiềm lực của bất kỳ một thế lực lớn nhỏ nào. Có lẽ ở đây không ít người đã thấy qua tụ linh trận cấp 4 hoặc có thể còn cao hơn, nhưng thiết kế tụ linh trận ngay tại chỗ ở có lẽ là lần đầu tiên. À con nữa, khu vực ở của tân sinh cũng được chia làm ba đẳng, giáp, ất, bính. Các ngươi được phân về bính đẳng, là khu vực vào ngoài của tụ linh trận cấp 4, linh khí ở đó cũng không tồi, bất quá so với giáp ất hai đẳng kia thì chênh lệch một chút. Mục lăng chỉ vào những căn phòng ở sâu bên trong, linh khí dày đặc một chút, bên đó là những phòng trung tâm tụ linh trận, linh khí dĩ nhiên sẽ mạnh hơn bên ngoài. Chỗ đó làm sao để chúng ta được ở? Có tân sinh thèm thuồng hỏi, hẳn nhiên ở khu vực đó tu luyện sẽ tốt hơn nhiều so với ở vòng ngoài. Dễ thôi, Mục lăng cười khúc khích quyến rũ, chỉ có điều ở bên đó thì có thu phí thuê phòng. Phòng giáp đẳng, phí 2.000 linh trị mỗi tháng, phòng ất đẳng thì 1.000 linh trị. Đám tân sinh há mồm ngáp ngáp, suýt nữa nuốt không trôi. Như thế cũng được sao? Phải thuê phòng mới được ở. Các tiểu tử à, linh trị rất quan trọng ở Bắc Thương Linh Viện này đó nha. Bắc Thương Linh Viện có tổng cộng hơn 100 tụ linh trận cấp 4, 60 tụ linh trận cấp 5, 20 tụ linh trận cấp 6, 10 tụ linh trận cấp 7 còn tụ linh trận cấp 8 duy nhất một cái. Ê! Cả đám tân sinh nghe mục lăng đạo sư khoe khoang mà choáng váng trao đảo. Số lượng tụ linh trận nhiều thế sao, thật là kinh khủng. Dĩ nhiên mọi người đừng có bao giờ ngây thơ nghĩ rằng có thể miễn phí sử dụng tụ linh trận cao cấp nha. Mục lăng cười khanh khách. Vậy là ý gì? Mọi người đều cảm thấy không ổn. Ngoại trừ tụ linh trận cấp 4 thì miễn phí, không khác gì tu luyện ở phòng mình cả. Còn lại muốn vào tu luyện đều cần phải trả phí linh trị nha. Ta nhớ không lầm thì tụ linh trận cấp 7 một ngày phải đóng 5000 linh trị đó. Quá, wow. cả đám nghe mà suýt ngất, cuối cùng đã hiểu được linh trị chính là tiền tài danh vọng, là miếng cơm manh áo, là mọi thứ ở Bắc Thương Linh viện này. Không có linh trị, chẳng khác gì thằng ăn mày. Mục Trần nghe mà khổ não, hiện giờ trong tay hắn cũng chỉ mới có 6100 linh trị, tức là hắn chỉ đủ chi dùng cho việc tu luyện ở tụ linh trận cấp 7 trong một ngày. Bất quá, cũng rất thú vị, Mọi người đừng có tỏ ra khổ sở như thế, thật ra phương án kiếm linh trị cũng không ít đâu. Mục lăng cười vui vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà nhìn góc nào cũng có vẻ khoái trá khó hiểu. Muốn tăng linh trị trong túi, phương án đơn giản nhất là tu luyện tăng thực lực, mỗi tháng rót linh lực vào linh trị bài. Thực lực ngươi tăng cường trong một tháng đó sẽ tăng lên số linh trị tương ứng, đặc biệt mỗi khi đột phá cảnh giới cũng được thưởng một ít. Muốn nhanh hơn thì các ngươi có thể đến lôi vực, bên đó đông đúc lắm nha. Mục lăng chỉ về một hướng xa xôi trên không trung cao vút, mọi người dõi mắt nhìn theo, nơi đó dường như u tối một chút, mơ hồ có không gian uốn khúc, lôi đình lóe sáng. Lôi vực là một khu vực tu luyện của Bắc Thương Linh Viện, ở đó có thiên lôi vô hạn. Thiên lôi đó có công hiệu rèn luyện linh lực, đồng thời còn có thể cường hóa thân thể, phàm là đệ tử thần phách cảnh đều được phép tiến vào. Phần tu luyện dư ra, ngưng luyện thiên lôi, luyện thành thiên lôi châu, món này ở Bắc Thương Linh Viện bán rất chạy đó, trong linh trị điện hiện nay định giá đến 200 linh trị một viên. 200 linh trị một viên lại thêm một phen giật mình, thứ đó quý thế sao? Xem ra cách này không tồi. Bất quá. Mục lăng che miệng cười khúc khích, muốn vào lôi vực cũng cần trả linh trị mua vé, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, 500 linh trị là được. Nghe xong, sắc mặt mọi người liền tối thui, nghiến răng trèo trèo. Cái bắc thương linh viện này, thật là gian thương mà. Chương 158 ủng hộ kênh qua linh ha lazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thôi, mọi người tự chọn phòng ốc đi. Mà nè, ai muốn đến phòng giáp ất thì cứ đến gặp ta nha. Mục lăng che miệng cười khúc khích trước những gương mặt tân sinh dầu dĩ. Đám tân sinh lắc đầu ngao ngán. Với số linh trị mà bọn họ có trong tay hiện tại, nào dám mơ cao sang. Đợi đến khi quen thuộc cách thức kiếm linh trị thì hưởng ưu đãi sau vậy đi. Mục trần nhìn qua khu giáp đẳng, cũng có vẻ động tâm. Hắn hiện tại có hơn 6.000 linh trị, thật ra cũng đủ dùng, chọn khu linh khí tốt nhất thì tu luyện sẽ nhanh chóng hơn, về mặt này cũng không nên hà tiện quá mục trần nghĩ nghĩ đột nhiên kề sát vào lạc ly khẽ cười hay là chúng ta cùng thuê một phòng lạc ly bị câu hỏi đột ngột của hắn làm ngớ người mặt đỏ bừng xấu hổ trừng mắt liếc hắn cái tên kia từ lúc gặp lại hắn càng ngày càng cả gan mục trần mỉm cười không để ý quay qua mục lăng nói mục lăng đạo sư một gian phòng có thể ở mấy người a à? hai người mục lăng cười khúc khích đưa mắt nhìn qua mục trần và lạc ly con người chạy lòng vòng ánh mắt đầy thâm ý ta muốn thuê một gian phòng giáp đẳng. Mục Trần cười nói. Lạc Ly cắn cắn môi, đỏ mặt quay đi, làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới Mục Trần. Dù cho nàng vốn lạnh lùng chẳng mấy để ý xung quanh, nhưng người ta cũng là thiếu nữ, cũng rụt rẻ, nào dễ dãi ở chung phòng với con trai như thế. Trước kia trong linh lộ màn trời chiếu đất mới phải ở cùng nhau như thế, bây giờ làm sao mà được. Sau Mục Trần, Chu Linh cũng chọn một phòng giáp đẳng. Bọn họ đều có một lượng linh trị kha khá, hẳn nhiên cũng không phải nghèo khó tầm thường. Diệp Khinh Linh và Duẫn Nhi thì chọn phòng ở khu ất đẳng. Ôn ào một phen, đám tân sinh cũng lần lượt chọn xong phòng cho mình ở, Mục Lăng liền dẫn theo Mục Trần và đám người hạng sang kia đến khu vực đặc quyền. Khi Mục Trần tiến vào khu giáp đẳng, linh khí nồng hậu khiến tinh thần hắn rung lên, chỗ này tu luyện cực tốt. Bên đó đều là phòng giáp đẳng, các ngươi tự chọn phòng đi. Sau khi các ngươi tiến vào phòng, linh trị bày sẽ tự động trừ đi số linh trị tương ứng. Mục Lăng hướng dẫn, chọn phòng rồi hôm nay cứ nghỉ ngơi một bữa, Mặt khác, linh trị bài của các ngươi còn liên kết với linh trị điện, bên đó giao dịch đủ loại hàng hóa, các ngươi có thể tra cứu trong linh trị bài, đương nhiên nếu muốn mua cái gì thì vẫn phải qua bên đó trao đổi. Mục Trần gật đầu, quét mắt nhìn về phía mấy gian phòng, liền đi đến một cái phòng gần hồ nước trong suốt, cười nói, ta chọn gian này. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, chẳng cho cô kịp phản ứng cái gì, hắn liền nắm chặt tay nàng kéo về phòng. Chu Linh nhìn thấy, sắc mặt cũng kỳ lạ. Tên tiểu tử kia cũng kích thích người ta quá mục trần thì chẳng mấy để ý đi cùng lạc ly đến tiểu lâu cáp nàng đỏ mặt dãy tay ra khỏi hắn đôi mắt lưu ly cực kỳ xấu hổ hô hô mục trần cười nhìn nàng bất chợt tỏ ra đường đường chính chính ở cùng một phòng dễ chăm sóc cho nhau lại tiết kiệm được linh trị chúng ta vừa tới bắc thương linh viện cần kiệm mới dễ sống chứ lạc ly cáu lên cái cớ này cũng khó tin quá đi chứ nàng có hẳn hơn một vạn linh trị dùng nửa năm cũng chẳng si nhê gì không có được nước làm tới Lạc Ly trừng mắt chỉ trỏ đe dọa Mục Trần, nàng tự nhiên đẩy cửa mà vào. Lâu các nhỏ có hai tầng, khá sạch sẽ, Lạc Ly quan sát một vòng cũng tỏ ra khá hài lòng. Và lại quan trọng là nó có hai tầng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Ta ở lầu trên, ngươi ở lầu dưới. Lạc Ly đạm nhạt nói. Mục Trần lần này lại thành thật gật đầu, không dám rời cho gì nữa. Tuy hai người duyên tình thắm thiết, nhưng con gái rụt rè, cũng cần giữ gìn một chút. Lạc Lý bước lên lầu trên xem xét phòng mình, Mục Trần cũng đi dạo một vòng, rồi về phòng nghỉ ngơi, giường đã chuẩn bị sẵn, hiển nhiên phục vụ không tồi. Mục Trần nằm trên giường mềm mại, hít sâu một hơi, tâm tình khó hiểu. Từ bây giờ, hắn đã chính thức là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Hắn sẽ ở đây tu hành vài năm. Phụ thân, ta sẽ ở Bắc Thương Linh Viện tu luyện thật tốt, chờ ta trở về, nhất định sẽ đủ sức tìm mẫu thân về cho người. Mục Trần siết chặt nắm đấm. Ở cái nơi Bắc Linh cảnh nho nhỏ kia, hắn rời đi, phụ thân đã không còn ai là gia đình, nhất định rất cô tịch. Mục Trần hít sâu một hơi, áp lực trong lòng dao động, sau đó ngồi dậy xếp bằng, bàn tay nắm lại, linh trị bài thủy tinh xuất hiện trong tay. Lúc nãy Mục Lăng đạo sư nói linh trị bài này liên kết đến linh trị điện, đó là khu vực hội tụ đủ loại giao dịch của Bắc Thương Linh viện, cũng thật tiện lợi khi có thể ở chỗ của mình tra cứu vài tin tức. Mục Trần đưa một tia linh lực vào linh trị bài, hào quang sáng lên, hóa thành một bức màn sáng chói, hiển thị đủ loại vật phẩm muôn màu với số liệu thông tin chi tiết nộ mãng thương, luyện chế từ kim giác linh mãng một sừng, đối chiến với người khác, thúc dục linh lực, mũi thương như rắn dữ, uy lực phi phàm, linh cụ trung phẩm, giá bán 8000 linh trị. Cửu viêm quyết, linh quyết công pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 9000 linh trị. Ma huyễn ảnh bộ, linh quyết thân pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 7800 linh trị. Vẫn lạc trận, trận đồ cấp 3, lấy linh khí ngưng tụ ra hình dáng vẫn thạch, đẳng cấp uy lực công kích uy hiếp cường giả dung thiên cảnh, giá bán 13.000 linh trị. Thiên Lôi Châu, ẩn chứa thiên lôi khí, có tác dụng rèn luyện linh khí, cường hóa thân thể, giá bán 200 linh trị một viên. Đủ loại vật phẩm đủ màu sắc chạy qua trước mặt Mục Trần, khiến hắn kinh dị ngạc nhiên càng dữ dội. Trong linh trị điện bán ra vật gì cũng đều bất phàm, ngay cả trận đồ cao cấp cũng có, nhưng giá vật phẩm thì cái nào cũng không hề thấp, với gia tài hiện tại của hắn, hoàn toàn không có sức mua được cái gì. Lắc qua lắc lại, ánh mắt Mục Trần càng lúc càng sợ hãi, vạn lôi ngự kiếm quyết, thần cấp hạ phẩm, linh quyết công kích, do cường giả trí tôn sáng chế, giá bán 300 vạn linh trị, bác thương linh viện sở hữu. Ué! Mục trần tròn mắt hít sâu một hơi, khóe mắt giật giật. Linh quyết thần cấp. Trong linh trị điện này còn có bán cả linh quyết thần cấp, tim đập thình thịch, lát sau hắn mới bình tĩnh lại được. Đa số vật phẩm ở linh trị điện đều do đệ tử bán ra, nhưng có vài thứ thuộc sở hữu của Bắc Thương Linh Viện, như quyền linh quyết thần cấp này, Hẳn nhiên nếu là đệ tử sở hữu, nếu không phải không thể sử dụng, chắc chắn sẽ không đem ra bán. Bảo bối đẳng cấp này ai mà không động tâm, bất quá giá cả khiến hắn chỉ biết ôm hận, 300 vạn linh trị. Cái giá khủng bố như thế, trong Bắc Thương Linh viện ai có khả năng mua được đây? Mục Trần méo mặt lắc đầu, cái này chắc là Bắc Thương Linh viện cố ý lấy ra để kích thích người ta đây mà, để cho người ta thấy, chứ chẳng ai mà mua nổi. Mục Trần tiếp tục xem tới, mà càng xem nhiều, những vật phẩm đẳng cấp khủng bố càng nhiều hơn, giá cả cũng khiến hai mắt Mục Trần sám quét. Cửu Long Thông Thiên Trận, trận đồ cấp 6, giá bán 350 vạn linh trị. Tinh phách thượng cổ kim ô, linh thú thiên giai trung phẩm, địa bảng vạn thú lục bài danh 34, giá bán 400 vạn linh trị. Cửu đỉnh thần giáp, linh cụ tuyệt phẩm, khả năng phòng ngự một kích toàn lực của cường giả hóa thiên cảnh, giá bán 330 vạn linh trị ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỗi một thứ đều là kỳ chân bảo vật, chạy qua trước mắt khiến hắn khó mà giữ bình tĩnh, còn cái ra bên dưới thì khiến hắn hết hồn cắn răng. Không hổ là Bắc Thương Linh viện, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lấy ra nhiều bảo bối như vậy. Mấy thứ này bỏ vào bất cứ đâu ở đại thiên thế giới chắc chắn cũng tạo nên một hồi tranh đoạt điên cuồng, nhưng lúc này lại trở thành thủ đoạn kích thích đệ tử cày quốc kiếm linh trị. Mục Trần gượng cười, hắn tiếp tục xem, tiếp tục thấy những thứ kích thích quá đáng, lát sau hắn định dừng lại, thì hai mắt đột nhiên co lại. Tầm mắt hắn nhìn lên một góc bức màn hào quang, bên đó không có hình ảnh vật phẩm gì cả, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn. Tuy vậy, nó lại khiến trái tim Mục Trần gia tốc đập nhanh chưa từng thấy, ngay cả khí hải cũng trở nên bạo động sôi trào. Tinh huyết Bắc Minh Long côn, thần thú trấn viện, thần hiệu rèn luyện khí lực, tẩy tủy phạt cốt, người hấp thu sẽ cải thiện thể chất hoàn toàn, thân thể mạnh mẽ như linh thú giá 700 vạn linh trị. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, đó không phải là thứ cựu u tước tha thiết ngày đêm mơ ước đó sao? Chỉ cần có nó thứ này, cựu u tước có thể phá tan ràng buộc, trở thành sinh vật siêu cấp không kém Bắc Minh Long Côn. Trong khí hải của Mục Trần, linh lực kinh người gào thét, cựu u tước vốn nhàn nhã lười biếng nằm chơi trên đóa hoa ma đô lơ bất thình lình bật dậy, đôi mắt hắc viêm kích động cuồng hỉ. Mục Trần, Mục Trần, tìm được rồi, lấy nó đi, lấy nó đi, Cựu u tước truyền ý niệm vào đầu, cái vẻ thất thố điên cuồng như thế Mục Trần từ khi gặp nó mới thấy lần đầu tiên. Mục Trần bất đắc dĩ cười, hắn cũng muốn lấy giúp nó, nhưng mà... Ngươi cũng phải xem cái giá ác độc cắt cổ đó chứ. 700 vạn linh trị tròn chính đó. Bắc thương linh viện có ai mua nổi không? Trương 159 linh lực cuồng bạo dậy sóng trong khí hải của Mục Trần. Cựu u tước với đôi mắt hắc viêm kích động đứng ngồi không yên, cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức Mục Trần chưa cần vào trong vẫn cảm thấy rõ ràng. Ngươi đừng vội mừng, Mục Trần cười khổ, nói: "Ta đã hứa nhất định sẽ kiếm tinh huyết Bắc Minh Long côn cho ngươi, ta chắc chắn sẽ hoàn thành, nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút, nhìn xem hiện thực một chút được không? Ngươi không thể nào ép ta đi chém giết cướp đoạt được đâu." Nghe Mục Trần nói, Cửu U Tước mới bình tĩnh lại một chút, hắc viêm hừng hực trên người mới chậm rãi giảm lại, nó vỗ cánh, nói: "Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta có được nó, bây giờ ta chỉ cần có nó, thức tỉnh huyết mạch, hoàn tất tiến hóa, phá vỡ ràng buộc." Mục Trần gật đầu cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã kết nối huyết mạch, ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nói xong, hắn nhìn lại giá bán Bắc Minh Long Côn, không khỏi lắc đầu. 700 vạn linh trị, gom góp bao lâu mới đủ được à? Bất quá ngẫm lại, tinh huyết Bắc Minh Long Côn quý giá cỡ nào chứ? Nếu cứ thế mà dễ dàng lấy được, thật sự cũng quá ngây thơ đi. Thứ này, chỉ có thể từ từ mà lấy thôi. Cộc cộc, phía cửa vang lên tiếng gõ, Mục Trần ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái váy đen đang dựa vào cánh cửa, thân hình thon thả mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, tóc đẹp như suối bạc thả xuống theo ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, đẹp không nói hết. Mục Trần nhướng mày tròn mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, hơi thất thần. Nhìn cái gì đó? Lạc Ly đến trước mặt hắn, khẽ cười. Ta vẫn cảm thấy rất may mắn, ngày đó trong linh lộ lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà mềm lòng tương trợ, mục trần mỉm cười đôi mắt đen nhìn kỹ từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp kia nếu không thời gian sau này sẽ cô tịch thế nào cũng chẳng biết được vậy là tình cảm lúc đầu ngươi còn không muốn cứu ta lạc ly dịu dàng lung linh nhìn hắn mục trần cũng bất đắc dĩ linh lộ là một nơi quá tàn khốc sự nhân từ chính là lưỡi dao bén giết chết bản thân bất cứ lúc nào việc đó cũng không trách hắn được sau đó đuổi giết ta nửa năm không lẽ còn chưa hết giận lạc ly cười khúc khích đôi mắt lưu ly tĩnh lặng trở nên dao động vui vẻ mục trần cảm thấy may mắn nàng sao lại không như thế từ ngày đó cuộc sống đơn điệu của nàng có thêm nhiều màu sắc dù trách nhiệm cũng tăng lên nhưng nó khiến cho nàng chờ mong mong mỏi đến thời điểm gặp lại hắn thôi đừng tám chuyện linh tinh nữa nói chính sự với ngươi đây lạc ly nghiêm lại nàng nói đại hội tân sinh một tháng nữa ngươi sẽ giao chiến với dương hoàng ừ Mục Trần gật đầu, hắn chẳng thể ưa nổi Dương Hoàng, tên kia là đồng lõa với cơ huyền trong linh lộ, chuyện ngày trước chắc chắn hắn cũng có nhúng tay vào. Bây giờ gặp lại trong Bắc Thương Linh Viện, đâu thể nào Mục Trần lại buông tha cho. Dương Hoàng không dễ đối phó, hắn bây giờ cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ, bản thân còn có linh mạch địa cấp. Hắn mà sử dụng đến nó, trong vòng dung thiên cảnh sơ kỳ chắc chắn là vô địch. Lạc Ly nói, còn nữa, theo ta biết, Dương Hoàng có được tinh phách thượng cổ hổ giao, chiến lực lại được tăng phúc, do vậy nếu hắn dốc toàn lực cũng thừa sức đánh thoải mái với cường giả dung thiên cảnh trung kỳ. Địa bảng vạn thú lục bài danh 50, linh thú thiên giai trung phẩm, thượng cổ hổ giao. Mục Trần trợn mắt, thần sắc trịnh trọng lên nhiều. Tên Dương Hoàng này đúng là không phải kẻ tầm thường, chiến lực như thế khiến cho Mục Trần cảm thấy không ít áp lực, với khả năng hiện tại của Mục Trần, nếu sử dụng sức mạnh cộng hưởng của cửu U Tước thì cũng có thể chiến đấu với đối thủ dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là dung thiên cảnh trung kỳ thì có hơi miễn cưỡng quá. Nếu mượn sức mạnh hoàn toàn của cửu U Tước, đánh bại dung thiên cảnh trung kỳ cũng không khó, nhưng đó là sát trước cuối cùng, Mục Trần cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực, dù cho hiện tại đã kết nối huyết mạch với cửu U Tước, nhưng mượn dùng ngoại lực quá nhiều sẽ khiến bản thân ỉ lại, không có ích lợi cho việc tu luyện bản thân. Ngươi trong tay cũng có không ít thủ đoạn, nhưng dù sao linh lực yếu mỏng, hiện tại cũng chỉ có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, tranh lệch với Dương Hoàng quá lớn, một tháng nữa giao chiến càng phải chuẩn bị nhiều hơn, ít nhất trong một tháng tới phải tăng thực lực lên thần phách cảnh hậu kỳ. Lạc Ly nghiêm mặt phân tích, Mục Trần gật đầu, chiến lực hiện tại có thể sánh với dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng chân thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, đó là bất lợi rất lớn. Nhưng muốn trong một tháng nữa tăng lên thần phách cảnh hậu kỳ cũng không hề đơn giản, Muốn trong một tháng tăng cấp, thật ra không phải không thể, nhưng phải cần một thứ khác trợ giúp. Lạc Ly mỉm cười, thình linh linh trị bày hiện ra trong tay, hào quang hóa thành bức màn sáng, ngón tay tinh tế của Lạc Ly lướt qua, chợt dừng lại ở một dòng chữ sáng rực. Mục Trần liền chú ý vào đó. Thần Phách Đan, một đan dược có tác dụng rất lớn đối với cường giả thần Phách Cảnh, hỗ trợ đột phá tăng cấp. Dược lực cùng bạo nếu không thể luyện hóa hoàn toàn sẽ khiến linh lực trong cơ thể bị tổn hại, giá bán 20.000 linh trị nếu ngươi có thể mua được một quả thần phách đan, hẳn tháng sau sẽ đột phá thần phách cảnh hậu kỳ. Còn cái vấn đề dược lực cùng bạo thì đơn giản, mục lăng đạo sư có nói rồi, trong lôi vực có thiên lôi vô hạn, có hiệu quả rèn luyện linh lực, ngươi vào đó sử dụng thần phách đan, hẳn có thể nhờ thiên lôi lực hấp thu hoàn mỹ. Lạc Ly cười nói, xem ra nàng đã suy tính kỹ càng vấn đề này rồi. Mục Trần gật đầu, thần phách đan đối với hắn hiệu quả không tồi, đan dược quý hiếm bậc này ở Bắc Linh Cảnh e rằng không thể có được, nhưng bây giờ còn có một vấn đề duy nhất. Lạc Ly gõ gõ ngón tay sinh vào những chữ cuối, một khỏa thần phách đan cần đến 20.000 linh trị, ta hiện tại chỉ có 11.000, còn ngươi thì còn khoảng 4.000, hai chúng ta có gộp lại cũng không đủ. Lạc Ly khổ não nhìn hắn. Cả hai đều mới chân ướt chân giáo bước vào Bắc thương linh viện, chẳng biết được nhiều cách cày ải linh trị, thành ra chuyện này lại rất đau đầu. Linh trị. Mục Trần cau mày, chợt cười nói, cũng không phải không có biện pháp, hả? Lạc Ly ngạc nhiên nhìn hắn, không rõ lắm hắn đang nghĩ cái gì. Mục Trần cười, nắm tay Lạc Ly kéo đi, đi theo ta. Lạc Ly thấy hắn lại động tay động chân cũng đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai. Mục Trần kéo nàng Lạc Ly lên đỉnh tiểu lâu cát, nhìn vào không trung xanh thẳm, một góc bắc thương linh viện hiện ra trong tầm mắt. Hắn nhìn lên tòa núi hình dạng thần điểu kia, chính xác hơn là phía bên trái của quả núi, tấm bia đá thần phách bảng. Mục Lăng Đạo Sư có nói, chỉ cần xếp vào những hạng cao của thần phách bảng, đều sẽ được thưởng linh trị mỗi ngày. Người muốn thử tiến vào thần phách bảng?" Lạc Ly ngạc nhiên khẽ hỏi. Mục Trần gật đầu. "Cũng là biện pháp tốt, thực lực hiện tại của ngươi hẳn có thể xếp vào 10 hạng đầu, nhưng như thế cũng sẽ đắc tội mấy tên lão sinh kia." Lạc Ly phân tích, "Nàng hiện giờ đã là dung thiên cảnh, đã không còn tư cách xếp hạng ở thần phách bảng nữa, còn thực lực vẫn chưa đủ để leo lên xếp hạng thiên bảng, cũng thật khó cả hai đầu." chỗ đó là địa bàn của tân sinh, bọn họ chiếm cứ như thế cũng là quá lắm rồi, và lại sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của ta. Mục Trần cười cười, Bắc Thương Linh Viện cạnh tranh mãnh liệt, bất luận là bây giờ hay sau này, đều sẽ ảo ảo cạnh tranh. Nếu lùi một bước thì còn gì thú vị. Hắn đến Bắc Thương Linh Viện cũng không chỉ là học tập suông, ngươi cũng thật không an phận, mới vào Bắc Thương Linh Viện chưa được một ngày lại làm cái chuyện này. Lạc Ly nhếch miệng cười, nàng cũng thừa sức đoán được những chuyện sắp xảy ra, nó cũng không đơn thuần là xôn xao vì vấn đề xếp hạng thay đổi, mà chính là khiêu chiếu lão sinh. Có lẽ nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện sự tình tân sinh vừa đặt chân vào cổng đã khiêu chiến đá lão sinh xuống khỏi thần phách bảng. Ta cũng buộc lòng phải làm thế thôi, hai ta vì mua cái thần phách đan kia mà phải táng ra bại sản, ai còn quản bọn họ cái gì uy nghiêm hay không uy nghiêm. Mục Trần cười lớn, bàn tay nắm lại, linh trị bài lơ lửng trước mặt. Mục Trần nhìn chằm chằm Linh Trị Bài, ánh mắt nghiêm trang, bàn tay vẫn nắm chặt, linh lực hùng hồn như sóng nước ảo ạt tuôn ra khiến không khí dao động nổi rõ. Quang Luân linh lực trong khí hải lóe lên, thần phách đang ngồi xếp bằng cũng phát sáng rực rỡ, thúc dục linh lực trong người lên cực hạn. Ầm, um. linh lực hắc ám như hồng thủy đen lao ra khỏi nắm tay, mang theo tiếng chấn động dữ dội hóa thành dòng thác lũ đen ngòm đánh vào Linh Trị Bài. Oang một âm thanh trầm thấp vang ra trong khu vực tân sinh, tia sáng phóng lên cao, thình lình thu hút chú ý của mọi người. Đám tân sinh kinh ngạc ngẩng lên thấy chùm sáng đó xẹt qua chân trời, bắn tới tấm bia đá vinh quang của Bắc Thương Linh Viện. Chương 160 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không dấu nhé. Véo. Chùm sáng rực rỡ như sao xa xẹt qua chân trời, để lại một cái đuôi ánh sáng tuyệt đẹp, ngang dọc không trung Bắc Thương Linh Viện, cuối cùng xông tới tấm bia đá chọc trời thần phách bảng. Đùng. Ngay lúc đó, mọi người đều thấy rõ thần phách bảng thượng phát ra ánh sáng chói mắt, kim quang từ bên dưới cấp tốc chạy lên cao, chỉ vài giây ngắn ngủi đã lọt vào top 10. Oa! Wow. Trong Bắc Thương Linh viện liền vang lên những tiếng xôn xao. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp của Bắc Thương Linh viện, nhưng top 10 bình thường rất ít thay đổi, vì những người đó tuy xếp hạng ở thần phách bảng, nhưng lại là cường giả dung thiên cảnh chân chính. Chẳng biết lần này là ai lại đột phá đến dung thiên cảnh vậy nhỉ? Ha ha, cái bọn kia lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ cho đám tân sinh một chỗ cả. Người trước kia cũng không phải vậy à? Đám tân sinh cao ngạo lắm, phải mài từ từ mới được. Hứ, có bản lĩnh thì lên thiên bảng ấy, một cái thần phách bảng thì hay ho gì? Mấy tên đó ra mặt cũng ít có dày quá. Thần phách bảng tóc mười thay đổi cũng khiến không ít lão sinh Bắc Thương Linh viện chú ý, những tiếng bàn tán vui vẻ khắp nơi, bất quá ai cũng nghĩ rằng kẻ vừa vọt lên kia chắc chắn cũng là một lão sinh vừa đột phá dung thiên cảnh thế nhưng trong mắt của vô số sự chú ý, luồng kim quang kim chậm rãi nhích lên từng bậc. Hạng 9, hạng 7, hạng 5, hạng 4. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng đó lại bất giác giật mình kinh dị, tuy rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp, nhưng mấy kẻ chiếm cứ ở đó lâu như vậy cũng không phải không có bản lĩnh. Đặc biệt là ba thứ hạng đầu thần phách bảng, những kẻ đó trong đẳng cấp dung thiên cảnh hiện tại cũng có một chút danh tiếng, nửa năm nay đều chễm trệ trên vị trí đó, hầu như chẳng ai cả gan đá họ xuống nhưng hiện tại những ánh mắt tập trung vào luồng kim quang đó đang dừng lại ở vị trí thứ bốn khá lâu rồi bất chợt lúc lắc dao động kim quang bừng lên tiến thêm một bước chiếm giữ vị trí thứ ba ngay lúc đó cái tên vốn đang đứng ở vị trí thứ ba liền lóe lên rồi biến mất bình thường nếu đúng theo quy luật một ai đó bị vượt hạng thì cái tên đó sẽ bị hạ xuống một bậc chứ không biến mất nhưng kẻ đứng hạng ba này hiện giờ thực lực đã tiến vào dung thiên cảnh từ lâu thành ra đã không còn tư cách được xếp hạng lại ở thần phách bảng, do đó liền bị xóa đi ồ, tiểu tử Mạch Luân bị xóa tên rồi à. Ha ha, tội nghiệp chưa kìa, vốn mỗi ngày ở hạng 3 còn được 1.000 linh trị miễn phí, bây giờ không cánh mà bay mất rồi. Vài kẻ hả hê cười nói ngạo cái tên vừa biến mất, rồi cũng chăm chú nhìn lại luồng kim quang kia, chờ đợi nó tan đi, lộ ra cái tên vừa gây ra chú ý. Thần phách bảng hạng 3, Mục Trần, Bắc Thương Linh Viện Tu Hành, một ngày. Quác, không khí trong Bắc Thương Linh viện đột nhiên mất đi sự huyên náo, yên tĩnh lạ thường, cả lão sinh lẫn tân sinh đều ngẩn ngơ nhìn lên thần phách bảng. Tu luyện Bắc Thương Linh viện mới một ngày, không phải là tân sinh vừa vào Bắc Thương Linh viện buổi sáng hôm nay đó chứ? Một tên tân sinh, vậy mà cũng dám chiếm giữ vị trí đá lão sinh trên thần phách bảng đi xuống. Bắc Thương Linh viện chỉ im lặng chốc lát, liền ầm ầm náo nhiệt còn hơn trước, cái chuyện này bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy xuất hiện. Mục Trần kia lai lịch thế nào vậy? trong giới tân sinh chắc cũng có chút bản lĩnh chứ. Hay là hắn cũng vừa may hôm nay đột phá đến dung thiên cảnh. Ha ha, thú vị, thú vị. Cái tên Mạch Luân kia cũng không phải đèn dầu sắp tắt, với tính cách đố kỵ của hắn, e rằng không bỏ qua đâu nha. Tân sinh Mục Trần dám xóa tên hắn, nhục này làm sao mà hắn chịu. Đúng rồi, với lại mấy thằng hạng 4 đến hạng 10 nữa đó, có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Mục Trần kia cũng gan góc đấy chứ nhỉ vô số người bàn tán về sự kiện nổi bật ở ngày đầu tiên tiếp đón tân sinh này cũng không ít người tỏ ra ủng hộ hành động đó của mục trần động tĩnh trên thần phách bảng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi sự xôn xao trong giới tân sinh bọn họ đều kinh ngạc nhìn cái tên trói mắt trên đỉnh thần phách bảng kia có những người nghe rất xa lạ nhưng cũng không ít người quen thuộc cái tên đó nhưng không có ai ngờ hắn lợi hại như vậy vừa mới bước vào bắc thương linh viện liền tạo ra một hồi xôn xao Khu Tân Sinh phía Bắc trên một lầu cát, Dương Hoàng xếp bằng tu luyện cũng đang mở mắt chăm chú nhìn vào Kim Quang lập lòe đang chiếm cứ vị trí thứ ba Thần Phách bảng, ánh mắt lạnh lùng dán chặt cái tên khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cái tên đó quả thật có chiến lực ngang ngửa Dung Thiên Cảnh sơ kỳ, khó trách lại có thể giành lấy danh hiệu người ưu tú nhất ở tòa Bắc Thương giới của hắn. Bản lĩnh cũng có một chút, bất quá cũng thật không biết điều mà khiêm tốn chút đi. Mấy tên Top người Thần Phách bảng đâu có ăn chay đâu chứ. Dương Hoàng cười lạnh, bọn kia đều có thực lực dung thiên cảnh, thực sự Mục Trần rất biết cách tự tìm phiền toái. Thôi kệ, cứ cho ngươi đắc ý chút đi, một tháng sau trên đại hội tân sinh, ta sẽ cho ngươi thấy rõ cách biệt hiện tại của ta và ngươi lớn như thế nào. Dương Hoàng siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cùng. Có Dương Hoàng ta ở Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần ngươi đừng mơ có cơ hội ngóc đầu lên hai khu tân sinh khác, băng thanh và mộc khuê cũng không khác, bị thu hút bởi cái tên quen thuộc trên thần phách bảng, đôi mắt cũng lóe ra những ánh sáng kỳ lạ. Hạng 3. Mục Trần nhìn vị trí cuối cùng của hắn ở thần phách bảng, miệng cười cười. Thứ tự này cũng hơi vượt dự kiến bản thân, vốn nghĩ quá lắm là lên hạng 5 mà thôi. Lần này thúc dục linh lực thật ra vẫn còn khống chế, nếu mà bùng nổ hết chắc cũng có thể phá luôn đỉnh cấp. Mục Trần cười cười bắt đầu ba hoa với Lạc Ly, bất quá nếu làm như thế, trực tiếp hạ bệ toàn bộ lão sinh, e rằng gây chú ý quá lớn. Xem thử có bao nhiêu linh trị rồi. Lạc Ly hỏi. Mục Trần lật tay, linh trị bài xuất hiện trong tay, hào quang ngưng tụ, hóa thành một con số. 24.100 điểm linh trị. Mục Trần nhìn con số trên linh trị bài mà le lưỡi, thở phào một hơi, xông lên hạng ba thần phách bảng, hắn được thưởng những hai vạn linh trị, vừa đủ mua một viên thần phách đan. A ra, xem ra phải bận rộn đi linh trị điện mua thần phách đan, rồi lại còn phải chui vào lôi vực một chuyến, sau đó phải đột phá thần phách cảnh hậu kỳ rồi. Mục Trần nhe răng cười nói với Lạc Ly. Lạc Ly khẽ cười gật đầu. Mục Trần ngẩng lên nhìn lại thần phách bảng kia, hắn bây giờ cần phải mau chóng tăng thực lực, những thiên tài lợi hại ở Bắc Thương Linh viện này nhiều lắm, hôm nay lại tạo nên một chuyện lớn thế này, nếu không mau chóng thì phải ăn khổ không ít. Thực lực vi tôn, không đủ thực lực mà chiếm vị trí cao như thế, kết quả chỉ là rước lấy nhục. Một nơi mây mù lượn lờ, có vô số những khối đá lơ lửng, bề mặt rộng chừng vài trượng, cũng đủ cho một người tu luyện trên đó. Lúc này đây trên những khối đá đó có rất nhiều người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, linh lực quanh thân cuồn cuộn, sương mù dao động nhẹ nhẹ quanh người rồi theo hơi thở chui vào cơ thể. Đám sương mù này không ngờ chính là linh khí thiên địa cực kỳ dày đặc mà thành hình. Linh khí ở đây lại hùng hậu đến mức độ không tưởng trên một khối đá bằng phẳng sâu trong đám sương mù một người đang ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt bộ đồng phục rộng thùng thình đầu tóc xõa ra hơi thở nặng nề linh lực quanh người khá mạnh mẽ hắn trợn tròn đôi mắt tay siết lại linh trị bày hiện ra một hào quang sáng lóe lên sắc mặt hắn trở nên u ám mục trần một tên tân sinh vừa tới bắc thương linh viện cũng dám xóa tên ta khỏi thần phách bảng thanh niên nọ cực kỳ tức giận hắn cũng không phải giận vì một nghìn linh trị mỗi ngày của thần phách bảng nếu là một tên lão sinh nào đó thì hắn cũng không mấy để ý làm gì nhưng một tên tân sinh vừa vào linh viện chưa tới một ngày cả chân còn đứng chưa vững đã dám đá hắn xuống cái này chính là nhục nếu để yên sau này không ít người sẽ cười nhạo hắn đó là sự khiêu khích đến uy nghiêm của hắn đáng chết thanh niên nọ nghiến răng, xem ra không thể để yên được, dù cho có đánh tên tân sinh kia bò lăn bò càng cũng không lấy lại vị trí thần phách bảng được, nhưng ít ra mặt mũi danh tiếng sẽ không mất. Ta muốn nhìn xem tân sinh như ngươi có năng lực gì mà vừa đến Bắc Thương Linh Viện đã kiêu ngạo như thế. Nếu không ai dạy dỗ ngươi, thì mạch luân ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn trọng học trưởng. Gần từng tiếng một, hắn lại chậm rãi nhắm mắt, trong lòng đã quyết tâm ngày mai sẽ tạm dừng tu luyện, đi tìm tên tân sinh kiêu ngạo kia mà cho hắn biết một chút lễ độ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha